Chương 2392, chấn động nhân tộc. Chẳng bao lâu sau, tin tức liên quan đến việc ba cường giả của lục linh tộc bị một vị đại thừa của nhân tộc Diệt Sát lập tức lan truyền ra. Các loại dị tộc giống như lục linh tộc khi mới biết được tin này đều cực kỳ kinh hãi, lập tức nheo nhau phái ra nhân thủ điều tra mọi nơi xem chân tướng thực hư của việc này như thế nào. Qua một đoạn thời gian sau, toàn bộ tiểu linh thiên bị việc này triệt để khối động. Mà lúc này, Mạc Linh Thánh thuyền đã sớm bay ra khỏi khu vực khống chế của lục linh tộc bay thẳng đến một khu vực khác của tiểu linh thiên là nơi cư trú của nhân tộc. Mấy ngày sau tại phạm vi nhân tộc, trong một tòa thạch điện cổ kính trên một đỉnh núi cao vạn trượng, có vài cường giả nhân tộc đang ở xung quanh một cái bàn đá đang trò chuyện điều gì đó. Mấy người này gồm có ba nam một nữ, tất cả đều có tu vi trên hợp thể, trong khi nói chuyện thần sắc ai nấy cũng đều cực kỳ nghiêm trọng. Tin tức đã xác định được quả thật là không sai sao, thật là một vị đại thừa nhân tộc chúng ta, cùng lúc giết chết ba gã lục linh tộc kể cả cổ thụ tổ linh, một gã trung niên đại hán có làn da đen thui trong đó lớn tiếng hỏi. Mặc dù thám tử của chúng ta không có cách nào tiến được vào trong lục hải, nhưng nhìn vào phản ứng của các tộc khác thì chắc chắn là không thể sai được. Bằng không lục linh tộc hiện giờ chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi đã vội vàng rút tất cả nhân thủ về bên trong lục hải, xem chừng bộ dáng chuẩn bị triệt để phong bế khu rừng. Một lão giả tóc trắng xóa khác, tay về dâu trả lời. Thế nhưng cả ta và ngươi đều hiểu rõ, tại tiểu linh thiên này, Nhân tộc chúng ta căn bản không thể sinh ra tồn tại đại thừa, trước kia không có, phòng trừng sau này cũng không có khả năng." Mỹ phụ áo lam ở đối diện, lông mày nhíu lại một cái nói. "Lời này trước kia còn có thể nói, hiện tại thì sao, chẳng lẽ các ngươi quên Nguyệt Tiên tử rồi à?" Nguyệt Tiên tử tư chất kinh người, chỉ dùng có một thời gian ngắn mà đã tu luyện từ luyện hư đến tận hợp thể đại thành, nói không chừng thật sự có hy vọng phá vỡ truyền thuyết tiểu linh thiên không có đại thừa. Một gã nam tử khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng dị thường nói. Tư chất của Nguyệt Đạo Hữu tự nhiên không cần phải nói, ngắn ngủi chỉ trong 2000 năm đã trở thành đệ nhất cường giả trong nhân tộc chúng ta, thậm chí có thể chống chọi với lục linh tổ cổ thủ tổ linh mà không hề rơi xuống hạ phong. Nhưng nếu nói Nguyệt Đạo Hữu có thể tiến giai đại thừa dưới tình hình linh khí thiếu thốn ở tiểu linh thiên này thì thật sự là khó có khả năng. Mỹ phụ áo xanh nghe được ba chữ Nguyệt Tiên tử, thần sắc hơi động một chút, nhưng vẫn lắc đầu trả lời. Chỉ là khả năng không lớn mà thôi, nhưng với tư chất yêu nghiệt của Nguyệt Tiên tử thì vẫn còn một chút cơ hội, Nam tử nghiêm nghị lạnh lùng không khách khí phản bác, nếu như Nguyệt tiên tử có thể tiến giai đại thừa thì quả là một sự tình may mắn đối với nhân tộc ở tiểu linh thiên chúng ta. Nhưng với tình hình của Nguyệt đạo hữu hiện giờ, ít nhất còn phải tích lũy thêm mấy trăm năm thời gian nữa thì mới có thể thử xung kích bình cảnh này. Đúng rồi, hiện tại Nguyệt tiên tử đang tu luyện một loại bí thuật rất trọng yếu, không biết có thể tham gia lần tụ hội này được không? Lão giả tóc trắng bình tĩnh nói, thiết đạo hữu yên tâm, mặc dù Nguyệt tiên tử hiện tại không thể xuất quan, nhưng ta đã đem tin tức liên quan truyền đến chỗ nàng ấy bế quan, tin tưởng rằng rất nhanh thôi sẽ có tin tức của nàng ấy truyền lại cho chúng ta. Một gã nam tử khô gầy không mở miệng từ nãy giờ, đột nhiên nhàn nhạt, nhạt nói một câu. "Rất tốt, đại sự bậc này mà không có Nguyệt Tiên Tử tham gia thương thảo thì quả thật là ta có chút không an tâm. Giờ thì mọi người nói thử xem, vị đại thừa nhân tộc này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu tới?" Lão già tóc trắng vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi tiếp. "Còn có thể từ chỗ nào nữa?" tám chín phần 10 là tu sĩ đại thừa từ ngoại giới xông vào. Mỹ phụ áo lam lông mày khẽ nhíu lại nói, quả thực khả năng này là lớn nhất, nhưng người này đã là đại thừa nhân tộc, khẳng định là đến từ linh giới, hơn nữa lại có biện pháp đi tới tiểu linh thiên, chắc chắn là cũng có thể ly khai nơi này bằng thông đạo khi tới đây. Chuyện này đối với chúng ta quả thực là cơ hội đi tới linh giới ngàn năm có một. Đại hán có làn da đen thui đồng ý nói, chỉ có tại linh giới chúng ta mới có thể có ít khả năng tiến dai lên đại thừa. Mặc dù lúc trước các tộc cũng phát hiện lối ra để ly khai giới này, nhưng đáng tiếc là không ai có thể chống lại giới diện chi lực khủng bố ở thông đạo kia, chỉ có thể đành bó tay mà thôi. Nếu quả thật là vị đại thừa nhân tộc này đến từ ngoại giới thì đây đúng là một đại cơ duyên cho nhân tộc ở Tiểu Linh Thiên chúng ta. Sau khi nam tử nghiêm nghị lạnh lùng nghĩ một chút, trong mắt cũng hiện lên một tia cháy bỏng nói: "Chẳng qua là đối với sự tình của linh giới chúng ta cũng không biết được nhiều lắm, vị đại thừa này có đúng là tu sĩ đến từ linh giới?" có thật sự là tu sĩ nhân tộc hay không cũng chưa thể khẳng định được. Nhưng có thể khẳng định một điều là chắc chắn người này sẽ ghé lại xem qua chỗ cư ngụ của nhân tộc chúng ta, cho nên là không thể không chuẩn bị một ít phòng bị. Vạn nhất người này không hề niệm chút tình nghĩa đồng tộc mà lại xuất hiện lời gì ác ý, chúng ta cũng không thể không có một chút dự phòng. Lời nói của lão già tóc trắng lại cực kỳ lão luyện từng trải. Lời của bạch ông rất có lý, chẳng qua người kia có thể cùng lúc diệt sát cả tam đại cổ thụ tổ linh phụ thể trên lục linh tộc, thần thông to lớn như thế nào hoàn toàn có thể đoán được. Đến lúc đó Nguyệt Tiên Tử cũng phải ra mặt mới có khả năng đối kháng. Dù sao Nguyệt Đạo Hữu là người duy nhất trong chúng ta thực lực chân chính tiếp cận tồn tại Đại Thừa. Hai mắt Nam Tử nghiêm nghị lạnh lùng chớp lên một tia hàn quang nói. Việc Nguyệt Tiên Tử lập tức xuất quan chỉ sợ là không dễ. Dù sao Nguyệt Đạo Hữu cũng ở, Nam Tử khô gầy nhướng mày đang muốn nói gì. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài đại điện vang lên một tiếng, một đạo ánh sáng bạc bắn tới, sau vài cái chấp động đã đến phía trên mọi người, lượn vòng vài cái hóa thành một thanh tiểu kiếm bay thẳng đến bản đá chỗ mọi người. Trên tiểu kiếm màu bạc bất ngờ có thêm một cái ngọc giản màu trắng. Mọi người thấy tình hình như vậy thì mỗi người một vẻ. Lão giả tóc trắng sau khi suy nghĩ một chút, lập tức khoát tay lấy ngọc giản từ trên tiểu kiếm màu bạc xuống. Tiểu kiếm run lên, lại hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc phá không bay đi, sau một cái chấp động, lập tức biến mất vô tung vô ảnh ngoài cửa điện. Thoáng cái, ánh mắt của những người khác tất cả đều tập trung vào vật màu trắng đang ở trên tay lão giả. Lão giả đem ngọc giản đặt lên trên chán, khép hờ hai mắt, dùng thần niệm của mình để kiểm tra thông tin trong đó. Chỉ một lát sau, thần sắc lão giả khẽ động, hai mắt mở ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là phi kiếm truyền thư của Nguyệt Tiên Tử. Nguyệt Đạo Hữu đã hứa đợi đến khi gã đại thừa kia tiến vào khu vực cư trú của nhân tộc thì sẽ cùng chúng ta đi gặp người này một lần. Vậy là rất tốt, có Nguyệt Đạo Hữu cùng đi, chúng ta cũng an tâm hơn nhiều. Nam tử khô gầy nghe vậy, lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Những người cũng vì vậy mà thần sắc trở nên thả lỏng hơn. Tiếp theo sau đó mọi người lại thương nghị thêm một chút, rồi cùng rời khỏi thạch điện, bắt đầu làm một chút chuẩn bị. Chấm, ở một chỗ bí ẩn khác trong sân cốc, một tòa mật thất bị một tầng hàn băng phong bế lối ra vào, trên một vòng ngân luân sáng như trăng, một thiếu nữ áo trắng vóc người thon thả đang ngồi xếp bằng lẳng lặng tìm hiểu cái gì đó. Thân hình thiếu nữ giống như một pho tượng không hề nhúc nhích chút nào, nhưng mơ hồ để lộ ra một loại phong tư tuyệt thế không nói nên lời. Gương mặt tuyệt mỹ như phấn ngọc đang được ngân quang nhẹ nhẹ chiếu sáng hơi cúi xuống, làm cho không ai có thể thấy rõ được hoàn toàn dung nhan thật sự. Hơn nửa tháng sau, trên bầu trời một dãy núi liên miên thuộc biên giới nơi cư trú của nhân tộc, âm thanh ầm ầm vang lên, một cự thuyền màu đen trông như tòa núi nhỏ từ không trung bay tới. Sau vài cái chớp động, lập tức bắn thẳng tới sâu bên trong khu vực cư trú của nhân tộc. Một ít tu sĩ đề dai ở dưới dãy núi trông thấy tình hình này không thể kìm được mà trợn mắt há mồm. Bình thường những nhân tộc ở tại chỗ sâu xa trong tiểu linh tiên chưa bao giờ được thấy qua phi hành pháp khí lớn đến vậy. Chẳng qua một ít người hữu ý trong nháy mắt khi vừa phát hiện ra cự thuyền màu đen, lập tức thông qua một ít pháp khí đặc thù đem tin tức này trực tiếp truyền về hậu phương. Cho nên mặc dù mặc linh thánh thuyền cực kỳ đáng chú ý, nhưng một đường phi hành trên bầu trời khu vực nhân tộc, không có bất kỳ người nào tiến lên ngăn cản hoặc phản hỏi cái gì. Hai ngày sau, sau khi cự thuyền màu đen bay qua một hồ nước rất rộng lớn, đột nhiên dừng lại ở một dãy núi nhỏ rất bình thường. Hàn tiền bối, nơi đó chính là động phủ của gia mẫu. Ở đây ngoại trừ ta cùng mẫu thân gia, còn có mấy vị thúc bá tỉ muội ở bên trong các đỉnh núi khác. Một thanh âm của thiếu nữ tràn đầy vui mừng truyền từ bên trong cự thuyền ra. Tiếp theo ánh sáng bạc chớp lên, chu quả nhi cực kỳ hưng phấn bay xuống khỏi cự thuyền, lập tức lao thẳng vào trong một tòa núi nhỏ. Xem ra này nhà đầu này thật sự rất nhớ nhà, bằng không cũng sẽ không cấp bách đến mức quên cả chào hỏi một tiếng mà đã đi ra ngoài rồi. Một âm thanh của nam tử cười khẽ từ trong cự thuyền vang lên. Hàn Sư, trước kia quả nhi chưa bao giờ rời xa nhà lâu như vậy, cuối cùng lần này cũng có thể trở về thăm gia đình tất nhiên là tình cảm cực kỳ chân thành rồi. Thêm một thanh âm cực kỳ cúng kính cũng truyền ra. Vừa dứt lời, trên không trung lóe lên tia ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, Hàn Lập mang theo Hoa Thạch lão tổ xuất hiện ở phía trước cự thuyền từ trên cao nhìn xuống đánh giá mấy ngọn núi này lúc này chu quả nhi sau khi chấp động một cái trực tiếp chui vào trong một mặt thạch bích bên trên sườn núi không thấy bóng dáng nữa hàn lập mỉm cười lặng lặng đứng chờ trên không trung lúc này hắn tất nhiên là có thể cảm thấy được có người trên vài ngọn núi khác đang dùng một ít pháp khí nào đó lặng lẽ quan sát mình cũng với cự thuyền trong lòng cực kỳ sợ hãi không dám hiện thân ra ngoài chỉ sau thời gian một bữa cơm từ chỗ vách đá mà chu quả nhi biến mất kia ánh sáng chấp lên một thiếu phụ ăn mặc thanh lịch đi ra từ đó. Nhìn dung nhan thiếu phụ này cùng Chu Quả Nhi có bộ dáng tương tự đến 6, 7 phần, mà thiếu nữ hai mắt đỏ ửng đang bám chặt theo bên cạnh, chính là Chu Quả Nhi đi vào lúc trước. Vãn Bối Thạch Tiêm Vân bái kiến tiền bối, nghe Quả Nhi nói, lần này nhờ có tiền bối cứu giúp, mới có thể giữ được tánh mạng ở bên ngoài, Vãn Bối thật sự vô cùng cảm kích. Thiếu phụ ngẩng đầu lên đến không trung nhìn qua thân hình Hàn Lập cùng với Thạch lão tổ, lập tức cùng với Chu Quả Nhi từ xa cúi đầu xuống. Ngươi chính là mẫu thân của Chu Quả Nhi, tu vi quả nhiên không kém. Đứng lên đi, ta đến đây lúc này ngoại trừ việc đưa Chu Quả Nhi về nhà, ngoài ra còn có một chút chuyện muốn hỏi. Hàn Lập ở trên không sau khi quét qua tu vi luyện hư của thiếu phụ, thần sắc khẽ động, thong dong mở miệng nói: "Vâng, trước hết mời tiền bối đến động phủ một lần, tệ xá mặc dù không có linh trà linh tử gì, nhưng còn có vài loại linh quả mà ngoại giới không thường thấy, hy vọng tiền bối có thể nhấm nháp một ít." Thiếu phụ đứng dậy, cung kính nói: Tốt lắm, người đã có tâm thì hàn mỗ cũng không khách khí. Hoa thạch, người trước tiên cứ lưu lại ở bên ngoài đi. Hàn lập gật đầu, quay sang hoa thạch lão tổ ở bên cạnh phân phó một tiếng. chương 2393, gặp mặt thượng. Sau khi hoa thạch lão tổ kho người đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo độn quang bay trở về cự thuyền. Hàn lập thì bước nhẹ một bước vào hư không, mơ hồ một cái rồi trực tiếp biến mất khỏi không trung. Trong khoảnh khắc, không gian bên cạnh thạch tiêm vân chấn động, thân hình hàn lập lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ngay phía trước mặt nàng. Tiền bối, xin mời, thân sắc của thiếu phụ cả kinh, nhưng lập tức cung kính dẫn đường ở phía trước. Trong nháy mắt, hào quang trên tường đá chấp động, ba người lại lần nữa chui vào trong đó không còn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, bên trong lòng núi của dãy núi gần đấy, có vài tu sĩ nhân tộc tụ tập trong một gian đại sảnh, đang thông qua một mặt pháp kính sáng lấp lánh, hết sức chăm chú quan sát sự việc phát sinh bên ngoài. Thật sự là nha đầu quả nhi này nàng lại từ phi thuyền màu đen kia đi xuống vậy chẳng phải là người còn lại kia chính là tồn tại đại thừa trong truyền thuyết đấy ư một gã trung niên ăn mặc như nho sinh sau khi thu lại ánh mắt khỏi pháp kính thở nhẹ một hơi nói quả nhi muội muội đã mất tích từ rất lâu không thể ngờ được lần này trở về lại còn có thể lôi kéo quan hệ với một vị đại thừa chúng ta hiện tại phải làm sao có nên đi thông chi cho các vị tiền bối trong tộc kia không một gã thanh niên tuổi không lớn lắm bên cạnh thoáng trần trừ hỏi hừ cựu thuyền này đến đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, người nghĩ rằng chúng ta không phát ra tin tức thì các vị tiền bối kia cũng không biết việc này sao? Được rồi, vị tiền bối đại thừa này cùng quả nhi có quan hệ, đối chúng ta mà nói có lẽ cũng là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Trước hết chúng ta cứ ở nơi này quan sát đi đã rồi nói sau. Sau khi sắc mặt nho sinh âm tình biến hóa một lúc mới hừ một tiếng nói. Những người khác được nghe vậy cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý trong các đỉnh núi khác ở lân cận xung quanh cũng xuất hiện một màn tương tự như vậy lúc này thiếu phụ đã dẫn hàn lập xuyên qua một hành lang toàn đá xanh đi tới một gian phòng đại sảng bày biện bố trí mộc mạc tao nhã bốn góc bên trong phòng đều đặt một cái thạch đỉnh phong cách cổ xưa bên trong từng cái đều đốt một loại đàn hương màu đen vàng không biết tên chờ khi hàn lập ngồi xuống một cái ghế đá bên cạnh bàn gỗ đặt chính giữa căn phòng thiếu phụ ở một bên mới vỗ hai tay phách một tiếng lập tức cửa hông trong đại sảng chớp lên ánh sáng một con tùng thử trắng như tuyết cao hơn một thước hai chân trước đang giữ một mâm đựng đầy linh quả đặt trên đầu đi vào hai mắt con linh thú này đen nhánh linh động mặc dù thân hình có hơi chút không vững vàng nhưng lần nào tứ chi chạm đất cũng đều không gây ra chút tiếng động chỉ sau vài cái lay động đã nhanh nhẹn đi đến bên bàn đem mâm trái cây trên đỉnh đầu thuần thục dị thường để xuống sau đó hai mắt con thú này nhìn chăm chú vào hàn lập miệng phát ra âm thanh chít chít êm tai cái đuôi lông xù to đùng sau lưng thì lắc lư trái phải không ngừng Tuyết Nhi không được nóng nảy, mau mau đi xuống, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi một hạt khai nguyên đan. Thiếu phụ trông thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống mở miệng răn dậy. Ha ha, có chút y tứ, đây là một con tuyết tùng thú, cho dù là ở linh giới cũng rất ít khi nhìn thấy. Trong bộ dáng của nó có vẻ cách thời điểm hoàn toàn khai mở linh trí cũng chỉ một bước, đã vậy thì ta cũng nên giúp nó một tay. Hàn Lập trông thấy vậy mỉm cười nói, vừa dứt lời, ngón tay trong tay áo hắn búng một cái, một viên đan dược to như ngón tay cái thơm lừng mùi thuốc theo đó bắn ra. Tuyết Tùng Thú vừa ngửi thấy hương thơm của đan dược này, trong mắt hiện lên vẻ kích động không ngừng, không chút do so dự nhảy thẳng lên đấp lấy viên đan dược nuốt ngay vào bụng, sau đó xoay người rơi xuống dưới bàn. Kết quả chỉ một lát sau, tiểu thú gầm nhẹ lên một tiếng, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên thẳng tóc đồng thời bộ lông trắng như tuyết bỗng nhiên bị nhuộm đỏ như máu, sau khi quay tròn một vòng thì bên trong cơ thể vang lên một hồi âm thanh như tiếng pháo nổ. Tiền bối, đây là, thiếu phụ cả kinh, không tự chủ được mở miệng hỏi. Mẫu thân yên tâm, hàn tiền bối không có ác ý với Tuyết Nhi, mà là nó đã gặp được cơ duyên rồi. Chu Quả Nhi ở bên cạnh lại cực kỳ vui vẻ nói. Lúc này, khí tức toàn thân tiểu thú đột nhiên ngưng tụ lại, so với lúc trước có vẻ còn cường thịnh hơn vài phần, lại sau một tiếng gầm nhẹ thì run rẩy đứng dậy. Tiểu thú nhìn hàn lập rồi đột nhiên ở miệng thốt ra lời cảm kích bằng tiếng người. Đa tạ đại nhân ban cho linh dược giúp hóa đi xương ngang trong miệng, bằng không tiểu thú muốn đi đến một bước này tối thiểu thì cũng phải mất cả nghìn năm tu luyện nữa. Hắc hắc, đứng lên đi, vốn dĩ cũng là do linh trí của ngươi đã mở hơn nửa rồi, bằng không cho dù có đan dược tương trợ, cũng không thể dễ dàng đạt được đến trình độ như này. Hàn lập khoát tay, lạnh nhạt nói, lúc này, sau khi vẻ mặt thiếu phụ lóe lên vẻ hoảng sợ, lập tức cùng tiểu thú liên tục cảm ơn Hàn lập, sau đó khoát tay cho tiểu thú đi xuống. Tuyết tùng thú thấy vậy, hai chân trước gặp lại nằm dạp xuống đất hành đại lễ với Hàn lập, sau đó mới lưu luyến rời khỏi đại sảnh lai lịch của tiền bối lúc trước ta mới nghe quả nhi nói đại khái một lần nhà đầu này coi như là gặp được may mắn trong bất hạnh rơi vào trong ma giới mà còn có thể được tiền bối ra tay cứu giúp bằng không thiếp thân cùng tiểu nữ thật khó có ngày gặp lại ngoài ra lúc trước nghe tiền bối nói có chuyện còn muốn hỏi vãn bối không biết là chuyện gì chỉ cần vãn bối biết nhất định hoàn toàn không giấu giếm thiếu phụ lại kính cần hỏi ta cứu quả nhi mặc dù là chuyện tình cơ duyên xảo hợp nhưng mà nguyên nhân ban đầu để ta chú ý đến nàng là đến từ trên chính bản thân nàng ngược lại ta từng nghe quả nhi nói ban đầu chẳng qua ngươi mới chỉ có cảnh giới nguyên anh hiện tại lại đã tiến tới cảnh giới tu vi luyện hư trong thời gian này đạo hữu cũng đã gặp được kỳ ngộ gì nên mới tiến ra nhanh như vậy chứ hàn lập thùm thỉnh nói ban đầu vãn bối cũng đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ thêm nào mấy năm nay quả thật cũng gặp được một lần cơ duyên không nhỏ vậy nên chỉ trong thời gian ngăn mới có thể liên tiếp tiến giai hai đại cảnh giới, khó khăn tiến giai lên cấp độ luyện hư. Ngư. Ngược lại theo như lời tiền bối do bản thân quả nhi, là chỉ. Thiếu phụ còn có một chút mơ hồ, xem ra thời gian lúc trước quá ngắn nên quả nhi không đem chân tướng của việc này nói cho đạo hiếu. Được rồi, để tự ta nói ra việc này vậy, Hàn lập cười nói, vãn bối rửa tai lắng nghe, thiếu phụ trong lòng dùng mình, nghiêm nghị trả lời. Quả nhi sở tu công pháp là tố nữ luân hồi công, người cũng đã biết việc này. Hàn Lập hỏi một câu, công pháp này là vãn bối tự mình truyền thụ cho tiểu nữ, làm sao lại không biết. Thiếu phụ đầu tiên là ngơ ngác nhìn quả nhi một cái, nhưng lập tức thản nhiên trả lời. Nhưng căn cứ vào lời nói của quả nhi, chủ công pháp ngươi tu luyện lại không phải công pháp này, mà là đạo gia pháp quyết thanh khí quyết rất thường thấy. Ta muốn biết chính là, bộ tố nữ luân hồi công này ngươi nhận được từ trong tay người nào. Hàn Lập bình tĩnh lại hỏi, hóa ra là tiền bối muốn hỏi việc này, chỉ là Vãn Bối thật sự có chút khó xử. Tố Nữ Luân hồi công trong tay quả Nhi quả thật là Vãn Bối nhận được từ trong tay một vị tiền bối khác. Nhưng mà Vãn Bối đã từng phát lời thề, nếu quả Nhi không đem công pháp này tu luyện tới cảnh giới nhất định và cũng nếu chưa được vị tiền bối kia đồng ý, tuyệt đối không được đem danh tính của người ấy cho người khác biết. Thiếu phụ mặt đầy trần trừ nói, thì ra là như vậy, việc này thì dễ xử lý, ta lại hỏi ngươi một chuyện, truyền thụ công pháp này cho ngươi là nam hay nữ? việc này thì cũng có thể nói cho hàn mỗ được chứ người yên tâm nếu chủ nhân của pháp quyết này thật sự là người mà ta suy nghĩ kia nàng cùng ta có quan hệ cực kỳ gần gũi là bạn không phải là địch ta còn muốn tự mình gặp nàng một lần hàn lập mỉm cười thong dong lại nói người truyền thuộc tố nữ luân hồi công cho vãn bối quả thực là một nữ tử nếu đúng vị này là người quen cũ của tiền bối vãn bối có thể phá lệ đưa tin hỏi thăm cho vị tiền bối này một tiếng xem vị tiền bối này có muốn gặp mặt hay không dù sao hàn tiền bối cũng là tu sĩ đại thừa lại đã từng cứu quả nhi có lẽ vị tiền bối này cũng sẽ không quá trách tội thiếp thân nhưng nếu vị tiền bối này cứ tuyệt gặp mặt thì thiếp thân cũng đành bất lực thiếu phụ nghe vậy sau khi do dự rất lâu rốt cục cắn răng một cái nói cái này là đương nhiên ngươi cứ đem tên họ của ta cùng sự việc bẩm báo là được không cần biết kết quả ra sao ta cũng đều ghi nhớ phần nhân tình này của thạch đạo hữu hàn lập trên mặt hiện ra tia mỉm cười không dám đại ân của tiền bối với quả nhi, chẳng lẽ vãn bối không thể báo đáp được một chút. Thiếp thân lập tức gửi tin tức cho vị tiền bối này, còn mời hàn tiền bối chờ một chút. Thiếu phụ kính cần nói, tiếp theo từ tay áo trong lấy ra một cái pháp khí hình dạng ngọc bội, sau khi dùng ngón tay ghi lại một ít văn tự lên trên, sau đó phanh một tiếng, năm ngón tay dùng sức bóp nát ngọc bội thành bụi phấn. Tức thì từng điểm ảnh sáng theo từng hạt bột phấn biến mất vào trong hư không. Cùng một thời gian đó, trong tòa mật thất bị băng phong phong kín lối ra vào, thiếu nữ áo trắng đang ngồi xếp bằng trên vòng bạc ơi nhẹ một tiếng, tay ngọc thon thon nâng lên, phía trước người chấn động, vài hàng quang văn màu trắng thoáng cái quỷ dị hiện ra. Hai mắt thiếu nữ nhìn chăm chú, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, một cánh tay áo phất lên trước người, tất cả quang văn này đều đột nhiên biến mất. Một ngón tay ngọc dài nhỏ điểm điểm vài cái vào không trung chỗ lúc nãy, lại có vài quang văn màu trắng hiện ra rồi lóe lên biến mất vào trong hư không. Cùng lúc đó, bầu trời bên ngoài mật thất trong sơn cóc vang lên tiếng xé gió, mấy đạo kinh hồng trói mắt từ xa bay vụt tới. Bên kia, Hàn Lập đang lặng lẽ đứng một bên chờ tin tức của thiếu phụ, trong tay áo vang lên tiếng vù vù, run lên rồi hiện ra một tấm ngọc bội. Trên ngọc bội có vài hàng văn tự đang từ từ chuyển động. Thiếu phụ nhìn kỹ, sau đó cực kỳ mừng rỡ nói với Hàn Lập. Hàn tiền bối, vị tiền bối kia đáp ứng sáng mai sẽ đi qua gặp. Hàn Lập vừa nghe lời này, trên mặt lóe lên một tia hung phấn rất khó nhận ra, sau khi cảm ơn thiếu phụ một tiếng, rồi bắt đầu hỏi thăm một chút tình huống ở tiểu linh thiên mặc dù chút chuyện ở tiểu linh thiên hắn cũng đã sớm biết được một ít từ miệng chu quả nhi nhưng giờ nghe thiếu phụ nói thì càng thêm rõ ràng cụ thể sau khi kết thúc nửa canh giờ nói chuyện hàn lập đứng dậy khước từ lời mời ở lại của thiếu phụ phiêu nhiên ly khai đại sảnh bay trở lại bên trong mặc linh thánh thuyền đang ở phía trên đỉnh núi Cự thuyền này lẳng lặng lơ lửng phía trên dãy núi không chút động tĩnh lúc này bên ngoài vài ngọn núi phụ cận đã có một ít cao dài tu sĩ lục tục kéo tới, nhưng hoàn toàn không dám mạo muội tiếp xúc với Hàn Lập, ao ao cẩn thận dừng lại ở một nơi rất xa, lặng lẽ quan sát hết thảy động tĩnh trên cự thuyền. Nhưng có một ít hạng người thông minh, khi thấy Hàn Lập rời đi khỏi động phủ của thiếu phụ, lập tức hoặc phái môn hạ đệ tử đi một chuyến, hoặc tự mình đến nhà bái phỏng muốn tìm hiểu một chút tin tức về việc liên quan đến Hàn Lập. Chương 2394, gặp mặt hạ. Lăng Phi Tiên đối mặt với những tu sĩ đồng tộc cao giai, nên cũng không dám chậm trễ, hơn nữa cũng không có điều gì có thể giấu giếm, liền thản nhiên nói ra lai lịch của Hàn Lập. Chỉ trong vòng một đêm, tất cả tu sĩ nhân tộc xung quanh đều biết Hàn Lập đích xác là tu tiên giả nhân tộc có tu vi đại thừa tới từ linh giới, lập tức mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, vội vàng thay đổi chủ ý muốn tự mình lên thuyền bái kiến Hàn Lập một phen. Nhưng khi mấy tên tu sĩ nhân tộc này vừa tiếp cận cự thuyền trong phạm vi gần một dặm, lập tức bị một tầng cấm chế vô hình mạnh mẽ cản lại. Không kẻ nào cả gan dám xông vào chỉ có thể rời khỏi khu vực cự thuyền với vẻ rất bất đắc dĩ mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, linh quang nơi chân trời chấp lóe một cái, mấy đạo cầu vồng trói mắt mang theo thanh âm chi chi lao vút tới. Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong khoang thuyền, tâm niệm vừa động, một tay bấm pháp quyết, thu hồi toàn bộ cấm chế vô hình bên ngoài thánh thuyền, sau đó bước một bước dài rời khỏi khoang thuyền, đi về chỗ mũi thuyền. Chỉ thấy vài đạo kinh hồng kia trong chớp mắt đã đến bên trên cự thuyền, độn quang thu liếm, vài nam nữ tu sĩ nhân tộc hiện ra. Tất cả những tu sĩ này đều dừng lại lơ lửng giữa không chung cách cự thuyền hơn trăm trượng chỉ có một thiếu nữ áo trắng trông giống như một nàng tiên trên trời, không mang theo chút bụi trần, bay thẳng tới chỗ Hàn Lập. Hàn Lập nheo mắt, nhìn chăm chú khuôn mặt của nữ tử kia, giờ khắc này trong mắt hắn không có bất kỳ người nào khác. Sau vài cái chớp động, thiếu nữ áo trắng đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Lập, khoảng cách chỉ gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp khẽ chớp một cái, sau đó miệng thơm khẽ mở nói. Phu quân, rút cuộc chàng đã tìm được nơi này, thiếp chưa từng hoài nghi sẽ có một ngày này chỉ là thời gian chờ đợi quá lâu nỗi khổ tương tư thật sự quá khó chịu uyển nhi hàn lập chỉ thốt ra được hai chữ này sau đó không nói thêm điều gì chỉ thấy hắn chìa một bàn tay ra dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại như lụa của thiếu nữ giống như đang vuốt ve một món chân bảo tuyệt thế nào đó thiếu nữ áo trắng đương nhiên là người mà hàn lập khổ công tìm kiếm bao nhiêu năm rút cuộc hôm nay mới tìm được đạo lữ song tu nam cung uyển đồng thời cũng là vị nguyệt tiên tử có danh vọng rất lớn trong nhân tộc ở tiểu linh thiên kia. Chúng tu sĩ nhân tộc phía xa xa thấy cảnh này, tất cả đều bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải biết với thân phận đệ nhất cường giả nhân tộc của Nam Cung Uyển, cộng thêm phong tư tuyệt thế không ai bằng, nàng đã trở thành nữ thần trong mộng của không biết nhiều bao nam tu trẻ tuổi. Lúc này vậy mà nàng lại thân mật cùng một gã nam tử ngoại lai, thật sự khiến không ít người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng ghen ghét không thôi. Vài tên cường giả nhân tộc đi cùng Nam cung Uyển đang lơ lửng trên không tuy không đến mức giật mình, nhưng mỗi người lại mang một thần sắc khác nhau nhìn một màn trước mắt. Một khắc sau, thân hình thiếu nữ áo trắng khẽ động, cả người tựa như không xương nhào thẳng vào trong lòng Hàn Lập. Nửa ngày sau, trong một phòng ngủ được bố trí tao nhã trên thánh thuyền, trên một giường đá tinh khiết như ngọc, thiếu nữ áo trắng mang gương mặt đỏ ửng rung động lòng người đang được Hàn Lập ôm chặt trong lòng, nàng đang cúi đầu kể lại tất cả mọi chuyện bản thân gặp phải bấy lâu nay sau khi hàn lập tiến vào thông đạo không gian nam cung uyển trải qua nhiều năm khổ tu rút cuộc cũng tu luyện tới bình cảnh tu vi không thể tiến thêm được chút nào nữa rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể theo chân hàn lập tiến vào không gian tiết điểm chuẩn bị nhập cư trái phép linh giới nói đến đây nam cung uyển than nhẹ một tiếng nàng sao vậy chẳng lẽ uyển nhi cũng gặp phải không gian phong bạo sao hàn lập khẽ ngửi mùi thơm của cơ thể nữ nhân trong lòng ấm giọng hỏi thiếp thực sự không gặp phải không gian phong bạo mà lại gặp phải tồn tại đại năng tranh đấu trong không gian tiết điểm. Dưới ảnh hưởng của trận tranh đấu, lực không gian bị rối loạn, thiếp mới rơi vào trong tiểu linh thiên. Trên mặt Nam cung Uyển bỗng hiện lên vẻ kỳ quái, sau một hồi lâu mới cắn nhẹ môi nói ra. "Tranh đấu, là ai mà dám làm loại chuyện đó trong không gian tiết điểm, chẳng lẽ là tồn tại đại thừa sao?" Trong lòng Hàn Lập cả kinh, hỏi, "Không phải là chân linh La Hầu và thượng cổ chân linh Bách đầu trùng mà phu quân đã từng gặp qua năm đó?" Lúc ta tiến vào, hai bọn chúng đều đã lưỡng bại câu thương, nhưng trước khi ngã xuống, cả hai đều vận hết sức đánh ra một kích cuối cùng, thông đạo tiết điểm bị đánh vỡ, thiếp và hai thân thể chân linh kia đều rơi vào trong tiểu linh thiên này. May nhờ trời mà thiếp thân không bị thương quá nặng, ngược lại bởi vậy mà còn được một lần thiên đại cơ duyên. Nam Cung Uyển nhẹ giọng trả lời, lại là gia hỏa la hầu này, nàng nói là cơ duyên, chẳng lẽ ám chỉ thân thể hai đầu chân linh kia. Hàn Lập cảm thấy bất ngờ, nhưng lập tức lại lộ vẻ đăm chiêu. Vâng, bất kể là la hầu hay bách đầu trùng, cho dù ở trong chân linh cũng bài danh không thấp. Những thứ khác không nói, chỉ riêng hai tinh thạch ẩn chứa lượng tinh nguyên khổng lồ, đối với một tu tiên giả mà nói, giá trị đã cực kỳ to lớn rồi. Cũng nhờ lần cơ duyên nghịch thiên này, thiếp mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện giờ chỉ trong chưa đến 2.000 năm ngắn ngủi ở tiểu linh thiên có linh khí còn xa mới bằng linh giới này. Ngược lại phu quân chàng, mặc dù ở linh giới, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã tiến giai cảnh giới đại thừa, điều này thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi thiếp càng tu luyện tới cảnh giới cao hơn mới càng cảm ứng được việc tiến giai đại thừa gian nan như thế nào cho dù thiếp có tinh hạch chân linh trong tay nhưng cũng không nắm chắc bao nhiêu với việc đột phá bình cảnh đại thừa nam cung uyển ngẩng đầu nhìn hàn lập trên mặt không giấu được nét kinh ngạc ta tiến giai đại thừa cũng phải chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn hậu chiêu mới có thể may mắn thành công năm đó ta bằng cảnh giới hóa thần tiến nhập không gian tiết điểm cũng không phải thuận buồm xuôi gió mà trước tiên gặp phải không gian phong bạo, bị thương rất nặng, thậm chí pháp lực cũng hoàn toàn biến mất. Hàn Lập cũng chậm rãi kể lại kinh nghiệm của mình mấy năm nay, đương nhiên cũng có một số chuyện không nói rõ, chỉ dùng lời nói hàm hồ nói lướt qua. Tuy nhiên, cho dù có như thế, ngay lúc Nam Cung Uyển nghe Hàn Lập kể lại chuyện gặp lại Nguyên Giao ở Minh Hà Chi Địa, và gặp được tử linh tại ma giới, trên dung nhan tuyệt thế của nàng cũng không nén nổi mà lộ ra một chút, cười mà không phải cười. Không ngờ Nguyên Giao và tử linh, Hai vị hồng nhan tri kỷ của chàng đều có một phen cơ duyên tạo hóa. Chàng nói xem, nếu có một ngày phu quân phi thăng tiên giới, liệu hai nàng cũng sẽ không bỏ qua, một mực đi theo chàng không nhỉ? Uyển Nhi nói đùa rồi, ta gặp lại hai nàng ấy cũng chỉ do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Còn chuyện phi thăng tiên giới là chuyện khó khăn nhường nào, ngay cả ta hiện giờ cũng không chắc chắn bao nhiêu. À, đúng rồi, nàng sao lại truyền thụ luân hồi tố nữ công cho quả nhi? Tu vi mẹ của nàng ta mấy năm nay đột nhiên tiến nhanh chắc hẳn cũng là kết quả do nàng âm thầm tương trợ phải không? Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó lại hỏi đến chuyện của Chu Quả Nhi. Chuyện tử linh và nguyên giao, phu nhân hắn dĩ nhiên là người hiểu rõ nhất, chẳng qua hiện giờ đột nhiên nhắc tới chuyện này, đương nhiên sẽ không thực sự bởi vì ghen tuông, ngược lại hơn phân nửa ý tứ trong đó đều là trêu chọc. Chuyện của Quả Nhi là năm đó ở Tiểu Linh Thiên, sau khi tu vi của thiếp mới thành, thiếp đã phát hiện một đệ tử có tư chất cực kỳ thích hợp tu luyện luân hồi tố nữ công. Chỉ có điều lúc đó thiếp mang tinh hạch chân linh trong người, loại bí mật trọng đại như vậy, cho nên không thể chính thức thu nó làm đệ tử, thiếp đã lặng lẽ truyền thụ công pháp thông qua mẹ của nha đầu này. Nha đầu này cũng không phụ công thiếp phó thác, trong khoảng thời gian ngắn đã tu luyện luân hồi tố nữ công có chút thành tựu, nhưng thật không ngờ lại bị lưu lạc ở ma giới. Về phần mẹ của nó, chẳng qua sau này thiếp mới bất đắc dĩ thu làm ký danh đệ tử mà thôi. Mặc dù nàng ta không thích hợp tu luyện luân hồi tố nữ công, nhưng bù lại thiên phú tu luyện đích xác hơn người thiếp vì muốn mấy trăm năm nữa liền thử đột phá bình cảnh đại thừa muốn một người thân cận hộ pháp cho nên mới dùng tinh nguyên trong tinh hạch chân linh giúp nàng ta nâng cao tu vi lên tới cảnh giới luyện hư trong thời gian ngắn như vậy nếu không có điều gì bất ngờ thiếp thân dự định một đường nâng cao tu vi của nàng này lên cảnh giới hợp thể sơ kỳ mới thôi nam cung uyển không giấu giếm điều gì nói ra tất cả mọi chuyện thì ra là thế nhưng bây giờ ta đã tới đây rồi nàng không cần lo nghĩ nhiều nữa có ta hộ pháp, kể cả là ai cũng đừng hòng quấy dày việc nàng độ kiếp. Hơn nữa sau khi trở lại linh giới, ta còn có một vài thủ đoạn có thể giúp nàng nắm chắc thêm mấy thành khi độ kiếp đại thừa. Hàn lập thở nhẹ ra một hơi, sau đó dùng lời lẽ yêu thương hết mực âu yếm nói với giai nhân trong lòng. Trời, phu quân còn có loại thủ đoạn nghịch thiên như vậy sao? Nam Cung Uyển thoáng cái ngồi thẳng dậy, kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, ngươi cho rằng phu quân nàng chỉ là một gã đại thừa bình thường sao? Không phải ta khoe khoang, ngay cả một tên thượng cổ chân linh tranh đấu cùng ta, ai thắng ai thua vẫn còn khó nói. Hàn lập mỉm cười, không để ý chút nào trả lời. Phu quân lại tự tin như thế, nếu không phải Uyển Nhi biết rõ chàng không phải người khoác lác, sợ rằng cũng rất khó có thể tin tưởng được. À, chàng nói sẽ đưa thiếp trở về linh giới, chẳng lẽ thông đạo nối hai giới kia còn chưa biến mất, hay là bị mấy tộc khác phát hiện ra vị trí của nó sao? Nam Cung Uyển không giấu nổi sự chấn kinh trong lòng, nhưng lại nghĩ tới một chuyện khác, vội vàng hỏi. Nếu ra đã vào tiểu linh thiên thông qua thông đạo, đương nhiên thông đạo kia không có khả năng tán loạn biến mất trong một thời gian ngắn. Hơn nữa thông đạo kia đã được ta dùng trận pháp che giấu, trận pháp tông sư thông thường chắc chắn không thể phát hiện ra vị trí chuẩn xác của nó. Sao vậy, Uyển Nhi còn có chuyện gì muốn nói sao? Hàn Lập là người thế nào chứ, đương nhiên đã nhận ra điều gì đó trong lời nói của Nam Cung Uyển, hỏi ngược lại. Thiếp đã ở tiểu linh thiên này nhiều năm, cũng có một vài vị bằng hữu giao tình không tệ, bọn họ tu luyện đều đã tới bình cảnh, nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể trở về linh giới mới có hy vọng. Ngoài ra trong tiểu linh thiên này quả thực cũng có một ít tiểu bối nhân tộc có tư chất xuất sắc, nếu có thể trở về linh giới, phu quân không ngại có thể mang mấy người này cùng đi. Nam Cung Uyển chậm rãi nói, mang mấy người này cùng trở lại linh giới đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng mấy người này đều là chỗ dựa của nhân tộc ở tiểu linh thiên, một khi tất cả đều không ở đây, những tộc nhân nhân tộc còn lại làm cách nào có thể đối mặt với tình huống bị dị tộc khác ức hiếp. Thông đạo ta đi tới đây cũng không được ổn định cho lắm, tuyệt không có cách nào mang toàn bộ nhân tộc ra ngoài. Hàn Lập nghĩ ngợi một chút, sau đó nhướng mày nói. Thiếp không biết việc này như thế nào, nhưng mắt thấy có hy vọng trở về linh giới, sợ rằng những người này tuyệt không muốn vứt bỏ cơ hội duy nhất ly khai tiểu linh thiên này đâu. Nam Cung Uyển than nhẹ một tiếng, như vậy đi, để bọn họ cử ra mấy người đại diện, ba ngày sau tới nơi này gặp ta, việc này nàng cứ giao cho phu quân ta xử lý là được. Hàn lập lấy tay sờ sờ cầm, đột nhiên cười nói. chương 2395, uy chấn chư tộc. Ba ngày sau, trong đại sảnh của Mạc Linh Thánh Thuyền, Hàn lập ngồi ở ghế chủ vị triệu kiến bốn người ba nam một nữ hợp thể tu sĩ nhân tộc kia. Nam Cung Uyển thì dịu dàng ở bên cạnh tiếp khách, tham kiến Hàn tiền bối. Bốn người này vừa tiến vào đại sảnh, lập tức cúi đầu thi lễ với Hàn Lập. Đứng lên đi, lai lịch và quan hệ của ta với Uyển Nhi như thế nào, Chắc các người cũng đều đã biết, mục đích chủ yếu của các người đến bái phỏng ta lần này, tương tự ta cũng đã hiểu rõ được vài phần. Hàn Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói, tư chất của bốn người vãn bối tự hỏi không kém hơn bất cứ kẻ nào, chẳng qua là bị hạn chế bên trong tiểu linh thiên này thế nên mới không có cách nào để tiến thêm một bước, nếu như tiền bối chịu dẫn bọn ta trở lại linh giới, đám người vãn bối bọn ta tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên. Một trong bốn người, lão giả tóc trắng hơi khom mình, đại biểu cho những người khác cung kính nói. Trong những năm này Uyển Nhi cũng đã nhận được nhiều sự chiếu cố của các đạo hữu nếu như các vị đều muốn cùng ta quay trở lại linh giới thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng trước đó thì các vị cũng phải nên an bài chuyện tình của tiểu linh thiên cho tốt đã. Hàn mỗ cũng không muốn xuất hiện việc chúng ta vừa rời khỏi nơi đây thì những nhân tộc còn lại cũng lập tức bị dị tộc nô dịch. Hàn lập chậm rãi nói, đám người lão giả tóc trắng nghe vậy chợt cảm thấy dùng mình, sau khi Mỹ phụ áo làm tâm niệm một chút trong lòng, lập tức bước lên trước một bước kính cần nói. Tất cả chúng vãn bối cung kính nghe theo hàn tiền bối phân phó, tuyệt đối không hai lời. Ba người khác cũng cũng đều gật đầu đồng ý, nếu đã như vậy, ta cũng đành làm thay hộ các ngươi vậy. Các ngươi sau khi trở về, trước tiên là tuyển chọn hậu bối hơn trăm người xuất sắc nhất, ta sẽ dẫn những người này cùng các ngươi trở lại linh tộc. Đồng thời tuyên bố, ta sẽ phái người trở lại tiểu linh thiên lần nữa nhưng không định kỳ để mang thêm chúng nhân đệ tử nhân tộc có tư chất xuất chúng những chuyện này giao hết tất cả cho các người tiến hành. Hàn Lập không chút khách khí phân phó, xin tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ xử lý việc này thật sự thỏa đáng, nhất định sẽ không để cho tiền bối phải bận tâm thêm. Lão giả tóc trắng vội vàng đáp ứng, rất tốt, vậy trước khi khởi hành trở lại linh tộc, ta sẽ đi tới các khu vực khác của tiểu linh thiên giáo huấn các dị tộc khác một chút, để cho bọn chúng không dám cứ thế đơn giản xâm chiếm nhân tộc. Đồng thời ta cũng sẽ để lại trong tộc mấy thứ trọng bảo để cho dù trong tộc không có hợp thể tồn tại cũng không phải lo sợ sẽ bị mấy dị tộc khác quấy nhiễu. Sau khi đã chuẩn bị hết những việc đã nói này thì dù trong tộc không có cường giả cũng không phải lo lắng việc bị dị tộc nô dịch nữa hàn lập mặt không biến sắc tiếp tục nói. Tất cả những cường giả nhân tộc trước mắt nghe được những lời này, tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, ào ào không người đồng ý. Đã có hậu thuẫn chuẩn bị tốt như vậy thì nhân tộc ở tiểu linh thiên hoàn toàn không có gì phải lo lắng nữa rồi vì vậy sau khi mấy tên tu sĩ nhân tộc này xin hàn lập chỉ thị cụ thể các công việc về việc rời khỏi tiểu linh thiên xong thì đều thức thời cáo lui rời khỏi từ đầu đến cuối nam cung uyển cũng chỉ ngồi ở một bên mỉm cười nhưng khi mấy người kia vừa rời khỏi nàng quay lại cười nói với hàn lập phu quân chờ bọn hắn chọn lựa ra được đám hậu bối phù hợp chỉ sợ còn phải tốn rất nhiều thời gian không bằng lúc này thiếp với chàng cùng đi đến các dị tộc một chuyến mặc dù thiếp bế quan quanh năm nhưng chắc chắn là quen thuộc với tiểu linh thiên hơn chàng nhiều. Được rồi, nếu như Uyển Nhi đã nói như vậy thì tất nhiên là không có vấn đề gì. Ta cũng đang có ý định như vậy. Hàn Lập khẽ cười một tiếng trả lời. Hai ngày sau, Hàn Lập để cho Hoa Thạch Lão Tổ mang theo một đám khôi lỗi rời khỏi mặc linh thánh thuyền, đi tới mọi nơi siêu tập một ít các loại tài liệu mà chỉ tiểu linh thiên mới có, rồi cũng cùng với Nam Cung Uyển bay khỏi cự thuyền. Mà Chu Quả Nhi được Nam Cung Uyển chính thức thu làm đệ tử sau đó thì lưu thủ tại cự thuyền. Nửa tháng sau, trên vài tòa núi lửa giải đầy các loại đá đen, một gã nửa trên là người nửa dưới là một loại sinh vật quỷ dị gần như trong suốt đang điên cuồng thuấn di bỏ chạy ở tầng trời thấp. Trên bầu trời bỗng vang lên âm thanh nổ âm âm, một bàn tay màu vàng khổng lồ cơ hồ che kín cả bầu trời xuất hiện giữa hư không, mới hơi hạ xuống đã phát ra từng trận trận phản âm, kèm theo đó là một cỗ cự lực vô cùng kinh khủng hạ xuống. Sinh vật quỷ dị gần như trong suốt phía dưới lập tức kinh hãi, thân hình lóe lên đã thuấn di bay ra xa cả mấy trăm trượng, độn tốc nhanh gấp bội lúc trước. Bàn tay màu vàng khổng lồ trên không trung đang hạ xuống bỗng dừng lại, nhưng lập tức năm ngón tay cùng lúc trở nên mơ hồ, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của sinh vật kia, nhanh như thiểm điện vỗ xuống. Một tiếng hét thảm vang lên, sinh vật quỷ dị mặc dù có mấy kiện dị bảo hộ thân, cộng thêm thể chất đặc thù, nhưng khi bị bàn tay màu vàng khổng lồ công kích hoàn toàn không mảy may có tác dụng gì, giống như là con ruồi dễ dàng bị đập chết vậy. Phanh một tiếng, bàn tay màu vàng khổng lồ cũng lóe lên rồi biến mất lúc này phía trên bầu trời bồng trở nên chấn động hai đạo nhân ảnh một nam một nữ sóng vai nhau hiện ra đúng là hai người hàn lập cùng nam cung uyển lúc này nam cung uyển đang nhìn xuống thi thể của sinh vật gần như trong suốt phía dưới kia trên mặt khó nén nổi một tia khiếp sợ đây chính là người mạnh nhất trong phong linh tộc gần như đã đặt nửa bước chân vào cánh cửa đại thừa vậy mà ngay cả một kích cũng không thể tiếp được xem ra phu quân quả thật không phải là đại thừa bình thường thiếp thực sự tin lời chàng nói lúc trước là đúng rồi làm sao, lời vi phu nói lúc trước Mạo Huyền Nhi không tin tưởng ư. Hàn Lập nghe vậy, nửa cười nửa đùa hỏi một câu. Ta nào có biết lời chàng nói không phải đại thừa bình thường mà lại lợi hại đến trình độ như vậy. Tu vi của chàng trong số tất cả các đại thừa thì chắc cũng phải là một trong những người đứng đầu. Nam Cung Huyền khẽ hừ một tiếng, lại có chút tò mò hỏi một câu nữa. Hắc hắc, việc này chờ khi nào nàng trở lại được linh giới thì tự nhiên sẽ biết. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mục tiêu kế tiếp, hẳn là căng cận đệ nhất cường giả của cự lang tộc kia rồi hàn lập cười ha hả trêu chọc trả lời nam cung uyển nghe vậy trận mắt liếc hàn lập một cái cũng không có gì phản đối cả vì vậy hàn lập phất tay áo lên một mảnh kim hà tỏa ra cuốn hai người vào trong biến thành một đoàn kim quang phá không bay đi một tháng sau hàng vạn con cự trùng giống như bọ ngựa trông như thủy triều đang điên cuồng lao đến một màn hào quang mờ mịt màu xám bên trong màn hào quang màu xám một tòa hắc sắc tiểu sơn cao hơn trăm trượng đang lơ lửng trên không trung, trên đỉnh là hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển đang đứng kề vai với nhau. Mà ở nơi cuối cùng đông cự trùng nhất, một cự trùng thân hình lớn gấp 4 năm lần cự trùng khác, trên đầu là mặt người thần sắc cực kỳ ngưng trọng đang nhìn về phía hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển. Từng mảng hoa văn quỷ dị bên ngoài thân quái trùng chớp động không ngừng, mặt khác quái trùng cũng bị ảnh hưởng của nó, bị một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ xung quanh. Có thể đồng thời khống chế được nhiều đồng tộc như vậy, hơn nữa còn có thể kích thích thực lực của chúng mãnh liệt gia tăng trong thời gian ngắn, cũng xem như là một loại thần thông không tồi. Chỉ là loại thủ đoạn biển trùng này đối với ta mà nói, căn bản là hoàn toàn vô dụng. Ân thanh của Hàn Lập bên trong màn hào quang nhàn nhạt truyền ra. Tiếp theo một tiếng sấm vang lên, một đoàn kim sắc lôi cầu lớn như tòa nhà bỗng nhiên hiện ra, đón gió lớn lên rồi chợt nổ tung một tiếng kinh thiên động địa. Trong chốc lát, vô số sợi tơ vàng dài nhỏ từ chỗ bạo liệt bắn ra tung tóe sau khi đan vào nhau ngưng tụ lại tạo thành một cái lưới vàng răng khắp trời phủ xuống, đem tất cả cự trùng ở phía dưới một mẻ hốt gọn. Chỉ nghe thấy bên trong tấm lưới vàng vang lên tiếng sét đánh, tất cả cự trùng bị điện quang bên trong đánh thành cho tàn. Nhưng cự trùng mặt người kia lại gầm lên một tiếng a hát hát hát, há mồm phun ra một đoàn dịch thể màu xanh lá cây, phá thủng một lỗ trên đỉnh lưới điện, chớp lên một cái xuyên thẳng ra ngoài. Bá một tiếng, sau lưng con trùng này hiện ra một đôi cánh ve, hung hăng muốn thi triển bí thuật độc môn để trốn thoát đúng lúc này bên trong màn hào quang ở phía xa hai tay hàn lập khẽ động hư không xung quanh cự trùng mặt người cùng lúc chấn động một đạo kiếm quang mịt mờ bắn ra lóe lên một cái lập tức chém cự trùng làm hai mảnh với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi tiếp đó kiếm quang này xoay tròn một cái lại hóa thành một màn kiếm màu xanh cuốn lấy thân xác cự trùng vào bên trong thời điểm kiếm quang vừa mới lóe lên nguyên thần của tên thủ lĩnh cự trùng mặt người kia đã sớm hóa thành huyết vụ không còn tồn tại nữa. Nửa tháng sau, trong cấm địa của dì tộc nhân có dân số nhiều nhất tiểu linh thiên nguyệt nha tộc, ba vị đại trưởng lão xuất lĩnh hơn 10 vạn tộc nhân lợi dụng lợi thế địa hình bày ra đại trận để nghinh chiến với hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển. Kết quả là chỉ không hết thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, đã bị Hàn Lập dùng sức một mình chém giết mấy ngàn tộc nhân thiên nguyệt tộc, phá vỡ đại trận thân thể của ba đại trưởng lão càng bị hàn lập cách không đánh cho mấy quyền hoàn toàn tan vỡ. Hai tháng sau, ở một khu đầm lầy trải rộng toàn độc khí thực vật thối nát, dị tộc được xưng là thần bí nhất tiểu linh thiên dạ miên tộc, đại trưởng lão tỏ vẻ muốn thần phục hàn lập, đồng phát hạ độc thể khi lão còn sống, cả tộc tuyệt đối không bước ra khỏi đầm lấy một bước. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tháng, hàn lập cùng Nam Cung Uyển đã đi khắp tất cả các dị tộc bên trong tiểu linh thiên một lần. Chém giết hết tất cả các loại cường giả bên trong các dị tộc này, trong thời gian ngắn chỉ có thể hàng phục, khiến cho tất cả dị tộc nơm nớp lo sợ, dường như ngày tận thế đã đến. Sau khi những tin tức này được truyền về nhân tộc, tất nhiên là một mảnh cực kỳ vui mừng. Đến giờ Hàn Lập, vị đại thừa đến từ ngoại giới này gần như sấm nổ bên tai mỗi người nhân tộc, đến trẻ con 2-3 tuổi cũng biết được một hai. Lúc này, sau khi trong nhân tộc diễn ra cuộc tuyển chọn vô cùng kịch liệt, rốt cục cũng chọn lựa được hơn trăm tên hậu bối có tư chất xuất sắc nhất. 3 tháng sau, thời điểm mặc linh thánh thuyền lần nữa có mặt ở lục hải bên trên ngoại trừ hàn lập cùng nam cung uyển còn có mấy tên hợp thể tu sĩ cùng với đám hậu bối xung quanh về phần lục linh tộc trên lục hải thì đã sớm bị dọa cho chỉ còn cách ẩn trốn căn bản là không dám lại gần phạm vi trăm dặm quanh cự thuyền trong một tiếng nổ vang mặc linh thánh thuyền cuối cùng cũng dừng lại phía trên một gốc đại thụ khổng lồ hàn lập đang đứng trên đầu thuyền khẽ nhìn lướt qua một tay bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ vào hư không một cái lúc này gốc cây đại thụ trở nên chấn rộng sau khi màn sáng bảo vệ cuốn lên cảnh sắc lập tức thay đổi đại thụ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa mà ở chỗ cố từ từ hiện ra một quầng sắc bảy màu đi thôi lần tiếp theo trở lại nơi này cũng không biết là đến bao giờ nữa hàn lập sau khi tự mình thì thào một tiếng một chân dẫm mạnh mạc linh thánh thuyền lập tức vang lên tiếng xé gió bắn thẳng tới phía quảng sáng bảy màu trên đường đi nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh chương 2396, huyết thiên biến đổi. Trên không chung một vùng biển thuộc linh giới, hai bầy hải thú lớn cấp thấp thuộc cùng một chủng loài không rõ nguyên nhân gì mà đang lao vào cắn xé nhau. Thỉnh thoảng có một vài đoạn thi thể hải thú không trọn vẹn trôi nổi trên mặt biển, những làn máu chảy ra đã triệt để nhuộm màu toàn bộ khu vực mặt biển xung quanh thành sắc màu đỏ tươi. Bỗng nhiên từ sâu dưới đáy biển bộc phát lên một luồng khí thức cực kỳ khổng lồ. Dưới luồng khí thức này, hai bầy hải thú đều nhao nhao kinh hãi, không chút do dự mà cùng đình chỉ tranh đấu, lập tức chạy trốn chết về hai hướng khác nhau. Trong nháy mắt, ngoại trừ những phần tàn thi cùng với khí thức huyết tinh nhàn nhạt còn lưu lại bên ngoài, mặt biển lại khôi phục lại sự yên tĩnh trước kia. Đúng lúc này, nước biển ở khu vực này ào ào tách ra hai bên, từ giữa hai làn nước thoáng chốc bay ra một chiếc thuyền lớn màu đen nhánh lớn hơn ngàn trượng, phảng phất như một con hung thú màu đen dữ tợn. Phía hai đầu trước sau cửa thuyền trật ních các tu sĩ của nhân tộc, đại bộ phận thoạt trông khá trẻ, nhưng sắc mặt cả đám đều cực kỳ hưng phấn thỉnh thoảng lại chỉ chỉ trỏ trỏ về nơi nào đó trên mặt biển một vài tu sĩ trẻ tuổi thậm chí còn khép hờ hai mắt dường như đang yên lặng cảm ứng cái gì đó cựu thuyền này tự nhiên chính là mặc linh thánh chua mới từ tiểu linh thiên phản hồi linh giới lần tiếp theo hàn lập muốn trở lại tiểu linh thiên không biết còn phải sau bao lâu nữa lúc đó lại phải một lần nữa tìm tới những tế đàn cổ xưa để suy tính một phen mới có chút khả năng giờ phút này hàn lập cùng nam cung uyển sóng vai nhau đứng đầu trên mũi thuyền Đám người bốn phía lập tức kính sợ đứng cách xa một khoảng lớn, không dám tới gần chút nào. Đây thực sự là linh giới, quả nhiên linh khí tinh thuần không phải tiểu linh thiên có thể so sánh được, cũng chỉ có ở những nơi như thế này tu luyện giả chúng ta mới có thể tiến thêm một bước, cuối cùng đạt tới cảnh giới phi thăng tiên giới. Nam Cung Uyển nhẹ nhàng hít vào một hơi vị mặn của gió biển, sau đó chợt lẩm bẩm nói: "Chính xác là linh giới tốt hơn tiểu linh thiên một chút, nhưng những tồn tại tu luyện tới đại thừa kỳ cũng không nhiều lắm." Yếu như nhân tộc chúng ta chỉ cần có được một hai đại thừa kỳ cũng đủ để dừng chân ở linh giới rồi. Tuy nhiên ở một số ít siêu cấp đại tộc số lượng tồn tại đại thừa kỳ có thể đạt tới hai con số. Đương nhiên dù là cấp độ đại thừa kỳ cũng có phân chia mạnh yếu, một số ít cường giả đại thừa chính thức có thể tranh đấu với chân linh mà không rơi vào thế hạ phong, dễ dàng cùng một lúc diệt sát vài tên tồn tại cùng giai hàn lập khẽ cười cười nói. Trong lúc còn ở tiểu linh thiên, hắn tự nhiên đã đem tình hình đại khái của nhân tộc và linh giới giảng giải một lần cho những người khác vì thế những người từ tiểu linh thiên tới này cũng không phải hoàn toàn không biết gì về linh giới cả trong dáng vẻ của phu quân tự tin như thế khẳng định cũng là một trong số những kẻ được gọi là cường giả này rồi thiếp thân thật không ngờ tình hình nhân tộc ở linh giới lại không hề lạc quan như vậy nhưng hiện tại đã có phu quân tình hình có lẽ cũng chuyển biến tốt đẹp hơn đôi chút rồi a à. nam cung uyển thở dài một tiếng nói ta tự hỏi nếu đơn đả độc đấu tuyệt đối không thua kém bất cứ kẻ nào được xem là cường giả trong số tồn tại đại thừa kỳ nhưng dù sao thời gian ta tiến dài cũng quá ngắn ngủi nếu thực sự muốn chấn hương nhân tộc thì còn cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn mới được Hàn lập nghiêm mặt nói điều đó là tự nhiên Thiếp thân tin tưởng dùng thực lực của phu quân chắc chắn sẽ có một ngày làm được việc này đấy Nam Cung Uyển ngước nhìn Hàn lập trên mặt toát lên vẻ nhu tình nói hy vọng là như thế ánh mắt Hàn lập lóe lên nói tiếp theo làm cách nào phản hồi Phong Nguyên Đại Lục trực tiếp vượt biển mà đi hay sao nam cung uyển ngắm nhìn mặt biển xa xa lại hỏi một câu không cần phải như thế ta và người chủ sự của hách liên thương minh ở huyết thiên đại lục gần đây có quen biết nhau thông qua truyền tống trận mà hắn khống chế có lẽ có thể an bài cho chúng ta trực tiếp phản hồi trở lại phong nguyên đại lục hàn lập không cần suy nghĩ nói vậy đúng là tốt nhất thiếp thân thật muốn sớm ngày trở về nơi cư ngụ của nhân tộc chúng ta ở linh giới nam cung uyển tự nhiên cười nói hàn lập mỉm cười không nói thêm gì nữa cự thuyền dưới chân cũng đã điều chỉnh phương hướng, sau một tiếng nổ vang chiếc thuyền lớn bắn đi hướng về phía huyết thiên đại lục. Mấy tháng sau, Mạc Linh Thánh Chủ đã xuất hiện phía trên một thành thị lớn ven biển thuộc địa phận huyết thiên đại lục, đồng thời ngông nghênh lơ lửng phía trên một tòa kiến trúc hình tam giác không hề nhúc nhích. Lúc này, Hàn Lập mang theo Nam Cung Uyển đang đứng trong đại sảnh phía bên trong tòa kiến trúc này. Một gã nam tử trung niên run run nơm nớp lo sợ, đầu đầy mồ hôi đang kể lại cho hai người nghe sự tình gì đó. Cái gì, Quý Minh hiện tại đã có rút hơn nửa lực lượng, hơn nữa bích ảnh đạo hữu lại còn vẫn lạc rồi. Người xác định là không phải đang trêu đùa hí lộng ta chứ. Ta mới cách xa đại lục một thời gian ngắn như vậy, làm sao lại phát sinh sự tình này được. Sắc mặt Hàn Lập vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, lạnh như băng hỏi. Hàn tiền bối giữ lệnh bài khách quý của bổn minh, vãn bối làm sao dám nói ngoa với tiền bối. Huống hồ những chuyện này gần như tất cả những người ở huyết thiên đều biết, tiền bối không tin có thể ra ngoài nghe ngóng đôi chút là có thể xác định được lời vãn bối nói không hề giả dối nam tử trung niên một mặt liên tục cười khổ mặt khác lại liên tục khom người nói vị hung ma kia lợi hại như vậy sao dùng sức một mình có thể chém giết bao nhiêu cường giả đại thừa như vậy bất kể là hắn vận dụng loại thủ đoạn nghịch thiên nào thì đây cũng đều là việc khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi quý minh tin tức linh thông có thể dò xét ra lai lịch của hung ma này không sắc mặt hàn lập âm trầm bất định trong chốc lát mới hỏi lại việc này thì vãn bối khó mà nói được có lẽ tổng minh phía bên kia đã có được tin tức chính xác nhưng tiểu nhân chỉ là một người phụ trách phân minh đối với việc này thật sự không biết nhiều lắm nam tử trung niên suy nghĩ trong thoáng chốc mới trả lời như vậy biết không nhiều lắm vậy có nghĩa là vẫn biết đôi chút rồi đạo hữu không cần cố kỵ cứ trực tiếp nói cho chúng ta biết đi chẳng lẽ dùng thân phận của phu quân ta vẫn không thể biết rõ những tin tức này sao Nam Cung Uyển khẽ cười một tiếng nói, sự việc có quan hệ tới vị tuyệt thế hung ma này, Hàn Lập tự nhiên đã sớm kể cho nàng nghe qua một hai lần. Lần đầu tiên nàng được nghe nói tới linh giới thậm chí còn có việc huyết tế không hề kiêng nể gì như vậy, lúc đó tự nhiên cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Vãn bối sao dám có suy nghĩ như thế, nếu Hàn tiền bối muốn biết, vãn bối tuyệt đối sẽ bẩm báo chi tiết. Trong lòng nam tử trung niên dùng mình, vội vàng giải thích nói. Hàn lập nghe vậy, thần sắc mới hòa hoãn một chút, gật đầu. Nam Cung Uyển đứng bên cạnh, thần sắc cũng chăm chú chuẩn bị lắng nghe. Vị tuyệt thế hung ma này xuất hiện vô cùng kỳ quặc, cứ như từ trên trời rơi xuống huyết thiên đại lục này vậy, hơn nữa từ một số công pháp thần thông mà hắn hiển lộ ra, khẳng định tuyệt đối không phải là người của đại lục hay là của giới này. Bên ngoài có truyền lưu, hắn hoặc là một cường giả từ một giao diện cường đại vượt giới tới đây, hoặc là từ giao diện cấp cao hơn hàng lâm xuống. Mà căn cứ theo tin tức vãn bối có được, 89 phần 10 hẳn là khả năng thứ hai. Nam tử trung niên vô ý thức hạ giọng diễn giải, nói đến câu sau cùng, khóe mắt thậm chí không tự chủ được mà khẽ nhảy lên một chút. Kẻ hàng lâm xuống, ngươi nói hung ma này là tiên nhân từ tiên giới xuống. Làm sao ngươi có thể khẳng định như thế? Ngay cả Hàn Lập nghe được lời này, cũng không khỏi xuất hiện một chút hoảng sợ sông lên đầu. Nam Cung Uyển càng là Ngọc Dung biến đổi, nghe nói đã từng có người đứng từ phía xa rình coi vị tuyệt thế hung ma này thi triển đại thần thông nào đó, dường như đã chọc giận tới lực lượng của giao diện, khiến cho pháp tắc dây truyền hiện ra tức khắc xuyên qua cốt nhục toàn thân, đem hơn nửa pháp lực của hắn giam cầm lại. Nếu không phải chân tiên của tiên giới làm sao có thể phát sinh sự tình như vậy? Những giao diện cường đại khác có lẽ hoàn toàn có thể ra đời một số ít đại năng không giống bình thường, nhưng nếu nói có thể là cường giả siêu cấp như hung ma trực tiếp đem bích ảnh đại nhân và nhiều cường giả như vậy hốt gọn một mẻ vẫn là việc rất không có khả năng. Sự tình bực này, ngay cả một vài thượng cổ chân linh như chân long thiên phượng trong truyền thuyết cũng sẽ không thể nào làm được nam tử trung niên rốt cục cũng nói ra phán đoán của mình, lại một lời nói chính xác lai lịch của hung ma kia. nếu pháp tắc dây truyền xuất hiện là sự thực thì phán đoán của ngươi hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. chẳng qua ta vẫn có chút không thể tin được lại có chân tiên xuất hiện ở linh giới. việc này ta sẽ đi tới tổng đà của quý minh cẩn thận xác minh lại một chút. đúng rồi, bích ảnh đạo hiếu đã không còn nữa. hiện tại quý minh là do người nào làm chủ? hơn nữa tới hôm nay hung ma này vẫn còn một mực huyết tế sinh linh khắp nơi hay sao? Hàn Lập khẽ thở một hơi nói, sau khi bích hành đại nhân vẫn lạc, bổn minh tạm thời do mấy vị trưởng lão đồng thời quản lý, cho tới khi tuyển ra tổng chấp sự kế nhiệm mới có thể toàn lực chuyển giao. Về phần hung ma kia, trước sau đã huyết tế hơn 10 nơi ở phía tây huyết thiên đại lục, dường như đã quét sạch toàn bộ tất cả sinh linh ở miền Tây. Chẳng qua không hiểu sao hai tháng trước vị hung ma này lại đột nhiên xông vào huyết ngân tông, một hơi chu diệt hai gã lão tổ đại thừa cùng tổng số hơn ngàn đệ tử cấp cao, sau đó kích phát pháp trận vượt đại lục bên trong cấm địa của tông này trực tiếp truyền tống rời đi rồi nam tử trung niên trung thực trả lời pháp trận vượt đại lục hắn đi tới đại lục khác sao người có biết hắn đi tới đại lục nào hay không hàn lập rốt cục cũng cả kinh nam cung uyển cũng thoáng chốc nhớ ra điều gì đó trên mặt cũng đồng dạng toát ra vẻ lo lắng căn cứ theo điều tra sau đó hung ma kia dường như đi tới lôi minh đại lục nam tử trung niên hơi suy nghĩ sau đó trả lời sau nghi nghe xong thần sắc của Hàn Lập có đôi chút hào hoãn, nhưng nét ngưng trọng giữa hai đầu lông mày vẫn không hề tán đi, tiếp tục hỏi thăm một vài việc liên quan từ phía nam tử trung niên, mới mang theo nam cung uyển rời khỏi đại sảnh dưới sự cung kính của đối phương. Lập tức bay ra khỏi khối kiến trúc này, bay thẳng tới tự thuyền màu đen phía trên bầu trời. Lôi minh đại lục, trên không trung một hồ nước minh mông xanh biếc, một tia sáng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng bắn đi, dưới tiếng xé gió sau mấy cái chớp động đã cách xa mấy ngàn trượng, hơn nữa vẫn không có một chút nào ý dừng lại mà tiếp tục tăng tốc bay đi. Tới khi mắt thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo cây cối thưa thớt, bỗng nhiên tia sáng chuyển hướng bắn xuống phía dưới. Phanh một tiếng, trên một đỉnh núi đất màu vàng duy nhất của hòn đảo lăng không hiện ra một cái hố to, phía bên trong thình lình hiện ra một gã thanh niên áo trắng đang nửa quỳ nửa đứng cùng với một nữ tử mặc áo bào màu bạc. Nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó lại chạy tiếp, thanh niên áo trắng há mồm phun ra một ngụm máu huyết, mới khẽ rung động đứng thẳng thân hình lên nói một câu gần như nghiến răng nghiến lợi. Hai canh giờ làm sao đủ, bây giờ nguyên khí của ngươi đã tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, dù có biện pháp bù đắp một chút, nhưng sau nhiều lần thi triển bí thuật như vậy chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì nữa rồi. Nữ tử mặc áo bào màu bạc trầm mặc chốc lát, sau đó nói. Hừ, vậy ngươi có biện pháp gì? Tên khốn kia không biết uống lộn thuốc gì mà đột nhiên không đi tiến hành huyết tế nữa mà cứ gắt gao đuổi theo chúng ta không buông. Lúc trước khi ở huyết ngân tông, nếu không phải hắn đột nhiên đuổi sát tới, chúng ta làm sao có thể không kịp điều chỉnh truyền tống pháp trận dẫn tới vội vội vàng vàng mà sai lầm truyền tống tới lôi minh đại lục này chứ? Thanh niên áo trắng hừ một tiếng trả lời, chương 2397, Hỏa Thủy Đông Di. Hai người này đúng là lục dực cùng băng phượng đang bị chân tiên mã lương liên tục đuổi giết từ huyết thiên đại lục. Người không nói ta cũng hiểu, rõ ràng là do chúng ta khi ở huyết thiên đã từng liên thủ với huyết đạo môn để mai phục hắn trong thiên địa đại trận chuyện này quá đủ để hắn hận chúng ta thấu xương. Chẳng qua bây giờ nhắc lại chuyện này cũng đã muộn, người có cách nào có thể thoát khỏi sát tinh đang rượt bắt sau lưng không? Dựa vào tốc độ phi hành của hắn, chỉ cần không đến hai canh giờ là có thể đuổi theo đến tận đây. Băng Phượng vẻ mặt lo lắng trả lời, ta tuy còn có những biện pháp khác nhưng làm như vậy sẽ khiến bản thân tổn hao rất nhiều chân nguyên. Hắc hắc, xem ra bây giờ, ta với người thật sự sẽ trở thành một đôi đồng mệnh nguyên ương. Lục rực nhàn nhạt nói, phi, Ai lại muốn cùng ngươi đồng mệnh tương liên chứ? Mau ngồi xuống dưỡng sức đi, ta sẽ dùng bí thuật giúp ngươi gia tăng lại chân nguyên. Băng Phượng cười khẽ cắt ngang một tiếng rồi nói ra quyết định. Với một chút thực lực đấy không đủ khả năng giúp được ta đâu. Lục Dực nghe vậy hơi ngẩn ra rồi nói: tuy tu vi của ta còn lâu nữa mới ngang ngửa với ngươi, nhưng dù sao thì bản thể của ta cũng là hậu duệ của ngũ thải thiên phượng, có được một số bí thuật thiên phú rất cao thâm, những thứ đó cho dù là ngươi cũng chưa chắc tưởng tượng được vẻ mặt băng phượng hơi ngạo nghễ nói, nếu đúng như ngươi nói, ta sống cũng coi như không uổng công. Vẻ mặt lục dực hơi lay động, hít sâu một hơi nói. Lục dực cũng không dám chế nải thời gian, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xuống giữa hố to rồi không do dự nhắm hai mắt lại. Băng phượng khẽ thở dài một hơi, thân hình lắc lư một chút rồi xuất hiện sau lưng lục dực lúc này đang khoanh chân ngồi xuống. Xong xuôi, băng phượng há miệng phun ra một đám sương mù lạnh buốt bên trong có một viên châu năm màu lớn bằng ngón tay cái đang chuyển động không ngừng băng phượng khẽ quát một tiếng một tay bấm niệm pháp quyết sau lưng liền hiện ra một ảo ảnh băng phượng trong suốt ảo ảnh băng phượng ngẩng đầu phát ra một tiếng trong trẻo hai cánh run lên từ trong cơ thể tuôn ra vô số tia sáng trong suốt trong chớp mắt chui vào bên trong viên châu trước mắt trong phút chốc viên châu phát ra âm thanh vù vù bên ngoài từng luồn khí chân nguyên nồng đậm đang hội tụ lại trước mặt rồi không ngừng chuyển động cuối cùng hóa thành một thứ gần giống như chất lỏng đặc sánh. Lúc này, băng phượng mới cắn răng, một ngón tay điểm nhẹ tới viên châu đang xoay tròn trước mặt. Vù, viên châu run lên rồi bỗng hóa thành thành vô hình khẽ chấp lên, chui vào sau lưng của lục rực Tiếp đó, băng phượng lẩm bẩm vài tiếng, mười ngón tay không ngừng xoay tròn niệm pháp quyết, toàn thân phát ra một quầng sáng trong suốt, khuôn mặt cũng dần dần chuyển thành màu trắng trong suốt. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy khuôn mặt băng phượng lúc này rất yêu dị. Cùng lúc đó, Lục Dược cảm thấy sau lưng như có một vật sống nhập vào thân thể mình, bên trong có vô số sợi ti thuần khiết mà lạnh buốt cuồn cuộn lan tràn đến nơi các kinh mạch bị hao tổn, tiếp theo chúng hóa thành vô số chân nguyên hội tụ tại đan điền. Một tiểu nhân trong suốt vẻ đuối sức đang ngồi ngay ngắn trong đan điền vừa tiếp xúc với những lực chân nguyên này thì tinh thần phấn khởi hẳn lên, hoa chân múa tay sung sướng, vẻ mặt như lúc này không có gì sánh bằng. Đây là lực bổn nguyên, người có thể đem bổn nguyên của chính mình trực tiếp truyền sang cho ta ư? lục rực rốt cục không nhịn được liền mở hai mắt vẻ mặt vừa mừng vừa sợ hỏi thật trùng hợp ngươi và ta đều là kỳ hàn thân thể lại thêm bổn nguyên của thần thông tu luyện cũng tương tự một chút nếu không cho dù ta có nguyện ý chuyển sang cho ngươi thì cũng không có cách nào thực hiện được băng phượng vẻ mặt bình tĩnh nói có bổn nguyên của ngươi chuyển sang trong khoảng thời gian ngắn ta có thể chuyển hóa thành lực chân nguyên một khi chân nguyên đầy đủ ta có thể thi triển bí thuật đem chúng ta rời khỏi nơi này tu vi của ngươi lại không cao chỉ sợ cách này cũng không thi triển được nhiều lần. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải nghĩ kế sách thoát thân khác mới được. Mắt lục rực léo lên tia sáng lạnh lẽo, lời nói có chút như đang cân nhắc. Sao, ngươi lại có kế sách mới ư? Băng Phượng nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến hỏi lại. Ta vốn đã có một kế sách hỏa thủy đông di, chỉ là lúc trước bị tên điên kia truy lùng gấp quá, chưa có thời cơ thích hợp để áp dụng nó. Bây giờ, với lượng bổn nguyên lực ngươi truyền sang có thể giúp ta tranh thủ thêm một chút thời gian để thực hiện kế sách này rồi. Lục Dực nói ra không chút giấu giếm, nếu đã như vậy ngươi còn phân vân gì nữa, mau nhân cơ hội này luyện hóa chân nguyên lực rồi thực hiện kế sách mới này đi. Lông mày băng phượng khẽ nhếch lên, vẻ mặt sốt ruột nói. Hắc hắc, chuyện này không cần đạo hữu nhắc nhở, đợi ta khôi phục lại một phần chân nguyên, chúng ta sẽ lập tức chạy đến thành trì gần nhất có truyền tống trận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực quản lý của giác si tộc. Ta nghe sơ qua giác si tộc là siêu cấp thế lực đứng hàng thứ nhất thứ hai ở lôi minh đại lục, đại thừa của bọn họ luôn ở trong tộc ít khi ra ngoài. Ta muốn để bọn chúng cuốn lấy tên chân tiên kia, lục dực nói rất nhanh chóng. Một tháng sau, cái linh thành, một trong các thành lớn của giác si tộc, đang bị một biển máu rộng minh mông che lấp hoàn toàn. Vô số tộc nhân giác si ở trong biển máu đang dốc sức liều mạng kịch liệt nhưng căn bản như châu chấu đá voi, huyết nhục của họ nhanh chóng bị hòa tan thành chất lỏng rồi hợp với biển máu trở thành một thể. Trên bầu trời máu phía trên, có một thanh niên gầy yếu, vẻ mặt lạnh lùng lơ lửng đứng trước biển máu. Bên cạnh thanh niên có hơn trăm sắc cao dài tu sĩ giác si tộc trôi nổi ngổn ngang giữa bầu trời. Trong đó có một thi thể nhìn qua thì có vẻ toàn vẹn, nhưng đỉnh đầu bị thứ gì đó đánh vỡ, bên trong trống rỗng. Bỗng nhiên, từ phía chân trời, tiếng sét vang lên, từ hư không hiện ra một đám mây xanh, chuyển động cuồn cuộn rồi biến thành một biển sương mù nhắm hướng thanh niên bay nhanh tới. Thanh niên gầy yếu vẻ mặt bình tĩnh, ngây ngang quay đầu hướng tới biển sương mù nhìn sang. Tiếng sét đánh vang lên. Biển xương mù xanh đã xông tới gần biển máu, dừng lại rồi biến hóa thành một ma vật màu xanh cao khoảng nghìn trường. Trên đầu có một cái sừng, toàn thân được che lấp bởi hàng loạt ma nhãn màu lục. Một tay nâng một kiện bảo tháp sáng chói mắt màu vàng. Ngươi là ai? Dám ở giữa thành cái linh huyết tế, ngươi không sợ bị tộc ta bắt lấy băm thây thành vạn đoạn, rút hồn luyện phách hay sao? Ngoài ra, chấn thủ của thành thiên tượng đạo hữu đang ở đâu? Sao hắn không ngăn cản mà lại để ngươi làm việc tài trời này? Hơn một nghìn ma nhãn bên ngoài ma vật màu xanh cùng nhìn tới đối phương, từng tiếng gầm giận dữ phát ra. Thiên tượng đạo hiếu, ngươi nhắc tới gia hỏa này, lúc trước từng định tự bảo nguyên anh trước mặt ta sao? Thanh niên nghe vậy chỉ vào thi thể bị đánh vỡ đầu, lạnh lùng hỏi. Không thể, thiên tượng đạo hiếu pháp lực thông thiên, lại có đại trận của thành cái linh phụ trợ, sao lại có thể bị kết cục như vậy? Toàn bộ con mắt bên ngoài ma tượng không ngừng chuyển động, từ bên trong truyền ra âm thanh đầy hoảng sợ. Ngươi không cần kinh ngạc, nếu không giao ra hai người ta cần, người cũng sẽ nối gót thiên tượng có một cái kết như nhau. Thanh niên gầy yếu không thèm để ma tượng vào mắt, chậm rãi đưa ra ý muốn của mình. Là hai người nào, lúc này, ma tượng màu xanh vẻ mặt có phần kinh ngạc hỏi lại. Chỉ là hai tên tiểu bối, chắc người có thể từng thấy qua. Trong tay áo của thanh niên bay ra một bức tranh, đón gió rồi phanh một tiếng, từ từ mở ra. Bên trong bức họa là một đôi nam nữ trông rất sống động, đúng là ngoại hình của lục dực và băng phượng hai người bọn họ không phải là người giác si tộc, lão phu sao có thể gặp mặt. Bọn họ cùng ngươi có quan hệ như thế nào, sao lại phải chạy đến tộc chúng ta hỏi thăm. Các con mắt trên người ma tượng nhìn vào bức tranh, không biết nói sao đành trả lời như vậy. Câu trả lời thật không khiến ta hài lòng lắm, còn quan hệ giữa chúng ta là vấn đề của ta, không phải chuyện của ngươi. Nếu không biết, ta cho ngươi thời hạn ba ngày phải đem giao bọn chúng ra. Nếu không làm được, ta sẽ tiếp tục huyết tế toàn bộ giác si tộc. Thanh niên gầy yếu nghe xong cũng không tức giận, một tay điểm tới bức tranh cuốn vào trong tay áo rồi lập tức nói những lời đầy ham dọa. Muốn huyết tế tộc ta, ha ha, thật buồn cười. Trong đời lão phu mới nghe thấy lần đầu tiên, bồn tỏa trực tiếp nói rõ cho người biết, lão phu không biết hai người này, mà cho dù có biết cũng không bao giờ giao cho ngươi. Mà tượng màu xanh nghe xong những con mắt ngoài thân bỗng đứng im, tức quá hóa giận cười nói. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, vậy để lại mạng ngươi ở đây huyết tế luôn đi. Thanh niên nghe vậy, cười nhạo báng nói. Vừa dứt lời, không thấy thanh niên có động tác nào, biển máu bên dưới bỗng vang lên những tiếng nổ. Từ bên trong luyện hóa ra 10 đạo tia máu đỏ thấm bay thẳng đến phía ma tượng màu xanh. Ma tượng tự nhiên không khoanh tay chờ chết liền hét lớn một tiếng, đem bảo tháp màu vàng trên tay ném tới hướng đối diện. Bảo tháp trong nháy mắt đã to hơn ngàn vạn lần rồi hướng thẳng tới phía thanh niên đè xuống, cùng lúc đó, ngoài thân vô số ma nhãn lóe lên, một đoàn tia sáng màu xanh chớp lên bắn xuyên qua hơn người xích luyện màu đỏ. Nhất thời, biển máu trên trời bị vô số tia sáng xanh bao lấy, từng tiếng nổ vang lên rung trời. Chỉ là trận đấu này nhìn rất sôi nổi nhưng lại chỉ duy trì được một lúc. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ xương mù màu xanh đều bị một lực vô hình nào đó làm chấn động rồi bị đánh tan, mà tượng bên trong bỗng dương biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại vô số mảnh vụn tinh thạch màu xanh nhạt giải rác trên mặt đất. Thanh niên gầy yếu đang cầm trong tay một quang cầu màu xanh nhạt, bên trong có một tiểu nhân mọc một sừng đang hết sức hoảng sợ, dốc toàn lực liều mạng nhưng không có cách nào thoát ra khỏi tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt. Hai mắt thanh niên đánh giá tiểu nhân trong quang cầu, hắn bỗng nhe răng cười, ngón tay hướng vào phía trong cắm xuống, đặt chuẩn xác lên trên cái sừng của tiểu nhân. Tiểu nhân hét thảm một tiếng rồi co giật liên tục một lúc, sau đó thân hình bên trong im bặt, không nhúc nhích chút nào nữa. Sau thời gian cạn chén trà, thanh niên như phát hiện ra điều gì, rút tay ra khỏi quang cầu, suy nghĩ một chút rồi đem quang cầu hướng tới giữa biển máu ném tới. Bên ngoài quang cầu phát ra ánh sáng rồi hóa thành quang cầu màu vàng nhập vào bên trong biển máu. Cùng lúc đó, âm thanh ông ông từ phía trong biển máu vang lên, dòng nước bị chấn động mãnh liệt rồi đem vô số chân tay cụt còn lẫn lại cuồn cuộn cuốn vào. Ở bên ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm cùng khi đó, có hai người, một nam một nữ trông giống như tộc nhân giác si bình thường, đang liều mạng hướng tới một tòa thành lớn khác của giác si tộc phi độn tới. Đúng là không nghĩ đến phương pháp này vừa đơn giản lại vừa rất hiệu quả. Tên điên này vừa đến thành cái linh không nói lời nào đã tiến thành huyết tế toàn bộ sinh linh bên trong, đến vị đại thừa chấn thủ thành cũng bị diệt sát, cả Nguyên Anh cũng không thoát nổi. Tên nữ tử giác si tộc thở dài một tiếng rồi nói. mươi 2398, mất tích, chuyện này có chút kỳ quái. Ngươi cho rằng cái tên điên đấy không nhìn ra chút thủ đoạn ký phụ thần hồn của chúng ta hay sao? Chỉ là tên này chắc đang bận huyết tế ở đâu đó nên không rảnh bám theo chúng ta thôi. Dù sao những chuyện này cũng chẳng liên quan đến chúng ta, có tìm ra nguyên nhân cũng chẳng để làm gì. Với một thân thần thông của chân tiên đến từ tiên giới, tu sĩ đại thừa làm sao có chút hy vọng nào đối kháng với hắn? Tên nam tử giác si tộc cười lạnh một tiếng trả lời. Ngươi nói rất đúng, có điều ta cũng không ngờ ngươi lại biết một môn bí thuật huyền diệu tới mức có thể ký gửi toàn bộ thần hồn sang cơ thể khác. Điều này hiển nhiên là có thể tạm thời thoát khỏi sự giám sát và truy tung của đối phương. Nếu biết sớm như thế, đáng lẽ ngươi nên sử dụng biện pháp này sớm hơn một chút mới phải, làm vậy thì chúng ta đâu bị hắn đuổi giết chật vật thế này. Nữ tử giác si tộc có vẻ băn khoăn hỏi lại, đấy là ngươi không biết, thủ đoạn này không giống với lúc đoạt xá bình thường, đem thần niệm ký gửi vào Nguyên Anh cái ta thi triển là đem toàn bộ thần hồn bám vào thân thể của người khác, hơn nữa khi thực hiện vô cùng nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể nắm chắc 7-8 phần. Hơn nữa sau khi thực hiện thì bản thể sẽ lâm vào trạng thái ngủ say nên chỉ có thể tạm thời mang theo bên cạnh thân thể ký gửi, toàn bộ thần thông cũng bị giảm mất hơn nửa. Nếu không đến bước đường cùng, ta sẽ tuyệt đối không mạo hiểm chọn con đường này. Còn về phần lý do có thể tạm thời thoát khỏi sự truy tung của đối phương, có lẽ là bởi vì bí thuật này có liên quan đến một bộ bí thuật khác trên tiên giới. Điều này trước nay ta cũng chưa từng nghĩ đến, vốn là khi trước chỉ định thừa dịp đại loạn chạy thoát thân, bây giờ thì lại không cần thiết nữa. Nam tử giác si tộc có vẻ buồn bực trả lời, nghe đoạn đối thoại của hai người thì rõ ràng đây là lục dực và băng phượng bỏ chạy lúc trước. Hai người bọn họ không biết sử dụng thủ đoạn gì mà lại có thể đem thần hồn ký gửi lên hai tu sĩ giác si tộc, tạm thời có thể khiến hai người thoát khỏi sự truy đuổi của mã lương. Bí thuật tiên giới, ngươi mà cũng tìm được loại công pháp này sao? Băng phượng kinh ngạc hỏi lại, Năm đó, ở thế giới man hoang, ta vô tình đi vào hang động của một dị tộc lớn, từ đó lấy được một tờ kim khuyết ngọc thư, bên trong ghi lại một bí thuật tiên gia rất cao thâm. Đáng tiếc là bí thuật này cần phải có thân thể tiên nhân mới tu luyện được, mà thủ đoạn ký phụ thần hồn này chỉ là một trong những phần nhỏ của nó thôi, cũng là phần duy nhất ta có thể miễn cưỡng tu luyện được. Một điều đáng tiếc nữa là, bí thuật ký gửi này chỉ có thể duy trì khoảng nửa ngày, đến khi hết thời gian chúng ta bắt buộc phải quay trở lại bản thể nếu có thể duy trì mãi thì việc đào tẩu của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều hy vọng hơn. Lục Dực có vẻ ảo não trả lời, được rồi, việc ngươi biết được bí thuật tiên gia có thể tạm thời che giấu thần hồn khiến đối phương không thể lần theo dấu vết đã là may mắn lắm rồi. Tốt nhất là nhân dịp bí thuật vẫn còn hiệu quả chúng ta nhanh chóng đi tới một tòa thành lớn khác. Với vị thế cao ngạo của giác si tộc ở lôi minh đại lục, cộng thêm việc tên chân tiên kia từng huyết tế ở thành cái linh, ta không tin là giữa hai bên lại không xảy ra một cuộc chiến ác liệt khác chỉ cần tên niên này bị quấn lấy thêm một thời gian nữa chúng ta có thể tìm được một truyền thống trận siêu cấp trực tiếp truyền thống về phong nguyên đại lục lúc đó chỉ cần hắn không theo sát quá muốn tìm ra chúng ta có lẽ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì còn nếu như vậy mà vẫn không được chúng ta cứ đi tìm hàn đạo hữu đi với thần thông nghịch thiên của hàn huynh đã từng chém giết minh trùng mẫu không chừng huynh ấy có biện biện pháp giải trừ ấn ký thần hồn trên người chúng ta ánh mắt băng phượng hơi chớp lên nói tìm hàn lập ư nằm mơ cho dù vẫn lạc ta cũng không làm điều đó lục dực nghe vậy bực tức trả lời ngươi thật là không biết điều đã đắc tội nặng như thế với tên chân tiên điên kia một khi bị hắn bắt lấy thì kết quả không chỉ đơn giản là vẫn lạc thôi đâu băng phượng nghe vậy cũng không bất ngờ mà trái lại còn nhắc nhở thêm việc này hãy tạm gác lại đã với tình hình này có lẽ chúng ta trở về phong nguyên đại lục là có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của tiên điên kia rồi lục dực khôi phục lại vẻ bình tĩnh trở lại tốt nếu như ngươi muốn tính từng bước một thì nên nhanh chóng chạy đến chủ thành gần nhất của giác si tộc đi. Ta có cảm giác, thân hình này bây giờ không còn cách nào duy trì thêm được lâu nữa. Tên điên kia có thể lại tìm được vị trí của chúng ta lần nữa đấy. Băng Phượng không nhắc tới vấn đề liên quan tới Hàn Lập nữa mà lại thúc giục. Vì thế một lúc sau đó, độn quang của hai người tăng lên, hóa thành hai luồng ánh sáng xanh hướng tới phía trước phá không bay đi. Nửa tháng sau, thanh niên gầy yếu bám sát hai người tới một tòa chủ thành khác của giác si tộc lại đang định điều khiển biển máu huyết tế toàn bộ sinh linh trong tòa thành, cuối cùng cũng chạm mặt với lục đại lão tổ đại thừa kỳ của giác si tộc đang mai phục gần đó. Trước đó đã có nhiều tộc nhân giác si tộc bị hắn huyết tế, lại thêm hai đại thừa trưởng lão bị diệt sát, họ tuyệt đối không muốn ngồi xuống thương lượng với đại địch trước mắt. Khi đối phương vừa hiện thân lập tức cấm chế lợi hại bố trí từ trước được phát động, tất cả liên thủ cùng tấn công. Mà tên chân tiên hàng lâm nọ lúc đó cũng không dùng tới tấm phù thần bí thi triển chi liên pháp tắc, chỉ dùng thần thông của bản thân cùng với sáu đại thừa lão tổ khai chiến một trận long trời lở đất sáu đại thừa lão tổ giác si tộc đều không phải hạng đại thừa tầm thường bọn họ đều là cường giả của một giới với sự liên thủ của sáu người lại thêm sự trợ giúp của cấm chế liệu chừng có thể quét ngang toàn bộ lôi minh đại lục còn mã lương là chân tiên hàng lâm mặc dù thực lực bị áp chế hơn phân nửa nhưng vì biết nhiều bí thuật tiên gia cộng thêm sự trợ giúp từ vài kiện bảo vật tiên giới cũng không cần quá e dè Hai bên đại chiến giống như là có cờ chống kích thích, càng đánh càng hăng, cuối cùng dẫn tới một trận đấu kịch liệt. Cuộc chiến này rằng có hơn nửa ngày thì chấm dứt, kết quả bốn đại thừa giác si tộc vẫn lạc, hai người khác trọng thương bỏ chạy. Chẳng qua trong trận chiến này, mấy đại thừa giác si tộc đồng thời tự bạo vài kiện huyền thiên tàn bảo bất ngờ tấn công làm mã lương bị thương. Trong cơn giận dữ, vị chân tiên hàng lâm kia đại khai sát giới, liên tục huyết tế ba tòa thành lớn của giác si tộc. Trước tình hình đó, cao tầng giác si tộc còn lại bị ép đi đến bước đường cùng. Họ nhờ vào khế ước thưởng cổ từ không gian khác triệu hồi cùng lúc ba vị thượng cổ chân linh mà họ vẫn cung phụng lâu nay, Đề Long, Thái Tước, Dương Lộc. Ba vị chân linh cùng Mã Lương một lần nữa đại chiến một trận có một không hai ở linh giới. Cuộc chiến kéo dài đến mấy ngày đồng thời liên lụy đến trăm vạn dặm xung quanh. Ba ngày sau, ngay khi những gió bão và chấn động của trận kịch chiến vừa mới dừng lại, nhiều tộc nhân giác si tộc gần đó cùng nhau ùa tới. Kết quả, ngoại trừ vết tích long trời lở đất của trận chiến, ba vị thượng cổ chân linh đã không cánh mà bay, mã lương cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, giác sĩ tộc dùng các loại bí thuật liên lạc với ba vị thượng cổ chân linh đều không thấy có chút tín hiệu hồi âm nào. Chuyện này khiến cao tầng giác sĩ si tộc hết sức băn khoăn. Mà lúc này, tin tức liên quan đến tuyệt thế hung ma tại huyết thiên đại lục cùng sự tình của hai cuộc chiến khi trước cũng đã lan truyền đến lôi minh đại lục. Với tình hình không ai biết rõ tung tích của vị hung ma mã lương, các tộc nhân trên lôi minh đại lục mỗi khi nhắc tới hung ma thì sắc mặt đều lộ vẻ hoảng sợ. Lục Dực và băng phượng vừa nghe tin mã lương mất tích đương nhiên là rất vui mừng, không trần trừ dựa theo kế hoạch cũ mà hành động. Sau một tháng, hai người đi tới lãnh địa một đại tộc, bỏ ra một số thù lao, cuối cùng nhờ vào truyền tống trận xuyên đại lục quay trở về phong nguyên đại lục. Cùng thời gian đó, Hàn Lập cũng mang theo đám người Nam Cung Uyển đang ở bên trong ánh sáng cuốn động của một truyền tống trận xuyên đại lục khác trở về phong nguyên đại lục, tất cả cùng xuất hiện bên trong pháp trận ở một nơi hẻo lánh nào đó. Pháp trận ở trong một đại điện, gần đó có người mấy tên thủ vệ đang trông coi, khi trông thấy trước mắt có nhiều người xuất hiện cũng không lộ ra vẻ giật mình. Tên giáp sĩ đứng đầu trong đó nhìn thấy Hàn Lập, lập tức bước lên một bước rồi cung kính nói. Vãn bối phụng mệnh đến đây đón Hàn Tiền Bối, đại nhân tổng chấp sự đang chờ ở gần đây cùng Hàn Tiền Bối gặp mặt một lần. Ha, nếu Minh Tôn Đạo hữu đã đưa ra lời mời ta cũng muốn tới chào hỏi qua. Người đi trước dẫn đường, Uyển Nhi, nàng cùng mọi người nhân tiện ở lại quanh đây nghỉ ngơi một chút đi. Ánh mắt Hàn lập lóe lên rồi gật đầu nói, phu quân cứ đi gặp vị đạo hữu đó, thiếp sẽ tự mình sắp xếp mọi việc. Nam Cung Uyển nhìn thẳng vào giáp sĩ rồi chuyển ánh mắt sang Hàn Lập nói. Dưới sự dặn dò của Nam Cung Uyển, những người liên quan đều rời khỏi đại điện truyền tống trận đi đến một vùng đất trống bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống chờ Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập được giáp sĩ dẫn đường đi đến một khu nhà đá gần đại điện, được che lấp bởi cây cỏ màu xanh. Không chờ Hàn Lập đi đến trước nhà đá, cửa đá vốn đang đóng chặt đã tự động mở ra, từ bên trong truyền ra một âm thanh giả nua. Hàn Đạo Hữu rốt cuộc ngươi đã tới. Mời vào, Lão Phu đã chờ ngươi ở đây đã lâu, đã khiến cho Đạo Hữu phải đợi lâu. Hàn Mỗ cũng không khách sáo nữa. Lông mày Hàn Lập khẽ nhướng rồi không do dự đi vào phía trong. Bên trong nhà đá, trừ một cái bàn gỗ màu vàng nhã nhận bằng gỗ bạch đàn thì không còn bất kỳ vật gì nữa một lão giả tóc đỏ thâm đang ngồi trên một chiếc ghế đầu hơi cúi tay đang vuốt ve một khối ngọc giản màu trắng bóng loáng như ngọc hàn đạo hữu mời ngồi lần trước việc đem thông tin của ngươi tiết lộ cho bích ảnh mong đạo hữu bỏ quá cho minh tôn vừa thấy hàn lập bước vào đầu khẽ ngẩng rồi cười nói chuyện đó có gì đâu hơn nữa bích ảnh đạo hữu đã vẫn lạc việc này cũng không cần phải nói thêm nữa hàn lập khẽ lắc đầu nói rồi nghênh ngang ngồi xuống phía trước đối diện với lão giả đúng vậy ta cũng không ngờ rằng, bích ảnh lại đi trước ta một bước. Hiện nay ở huyết thiên đại lục, bổn minh chỉ sợ gặp phải đả kích không nhỏ, thế lực nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Minh tổn thở dài một hơi nói, nhân thủ của quý minh ở huyết thiên quả thật có co lại một chút, nhưng có mấy vị trưởng lão cùng ra mặt quản lý, ta nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phần ta lần này có thể thuận lợi trở về phong nguyên đại lục cũng là nhờ đến sự trợ giúp của các vị trưởng lão đấy. Hàn Lập chỉ nói qua, không bình luận gì thêm. Như thế là tốt lắm rồi, còn thông tin về Tuyệt Thế Hung Ma kia, Hàn đạo hữu biết được bao nhiêu? Cuối cùng Minh Tôn cũng nghiêm sắc mặt hướng Hàn Lập hỏi. Qua sự trao đổi cùng mấy vị trưởng lão trong Quý Minh, tính ra thì ta cũng không biết quá nhiều nhưng cũng không hẳn là quá ít. Tuy nhiên có một chuyện không thể nghi ngờ, vị Hung Ma này tuyệt đối không kém hơn một tồn tại nghịch thiên khác Minh Trung Mẫu. Khóe mặt Hàn Lập khẽ động, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chương 2399, đề nghị của Minh Tôn Vậy sao, những thông tin mới nhất liên quan đến hung ma ở Lôi Minh đại lục, có lẽ Hàn đạo hữu cũng đã biết rồi." Minh Tôn gật gật đầu rồi bỗng hỏi, "Lôi Minh đại lục, không lẽ hắn lại gây ra chuyện tình kinh người gì nữa ư?" Hàn Lập dùng mình hỏi, "Đâu chỉ là chuyện kinh người, sự việc oanh động lần này so với cả ở Huyết Thiên chỉ có hơn chứ không kém." Minh Tôn ngưng trọng nói, tiếp theo cổ tay run lên, trên tay hiện ra một cái ngọc giản ném cho Hàn Lập. Tay Hàn Lập khẽ vẫy đã nhẹ nhàng bắt được tấm ngọc giản không do dự đem nó đặt lên trên chán mình, thả ra thần niệm quét một lượt bên trong. Kết quả sau khoảng một thời gian, sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi thu lại thần niệm, chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Thật không thể ngờ được rằng hung ma lại đám đến sinh sự với giác si nhất tộc, hơn nữa lại còn chém chết bốn gã đại thừa trong tộc bọn họ, dẫn tới trận đại chiến cùng với ba thượng cổ chân linh. Chỉ là theo như lời nói thì hung ma đột nhiên mất tích, đó là chuyện gì xảy ra vậy? Rất đơn giản, sau trận chiến cùng với ba thượng cổ chân linh, Người này đột nhiên mất tích tại lôi minh đại lục, không ai tìm ra được tung tích của hắn cả. Lão giả chậm rãi trả lời, tuy nhiên sắc mặt lo lắng thì không hề giảm bớt một chút nào. Sao vậy, chẳng lẽ quý minh còn phát hiện được ra chuyện khác thường? Hàn lập là hạng người nào, lập tức đã nhìn ra được nét kỳ quặc trong thần sắc của đối phương nên trực tiếp hỏi. Quả thật là hàn đạo hữu có đôi mắt tinh đời. Không tệ, sau khi trận đại chiến của hung ma với ba thượng cổ chân linh vừa mới chấm dứt, bổn minh đã phái người xen lẫn vào bên trong, đến chỗ hung ma từng mất tích điều tra một phen. Kết quả là phát hiện ra được một chút dấu tích không gian chấn động, tuy rất lờ mờ nhưng vẫn tồn tại. Thêm vào đó, vùng hư không xung quanh cũng có dấu tích bị phá vỡ. Nhưng tiếc thay, người của bổn minh mặc dù đã dùng đủ các loại phương pháp nhưng cuối cùng cũng không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa. Minh Tôn nói, nếu nói như vậy thì hung ma kia thật là vẫn chưa vẫn lạc rồi, chỉ là tạm thời mượn không gian chi lực để trốn tránh mà thôi. Hàn Lập hơi biến sắc, nói, đúng vậy chỉ sợ hơn phân nửa là như vậy, lão giả không trần chờ trả lời. Minh huynh đang lo lắng chuyện gì vậy, sao phải mời ta tới để nói những chuyện này? Hàn lập hơi suy tư một chút, lại hỏi. Hàn huynh biết rất rõ rồi lại còn cố hỏi ta. Hung ma kia lần lượt xuất hiện ở huyết thiên và lôi minh đại lục, tiếp theo nếu hắn lại đi đến phong nguyên đại lục thì cũng không phải chuyện tình kỳ quái. Hàn đạo Hữu thân là đại thừa trong nhân tộc, cũng là tồn tại cao cấp nhất trong phong nguyên đại lục, có thể không màng đến tuyệt thế hung ma này sao? đạo hữu không sợ hắn đột nhiên tìm đến quý tộc sinh sự rồi lại tiếp diễn sự tình huyết tế nhìn siêu cấp đại tộc như giác si tộc mà xem chẳng phải hiện tại nguyên khí cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi sao nếu quả thật những tộc nhỏ trên phong nguyên đại lục như chúng ta bị hắn để ý tới không chừng sẽ có nguy cơ diệt tộc minh tôn bỗng nhiên khẽ cười nói hắc hắc lời của đạo hữu thật là cổ quái toàn bộ phong nguyên đại lục nhiều chủng tộc như vậy người kia sao lại có thể trùng hợp chọn đúng nhân tộc yếu nhược chúng ta Ngược lại Hàn Mỗ thấy những đại tộc kia mới thực là đáng nên chú ý. Hàn Lập cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến nói: "Bổn minh đã phân tích qua một số đặc điểm đối tượng huyết tế của hung ma. Chúng ta phát hiện dường như hắn không chọn mục tiêu rõ ràng, chỉ là nếu đụng phải một địa phương có đông người sinh sống thì đều có khả năng ra tay huyết tế. Mặc dù trước kia tên tuổi của quý tộc không quá nổi bậc, lý do chúng ta đều hiểu cả, bởi vì lúc trước chỉ vì còn thiếu sót một vị giai đại thừa đỉnh giai." Còn nếu luận về số lượng tộc nhân và trình độ nhân khẩu tụ tập cùng một chỗ, nhân tộc cũng đủ để đứng đầu đại lục. Hàn Huynh thật sự cho rằng tên niên kia sẽ không tìm tới quý tộc để sinh sự sao. Lão già tóc đỏ nhàn nhạt nói, Minh Huynh đang uy hiếp Hàn mỗ, đồng tử của Hàn lập co rụt lại, trên mặt không có chút cảm xúc. Tại hạ tuyệt không ý này, chỉ là đem sự thật bẩm báo lại thôi. Lại nói tiếp, vị hung ma này cùng với đạo hữu hình như có một chút quan hệ. Nói hắn tìm đến nhân tộc để sinh sự, tỷ lệ chắc chắn không thấp như Hàn Huynh suy nghĩ đâu. Trên mặt Minh Tôn lại lộ vài tia kỳ quái, lời này có ý gì? Hàn Lập hơi nao nao hỏi lại, ta có bức họa của hai người, Hàn Đạo Hữu nhận ra bọn họ không? Minh Tôn vừa nói, một tay cũng vừa đưa ra, cùng lúc hiện ra một khối ngọc giản, năm ngón tay khẽ động vài cái, từ đó tuôn ra một mảnh hào quang lấp lánh. Bên trong màng hào quang lấp lánh, Rõ ràng có hai bức họa một nam một nữ đang lơ lửng giữa không chung. Đây là, hai mắt của Hàn Lập co lại, vẻ mặt hơi bất ngờ nói. Xem ra đạo hiếu đã nhận ra hai người này, chẳng biết có thể thuận tiện kể sơ qua lai lịch của bọn họ. Minh Tôn gặp tình hình này, không có gì lấy làm bất ngờ nói. Phải nói ta chỉ nhận ra một người trong đó, cô gái này tên Băng Phượng, mặc dù không phải nhân tộc nhưng cũng coi là có vài điểm quan hệ với riêng mình ta. Sao vậy, chuyện này sao lại có quan hệ với bọn họ? Nam tử này là ai vậy? Hàn Lập nhìn một hồi vào bức họa, cuối cùng chỉ lắc đầu hỏi lại về phần lai lịch của nam tử này ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết hắn cũng có thể là người phong nguyên đại lục. Theo bổn minh điều tra được, trong khi hắn tranh đấu với người ta, đã hiện ra bản thể đúng là một đầu lục dược mô công thật lớn. Thực lực trong nhóm đại thừa coi như cũng không kém bao nhiêu. Hắn và vị băng phượng này hình như dám hung hăng trêu chọc vào tên hung ma. Hai người bị hắn một mực đuổi theo từ huyết thiên để truy bắt, đuổi giết đến tới tận lôi minh đại lục. Ta thậm chí hoài nghi tên hung ma đến sinh sự với giác si tộc, hình như cũng là một thủ đoạn do hai người bày ra sắc mặt minh tôn trở nên nghiêm trọng nói lục rực ngô công bị hung ma kia một mực đuổi giết cho dù là hàn lập gần đây hỉ nộ không đổi sắc trên mặt cũng không thể che giấu được một một chút giật mình sao vậy đạo hữu đã nhớ ra được chút gì về người này rồi sao ánh mắt minh tôn chấp lên hỏi nếu như ta đoán không sai nam tử này cũng là một cố nhân của ta chỉ là không thể ngờ được là nó đã biến thành bộ dáng như hôm nay rồi Hàn Lập nhìn thẳng vào bức họa, vừa suy nghĩ vừa nói. Hóa ra cả hai người bọn họ đều là bạn cũ của Hàn Đạo Hiếu. Nếu như vậy, ta chỉ sợ nhân tộc thật đúng là gặp kiếp nạn lớn rồi. Chỉ sợ một khi tên điên kia biết rõ lai lịch của hai người bọn họ, lập tức sẽ chạy đến quý tộc sinh sự. Minh Tôn không trần chờ nói, chuyện ấy thì có chút hơi khuếch đại rồi, nhưng quả thật là ta không thể không quan tâm đến chuyện này được nữa. Nhưng không biết hai người đó hiện nay có mặt ở đâu, vẫn còn trên lôi minh đại lục chứ. Lông mày Hàn Lập Nhân lại hỏi, căn cứ theo bổn minh điều tra được, hai người cùng tên hung ma nọ cơ hồ một trước một sau đã mất đi tung tích. Nếu Hàn Đạo Hữu đã quen biết hai người này, vậy đoán thử xem bọn họ sẽ chạy tới địa phương nào. Minh Tôn nhìn Hàn Lập hỏi lại, việc này cũng khó mà đoán trước được, mặc dù ta quen biết bọn họ, nhưng đã nhiều năm nay chưa hề gặp mặt. Hàn Lập lắc đầu, sắc mặt không thay đổi nói, bọn họ có thể trở về phong nguyên đại lục đi tìm Đạo Hữu hay không? Minh Tôn không buông tha đặt một câu hỏi, đúng là không thể loại trừ khả năng này. Nếu đúng là như vậy, ta thật sự sẽ phải đau đầu một phen rồi. Chuyện này tạm gác lại đi đã, ta muốn hỏi Minh Huynh một câu, người cảm thấy khả năng hung ma kia đúng là chân tiên đến từ tiên giới tỷ lệ là bao nhiêu. Hàn lập thở dài một tiếng, đột nhiên chuyển đề tài hỏi lại một câu. Theo như ta đoán thì phải đến chín thành, sắc mặt Minh Tôn hơi đổi, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mới nói ra phán đoán của mình. Sao đạo hữu có thể chắc chắn như vậy? Hàn lập sờ sờ cầm, ngưng trọng hỏi rất đơn giản bởi vì vài loại thần thông người này từng thi triển thật sự là công pháp bí thuật đến từ tiên giới điểm này thì ta có thể bảo đảm bởi vì tổ tiên tại hạ đúng thật là hậu nhân trực hệ của một vị chân tiên có một số công pháp tiên giới bí thuật mặc dù không có lưu truyền lại tới nay nhưng một số miêu tả cũng nói rõ qua thì cũng có được ghi lại minh tôn cười khổ một tiếng trả lời thì ra là thế nói như vậy người này đúng là chân tiên không thể nghi ngờ được nữa thông tin này chẳng phải là tin tức tốt lành gì cả Thế nhưng đạo hữu mời tại hạ đến đây, lại nói nhiều chuyện như vậy, không phải muốn để hàn mỗ lẻ loi một mình đi đối phó vị chân tiên đến từ tiên giới này sao? Hàn lập từ chối cho ý kiến hỏi, hàn đạo hữu nói đùa, mình mỗ làm sao có ý nghĩ như vậy được? Tại hạ cũng chỉ vì nghĩ cho cả phong nguyên đại lục này, chỉ là đưa ra một cái đề nghị tiến thối cùng các vị mà thôi. Linh giới của chúng ta và tiên giới từ bao nhiêu năm sớm đã mất liên lạc với nhau, đột nhiên nhảy ra một vị chân tiên cường đại hàng lâm, cũng không biết hắn thật sự muốn gì nữa. Vạn nhất hắn thật sự chuyển hướng chạy đến phong nguyên đại lục mở rộng giới hạn giết sốc, thì mọi cường giả đã đạt tới trình độ cao nhất như chúng ta cần phải tập trung cùng nhau đối địch. Nhất định cần phải mạnh mẽ bức hắn rời khỏi nơi này, hoặc phải hoàn toàn chấn áp mới được. Chứ nếu mà cứ phân tán tản ra thì chỉ có thể lợi cho hắn giết chết từng người một. Vẻ mặt minh tôn trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nói. Cùng nhau liên thủ, giống hệt huyết đạo tông môn huyết thiên đại lục từng thử qua một lần, bọn họ không phải vẫn bị đối phương cường ngạnh giết hết rồi sao? Thân hình Hàn Lập hơi động, không trần chờ hỏi. Những người bên huyết thiên đại lục vì quá coi thường đối phương nên mới có kết cục như vậy. Bọn họ không nắm rõ được lai lịch của đối phương, chỉ sơ sài tập trung hơn 10 tên đại thừa. Trong đó cũng chỉ có 3-4 người thật sự được cho là cường giả đại thừa, thất bại cũng là chuyện tình khó tránh khỏi. Minh mỗ một khi đã đề nghị liên thủ, lại toàn là cường giả có thể đứng hàng đầu huyết thiên ta thậm chí còn có thể dựa vào quan hệ của bổn minh để triệu hoán một số chân linh cường đại tham gia vào cuộc chiến này ta thật muốn một chỉ một trận chiến có thể thành công một vị tiên nhân cho dù cường đại đến đâu nhưng dưới tình trạng một phần lớn thực lực bị phong ấn dưới tình huống này sẽ không có đủ khả năng đối kháng cùng thực lực liên minh của chúng ta minh tôn ngạo nghễ nói đạo hữu có thể cùng lúc mời đến bao nhiêu người ngoài trừ hàn mộ đã có bao nhiêu người từng đáp ứng đề nghị của minh đạo hữu rồi Hàn Lập thực sự có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Hàn huynh hãy yên tâm, ngoài trừ đạo hữu, cũng đã có hơn phân nửa từng tỏ vẻ, chỉ cần tên chân tiên điên kia thật sự bữa óc vào Phong Nguyên đại lục, bọn họ liền nguyện ý tham gia lần vào. Còn những đạo hữu khác, ta tin tưởng chỉ cần liên lạc với bọn họ là được. Chuyện tình quan hệ trọng đại như vậy, thiết nghĩ bọn họ không dám từ chối. Dù sao thì cũng không ai muốn chứng kiến có một vị chân tiên một mực xem thường tùy ý làm bậy tại bản đại lục. Minh Tôn không lưỡng lự trả lời, nếu như Minh huynh đã cân nhắc chu toàn, Hàn Mỗ có thể tạm thời đáp ứng. Còn nữa, nếu như quý minh vẫn không cách nào tìm được đông đủ cường giả đại thừa, cho dù Hàn Mỗ có mặt cũng sẽ quay đầu bỏ đi. Sắc mặt Hàn Lập không ngừng thay đổi tự đánh giá một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. Ha ha, Hàn huynh cứ việc an tâm, nếu thật không cách nào gom góp đủ nhân thủ, chính bản thân Minh Mỗ cũng không ngu đến nỗi tự nhiên đi nộp mạng cho người ta. Đây là tấm phù truyền tin tức cho nhau, đạo hữu hãy nhận lấy. Đến lúc đó chỉ cần có thông tin về tên chân tiên niên kia, ta sẽ lập tức truyền tin cho mọi người, cùng an bài cho chư vị đạo hữu mau chóng tụ tập lại một chỗ. Minh Tôn cười ha hả, cực kỳ cao hứng nói. Chỉ thấy một cánh tay Minh Tôn giơ lên, từ đó bắn ra một tấm phù lục màu bạc nhạt. Hàn Lập gật đầu, tay áo phất lên, đem tấm phù lục nhẹ nhàng thu vào trong ống tay áo mình. Chương 2400, xiềng xích pháp tắc. Sau khi bàn bạc ước định thêm một số việc nữa, cuối cùng Hàn Lập cũng cáo từ rời khỏi Thạch Ốc. Chỉ một lát sau, trên đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một chiếc cự thuyền màu đen phá không bay đi về phương xa. Hàn Lập đứng tại đầu mũi thuyền, ngắm nhìn hư không nơi xa, vẻ mặt cực kỳ do dự. Phu quân, vị minh đạo hữu kiệt tìm chàng là có chuyện gì quan trọng vậy? Sau lưng vừa mới vang lên tiếng bước chân thì một thanh âm dịu dàng đã chuyển đến, đúng là Nam Cung Uyển đang thướt tha đi tới, thân thiết hỏi một câu. Việc này kể ra thì rất dài dòng, chút nữa đi vào trong khoang thuyền phu quân sẽ kể lại kỹ càng cho nàng biết. Hàn lập sau khi cười khổ một tiếng mới quay người lại nói. Mấy tháng sau, bên trong một vùng không gian bí ẩn nào đó, ba đầu cửa thú hình thái giữ tợn tất cả đều gắt gao cắn lấy một đoạn xiềng xích màu tử kim. Mặt mũi tràn đầy bất an nhìn chằm chằm vào ba đoạn xiềng xích ở một chỗ khác, một thanh niên áo đen cũng đồng dạng bị xiềng xích quấn quanh thân như vậy. Thanh niên này tuy bị nhốt tại đây, đứng nguyên không thể nhúc nhích, nhưng trên mặt hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, ngược lại lại không ngừng dùng ánh mắt mỉa mai nhìn ba cửa thú ở gần đó. Không biết qua bao lâu sau, thanh niên áo đen cuối cùng cũng mở miệng, nhưng thanh âm băng lạnh dị thường, không có chút tình cảm nào cả. Hiện tại ba người các ngươi nếu như chịu hàng phục, ta còn có thể thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, tha cho các ngươi không chết, đem bọn ngươi thu làm linh bộc dưới trướng để sử dụng, về sau còn có thể mang các ngươi đến tận chân tiên giới. Bằng không đợi sau khi xiềng xích pháp tác chính thức cắn trả, cả ba người các ngươi đều cùng nhau bỏ mạng dưới lực lượng pháp tắc đi không thể nào xiềng xích pháp tắc cắn trả rõ ràng là phải chỉ nhằm vào tiên nhân tiên giới như ngươi tại sao ngay cả ba chúng ta cũng bị liên lụy vào được mà cho dù là xiềng xích pháp tắc cắn trả đi nữa thì ngươi cũng phải hứng chịu hơn một nửa lực lượng còn gần non nửa phần còn lại do ba người bọn ta cùng chia sẻ gánh chịu chắc cũng không đáng lo ngại từ trên một đầu quái thú đầu hưu thân gấu vang lên âm thanh đầy kinh sợ hắc hắc cũng không biết là tên ngu xuẩn nào lại giao cho các người biện pháp kích hoạt xiềng xích pháp tắc, rõ ràng là chỉ biết được có một chút thế mà vẫn dám dùng trên người ta. Nhưng cũng may là ta phản ứng rất nhanh, kịp thời dùng không gian bí bảo kéo bọn người cùng tiến vào đây, nếu không chỉ sợ khả năng ở bên ngoài không may bị người khác ám toán rồi. Nhưng hiện tại dưới tình hình chúng ta kiềm chế nhau như thế này, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi lực lượng pháp tắc cắn trả thôi. Nhưng chỗ lợi hại trong đó thì đám hạ đẳng chân linh các ngươi làm sao có thể tưởng tượng được, cho dù chỉ là non nửa lực lượng cắn trả, cũng đủ làm cho các người biến thành cho bụi tròn vùi tại chỗ. Không phải bây giờ các ngươi đã cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bắt đầu bị xiềng xích pháp tắc cắn nuốt dần rồi sao? Mà thân thể tiên nhân của bổn tỏa cực kỳ cường đại, càng không phải là loại hạ đẳng như các ngươi có thể so sánh. Cộng thêm ta còn có tiên gia bí bảo hộ thân, cho dù thừa nhận cắn trả càng lớn, cũng chỉ phải mất thêm nhiều thời gian tĩnh dưỡng mà thôi. Thanh niên áo đen cười hắc hắc, khinh miệt nói, nói bậy, Loại phương pháp này là Kim Long Vương Đại Nhân tự mình truyền thụ cho, sao có thể là giả được. Người đừng mơ tương chỉ ném một viên đan dược mà muốn châm ngòi chia rẽ giữa chúng ta, nếu thực sự là như vậy, người chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi, cần gì phải nói với ba chúng ta những điều này. Quái thú đầu hưu thân gấu gừ một tiếng, phát ra tiếng gầm đáp lại. Mà hai đầu thú kia nghe được lời ấy, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nếu không phải ta còn có chính sự cần phải làm, không muốn trì hoãn thời gian với các ngươi thì cần gì phải nói nhảm với các ngươi. Được rồi, bổn tiên cho các ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần có ai nguyện ý dừng tay trước, ta ngoại trừ có thể mang theo đi tiên giới. Còn có thể ban thưởng một hạt chân hồn giúp cho hắn đạt được linh hồn chân tiên. Nhưng hứa hẹn này chỉ có hiệu quả trong thời gian nửa ngày, qua thời gian này thì đừng có mơ tưởng ta hứa hẹn thêm bất cứ điều gì nữa. Thanh niên áo đen rốt cuộc cũng có phần mất kiên nhẫn. Chân hồn đan hai đầu quái thú khác nghe được điều này trong lòng cực kỳ chấn động. Trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia lửa nóng bỏng. Viên tiên dược này đối với bọn họ là cực kỳ hấp dẫn, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã làm cho tâm trí rung động ầm ầm. Hoặc là chỉ một lúc nữa thần hình câu diệt, hoặc là làm linh bộc của bổn tiên, được ban thưởng chân hồn đan, lại còn được ta mang theo về chân tiên giới, tất cả đều do các ngươi tự mình lựa chọn. Về phần liên hệ trói buộc giữa các ngươi cùng giác si tộc ở dưới này, ta cũng có thể giúp các ngươi chặt đứt còn sau đó ra sao thì ta sẽ không nói thêm nửa chữ nào nữa. Thanh niên áo đen sau khi nói xong thì cười lạnh một tiếng, khép hai mắt lại, giống như thoải mái dưỡng thần trong xiềng xích chói buộc trùng trùng điệp điệp. Ba đầu cửa thú nghe vậy, đều liếc mắt lại nhìn nhau, thần sắc mỗi người một khác, trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói thêm điều gì. Mà theo thời gian từng chút một trôi qua, ba đầu chân linh quái dị này càng cảm thấy xiềng xích pháp tắc thôn vệ càng lúc càng nhanh, mà bọn hắn đã sớm thi triển vô số bí thuật thần thông để ngăn cản nhưng hoàn toàn không có chút hiệu quả gì hết, ngược lại còn bị lực lượng pháp tác ăn mòn nhanh hơn. Lần này ba đầu cửa thú thật sự bắt đầu tâm hoảng ý loạn, cứ theo đà này đợi đến lúc xiềng xích pháp tác chính thức cắn trả, thực lực của bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị suy yếu đến tình trạng mười không đủ một, làm sao có thể còn cơ hội sống? Cửa tước cùng quái thú đầu châu sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa âm tinh bất định. Hai vị đạo hiếu các ngươi thực sự không bị lời nói của hắn đả động rồi chứ. Cự thú đầu hưu thân gấu nhìn thấy sắc mặt của đồng bạn biến hóa, bỗng nhiên có chút bất thiện gầm nhẹ nói, cũng vô tình kéo nhẹ dây xích đang ngậm trong miệng, lập tức khiến cho từng trận pháp tác chấn động. Điều này sao có thể, mặc dù chân hồn đan quý hiếm, nhưng cũng không thế làm ra việc như vậy được, nhưng cứ để lực lượng pháp tác cắn trả như bây giờ, chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Cái này dù sao cũng là việc liên quan đến tính mạng. Một đầu quái thú toàn thân là long lân, trên đầu lại mọc ra hai cái đầu trâu, có chút do dự nói. Đúng vậy, mặc dù chúng ta cùng giác si tộc nguyện lực lượng của huyền thiên chi bảo để định ra thượng của khế ước, nhưng tuyệt đối không muốn chôn xác chính mình trong quy tắc đó, quả thực nếu muốn còn sống thì phải thương lượng một phen. Một đầu quái thú khác to hơn 10 trượng là một con chim tước khổng lồ toàn thân bao phủ bởi quang diễm minh mông màu xám xịt, ánh mắt cũng trở nên mông lung mở miệng nói. Ta hiểu ý nghĩ của các vị đạo hiếu, nếu như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể hảo hảo thương lượng một chút, nhưng trước đó, ta lại còn muốn có một đề nghị đều tốt cho tất cả chúng ta. Quái thú đầu hưu thân gấu trầm ngâm một lúc, sau đó mới thở dài một hơi, có vài phần bất đắc dĩ truyền âm nói, đồng thời thân hình khẽ động, từ từ bay đến phía cự tước ở gần hắn. Lộc huynh đứng lại, có lời gì thì cứ đứng nguyên tại chỗ nói là được, không cần phải đi tới đây. Cự tước màu xám thấy vậy, tinh mang trong mắt lóe lên, lập tức nghiêm nghị quát một tiếng ngưng lại. Như thế nào, đến như ta mà đạo hữu cũng không tin được ư? Quái thú đầu hưu thân gấu nghe vậy, sắc mặt bất chợt trầm xuống. Hắc hắc, tại hạ đâu có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều là trong lúc này chúng ta tốt nhất là không nên quá thân cận với nhau. Đề Long Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Cự tước màu xám cười hắc hắc, lại quay sang quái thú hai đầu châu đang yên lặng theo dõi kỳ biến bên kia hỏi một câu. Chuyện này, mọi người đều cùng nhau được giác si tộc cung phụng, cần gì phải làm như vậy? Quái thú hai đầu châu sau khi gượng cười hai tiếng, đang muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời còn chưa dứt, xiềng xích mà cái đầu kia của hắn đang cắn rung lên, một cỗ lực lượng khó có thể ngăn cản bỗng nhiên sinh ra, ngay sau khi hắn vừa dứt lời, cái miệng khổng lỗ bỗng chốc bị chấn động làm cho thổ ra đầy máu tươi. Sau khi con thú này tự nhiên hét thảm một tiếng, dây xích màu tử kim đang cắn ở trong miệng tự nhiên giấy ruộa thoát ra, lúc mà hắn đang kinh hãi muốn cắn giữ lại sợi dây xích, bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh, hắn chỉ tự nhiên cảm thấy không trung phía trên tối sầm lại, một huyết sắc đại ấn to như quả núi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện không một tiếng động ngay phía trên đỉnh đầu, xung quanh bay lượn vô số phù văn màu vàng nhạt ầm ầm đánh xuống. Con thú này quá sợ hãi, mà giờ muốn trốn tránh cũng không kịp nữa rồi, sau khi hắn giận dữ gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên phóng lớn gấp mấy lần, hai bàn tay khổng lồ thoáng cái hóa thành hai cái móng chân đen xì đánh thẳng về phía đại ấn. Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hai cái móng chân khổng lồ ngay khi vừa mới tiếp xúc với huyết sắc đại ấn, lập tức nổ tung hóa thành bột phấn, thân thể hắn cùng với thần hồn trong cơ thể ngay sau khi huyết quang chớp động vài cái cũng từng khúc vỡ vụn mà tán loạn. lúc này huyết sắc đại ấn lại vừa rồi lại lóe lên một lần nữa. thanh niên áo đen chợt hiện ra, trên mặt vẫn còn nụ cười lạnh. cùng lúc đó thanh niên áo đen ở chính giữa xiềng xích của ba con cự thú bỗng nhiên lặng lẽ từ từ biến mất. không có khả năng, người làm sao có thể thoát khỏi xiềng xích pháp tắc? cự tước màu xám kia trông thấy cảnh này bỗng nhiên đại biến, bị dọa đến hồn phi phách tán, sau khi hét lên một tiếng cuống quyết nhổ sợi dây xích đang cắn trong miệng ra, sau khi hai cái cánh khổng lồ màu xám lóe lên, lập tức hóa thành một quang cầu mờ ảo bắn thẳng về phía sau. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, một bàn tay đầy lông lá đen kịt vù vù bay tới, đón đầu đập mạnh một cái, trông giống như đập ruồi vậy, cự tước màu xám căn bản là không kịp phòng bị một chút nào, lập tức bị đánh bay trở lại, liên tiếp sau khi lăn lộn mười mấy vòng, mới miễn cưỡng lần nữa ổn định lại thân hình trong hư không. Lúc này, quái thú đầu hưu thân gấu kia vẻ mặt cực kỳ dữ tợn mới thu lại cánh tay của mình. Dương Lộc, người điên rồi, à, ta hiểu rồi, vậy mà ngươi lại là người đầu tiên đầu nhập vào đối phương, xiềng xích pháp tắc cũng đã sớm bị ngươi động tay chân rồi. Sau khi cử thước kia lúc lắc cái đầu vẫn còn đang choáng váng, mới hơi tỉnh ngộ kinh sợ kêu lên. Ngươi bây giờ mới hiểu ra được thì đã chậm rồi. Cự thú đầu hưu lạnh lùng không nói gì, thanh niên áo đen ở trên vệt máu thì âm trầm cười nói. Đại nhân, chỉ cần ngươi tha cho tính mạng của ta, ta nguyện thần phục ngươi, cũng nguyện ý làm linh bộc cho ngươi. Cửa tước màu xám nội tâm trùng xuống, một bên vừa hoảng sợ nói ra, một bên vừa từ từ lui lại phía sau. Đã chậm rồi, ta chỉ có một quả chân hồn đan, cũng chỉ có năng lực mang một người quay trở lại tiên giới. Dương Lộc, người đã ý định thần phục ta, vậy lập tức giết nó, coi như đây là mệnh lệnh thứ nhất của ta giao cho ngươi. Nếu mà ngươi không làm được, bị hắn giết chết, chân hồn đan này cũng chỉ có thể để dành cho người thắng mà thôi. Không cần lo lắng là ta sẽ đổi ý, ta lần này hạ giới đến đây, vẫn còn đang thiếu một người có thể ở bên để sử dụng. Chỉ có người cường đại nhất trong các ngươi mới đủ tư cách làm linh bộc của ta. Sau khi thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia ác độc nói. chương 2401, Tiểu Bình tái hiện. Vừa nghe lời này, tên quái thú đầu hưu dương lộc sắc mặt lập tức đại biến, Cự tước màu xám lòng đang tràn đầy tuyệt vọng lại chuyển sang vui vẻ, nhìn chằm chằm vào đồng bạn ban đầu, ánh mắt trở nên điên cuồng, khát máu. Cả hai nhìn nhau một lát rồi không hẹn trước mà cùng hét lớn một tiếng. Một bên thì thân hình đột nhiên điên cuồng biến lớn hơn hàng trăm lần, bên ngoài thoáng cái mọc thêm một kiện giáp nhọn màu vàng đất rất dày. Bên kia thì hai cánh rung lên, ánh lửa bên ngoài tấm thân màu xám hóa thành một mưa lửa đầy trời, tiến thẳng đến phía đối diện cuốn mạnh tới thân hình cả hai rung động trong từng tiếng nổ lớn vang vọng khắp không gian thanh niên áo đen thấy vậy cười giảo hoạt sau đó xoay người một cái cả thân hình và cử ấn màu máu bỗng nhiên biến mất vào hư không không còn thấy bóng dáng vù vù sau một hồi không gian bị chấn động thanh niên áo đen lại xuất hiện phía trên một mảnh đất đá gồ ghề ở lôi minh đại lục trong tay hắn lại xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh đang khẽ rung nhè nhẹ hai mắt khẽ đảo qua xung quanh nhìn lướt qua xung quanh hoàn toàn vắng lặng một bóng người cũng không thấy hắn khẽ cười lạnh tay áo rung lên rồi lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng bay lên trời chưa tới nửa ngày sau động quang hạ xuống một tòa núi nhỏ bình thường thân hình thanh niên vừa hiện ra liền đưa bình nhỏ màu xanh vẫn cầm trong tay ném ra phía trước chiếc bình quay một vòng miệng bình hướng xuống một đạo hào quang bay ra sau đó hóa thành một bóng người cao lớn hơi lung lay tuy toàn thân vết thương trồng chất phần lớn chiến giáp đã vỡ nhưng bất ngờ lại đúng là quái thú đầu hưu thân gấu quả nhiên ta đoán đúng người là kẻ sống sót Thanh niên áo đen nhìn qua quái thú rồi nhàn nhạt, nhạt nói: Dương Lộc bái kiến chủ nhân. Quái thú đầu hương ngay lập tức hướng tới phía thanh niên nửa quỳ nửa ngồi đáp lời. Rất tốt, ngươi thức thời đấy, cũng rất đảm lược. Nếu không phải là ngươi đầu nhập với ta, e rằng ta cũng không dễ thoát khốn như thế này. Phần ngươi cứ yên tâm, đã làm hết tất cả những gì ta yêu cầu thì ta cũng sẽ không bội ước. Nhất định chân hồn đan sẽ ban cho ngươi, cũng sẽ mang ngươi về tiên giới cùng ta. Chẳng qua trước tiên ngươi đem chủ hồn giao ra đây ký khí ước linh bộc rồi ta sẽ giúp ngươi chặt đứt mọi quan hệ với giới này. Thanh niên áo đen lạnh lùng nói, vâng, chủ nhân, Dương Lộc chỉ hơi khẽ trần chừ rồi há to miệng, phun ra một chùm ánh sáng màu xanh nhạt, bên trong mơ hồ có một tiểu thú đầu hưu đang ngẩng đầu giết gào gì đó. Chuyện này cũng thật tiện lợi cho ngươi, chỉ cần tiên linh bảo giám đính xuống khí ước, ngươi sẽ không bị lực giới diện ảnh hưởng khi tiến vào tiên giới, hoàn toàn không có hậu hoạn gì còn ta phải hao phí không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể một lần nữa tế luyện hoàn chỉnh bảo vật này thanh niên áo đen chăm chú nhìn chùm sáng rồi hé miệng phun ra một quyển sách tỏa ra vô số tia sáng màu vàng người buông thả tâm thần ra không cần chống cự nếu không xảy ra chuyện gì thì ta không bảo đảm đâu thanh niên miệng vừa nói tay vừa bấm pháp quyết rồi hướng ngón tay đến quyển sách điểm nhanh chỉ một lát sau hào quang bên ngoài cuốn sách sáng ngời rồi bay ra vô số kim triện văn khẽ lóe sáng rồi nhao nhao chui vào trong chùm sáng vây quanh tiểu thú rồi bắt đầu xoay tròn. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, quái thú đầu hưu lấy hai tay ôm đầu, mặt hiện lên vẻ thống khổ, nhất thời cảm thấy có vô số đồ vật hướng đến thần hồn mình ngang ngạnh chui vào, nhưng ngay lập tức nó hiểu được tác dụng của quyển sách cùng với nội dung đại khái của khế ước linh bộc. Quái thú khẽ nén cơn đau nhìn kỹ, trong lòng chợt thả lòng. Dựa theo khế ước đã nói, thân là linh bộc đương nhiên sẽ bị đem ra sai khiến, nhưng nếu trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng bản thân, chỉ cần trả một cái giá nhất định thì cũng không nhất thiết phải chấp hành, hơn nữa khế ước này cũng không có hiệu lực vĩnh viễn, trong đó có liệt kê ra một ít điều kiện giải trừ khế ước. Tuy rằng có hơi hà khắc nhưng cũng không phải một chút hy vọng cũng không có. Thấy vậy, quái thú trong lòng mừng thầm, thanh niên áo đen dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của quái thú, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thì cười nhan hiểm. Sau khi xem hết nội dung khế ước thấy không có vấn đề gì, hơn nữa so với tưởng tượng có phần tha hoa mái hơn dương lộc không trần trừ đem tâm thần phóng ra cùng lúc đó ánh sáng phía ngoài tiểu thú không chống cự nữa mà biến mất những kim triện văn lúc trước lóe sáng một cái rồi lập tức chui vào bản thể dương lộc run lên hai mắt nhắm chặt rồi thân hình ngã quỵ xuống lúc này thanh niên mới thủng thỉnh cuốn tay một cái ánh sáng khẽ động đem cuốn sách thu lại chùm sáng chứa tiểu thú bên trong lúc này mới khẽ động rồi bay về chui vào thân hình dương lộc không thấy bóng dáng không biết qua bao lâu quái thú mới run rẩy đứng lên cảm giác thần hồn trước và sau khi ký khí ước hoàn toàn giống nhau, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được một loại lực trói buộc lẫn trong đó. Xem ra cái này đúng lực khí ước của cuốn sách kia. Trong lòng nó khẽ than một tiếng rồi hướng tới phía thanh niên áo đen, cúi chào thật sâu. Thanh niên vẫn đứng thẳng ở chỗ ban đầu, trông như từ trước đến giờ không có nhúc nhích đi đâu. Tốt, người đã ký khí ước, đồ vật mà ta đáp ứng đương nhiên phải trao cho ngươi. Thanh niên nhàn nhạt nói, dứt lời, trước người dương lộc chấn động, từ trong hư không hiện ra một viên đan dược màu vàng rực rỡ, to cỡ quả trứng gà. Viên đan dược này nhìn như vật chết nhưng phía ngoài áng sáng bạc chói mắt, một ít tia sáng màu ngà bay lượn xung quanh, lại thêm một mùi hương không thể diễn tả tản mắt bay ra. Dương Lộc chỉ ngửi thoáng qua, lập tức cảm thấy thần hồn thư thái vô cùng, cả người cảm thấy lâng lâng, nó không nén nổi cảm giác vừa mừng vừa sợ. Đây là chân hồn đan, người có thể ăn vào bây giờ hoặc để sau này về tiên giới. Nếu ta là ngươi thì sẽ chọn cách sau đan dược này đương nhiên là có thể cải thiện thần hồn của ngươi nhưng đồng thời ngươi cũng sẽ bị lực lượng pháp tắc của giới này bài xích thực lực của ngươi sẽ bị ảnh hưởng lớn thanh niên áo đen từ từ giải thích vâng chủ nhân nếu thế tiểu nhân để dùng sau vậy như thế có thể giúp đỡ chủ nhân một ít dương lộc hơi do dự nhưng vẫn cung kính nói sau đó nó hé miệng phun ra một cái hộp gỗ đỏ tía tay khẽ điểm phía đan được rồi cẩn thận thu vào trong hộp tiếp theo ta tiến vào bí bảo tạm thời tính dưỡng một lúc Người ở bên ngoài trông coi đến khi ta xuất quan là được. Thanh niên áo đen khẽ gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn rồi không khách khí ra lệnh. "Vân, chủ nhân." Dương Lộc tuy trong lòng hoang mang nhưng vẫn cung kính đáp lời. Thân hình thanh niên bỗng uốn éo hóa thành quang cầu hướng tới phía trời cao nơi bình nhỏ đang lơ lảng bắn đi, quang cầu lóe lên rồi chui vào miệng bình không thấy bóng dáng. "Ầm, ừ, bên ngoài bình nhỏ, ánh hào quang thu lại, cảm giác như vật nặng quá ngàn cân, nhắm xuống phía dưới rơi xuống rồi chui vào trong bùn đất." tiến vào sâu trong lòng núi, ở đó nó mới khẽ lóe lên một cái rồi bất động. Thấy thế, Dương Lộc cũng không dám chậm trễ, một tay bấm pháp quyết, ánh sáng vàng khẽ hiện ra bên ngoài thân hình rồi cũng im lặng chui vào lòng đất. Nó mơ hồ xuất hiện ở gần bình nhỏ, nhìn quanh một cái rồi thần sắc bình ổn khoanh chân ngồi xuống. Phía trong không gian bình nhỏ, thân hình thanh niên áo đen hiện ra, hắn hơi dò xét xung quanh một lát, lúc trước nơi này xảy ra đại chiến nên không gian có hơi bừa bãi, hắn khẽ cau mày vung tay áo lên ngay tức khắc sương mù xung quanh cuồn cuồn biến hóa đem tất cả dấu vết tranh đấu lúc trước xóa sạch thanh niên lại vẫy tay một cái trên trời ánh sáng chấp chấp một đám mây bảy màu rực rỡ hiện ra chớp lên rồi bay vụt xuống vù vù đám mây hóa thành một cái bồ đoàn sáng lấp lánh rồi dừng lại ở gần đó thân hình thanh niên mờ dần rồi xuất hiện ở trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại bắt đầu đem thần niệm soi vào cơ thể hơi phiền phức đây Đầu tiên là bị vài tên ra hỏa rác si tộc tử bạo pháp bảo làm tổn thương một ít nguyên khí, sau lại bị pháp tắc chi lực trói buộc một hồi, xem ra bây giờ không có vài năm tính dưỡng thì thương thế không thể đỡ được. Chẳng qua lần này hạ giới, may mắn là tổ sư ngoài phù lục kia còn ban cho kiện động địa phỏng chế phẩm. Tuy nghe nói là chưa bằng một phần vạn uy năng của chính phẩm, nhưng cũng có thể rút ngắn thời gian tính dưỡng của ta xuống 10 lần. Thanh niên áo đen mở hai mắt, mặt tự đắc lẩm bẩm vài tiếng. Tiếp theo chỉ thấy hắn bấm pháp quyết, Miệng thì lẩm bẩm. Đột nhiên toàn bộ không gian rung động, hư không xung quanh ánh sáng nhộn nhạo rồi vô số ảo ảnh linh hoa dị thảo hiện ra, trong nháy mắt chúng lan ra khắp nơi, có vẻ như phân bố đến từng nơi trong không gian. Tiếng lẩm bẩm pháp quyết dừng lại, thanh niên đưa tay ra phía trước chụp một cái, ánh sáng màu xanh khẽ lóe lên, một cái ảo ảnh bình nhỏ lại xuất hiện trong tay rồi bị ném lên trời. Ảo ảnh bình như bắn lên trời, trong nháy mắt chui vào mây mù không thấy tăm hơi. Mưa đi thân hình bên ngoài thanh niên chợt lóe lên ánh sáng bạc, khuôn mặt hắn nghiêm túc dùng một ngón tay hướng lên trời điểm một cái rồi quát khẽ một tiếng. Một âm thanh vang lên, mây mù phía trên đan sen vào nhau, một ảo ảnh bình nhỏ to lớn hàng trăm trượng bỗng dưng hiện ra, quay một vòng rồi hướng miệng bình xuống dưới. Vù vù, từ trong miệng bình to lớn, thấp thoáng tuôn ra những tia nước lấp lánh màu xanh biếc, sau đó chúng đón gió rồi hóa thành một trời đầy nước như thủy triều ảo ạt rơi xuống. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, những linh hoa dị thảo kia sau khi được những tia nước rơi xuống, ngay lập tức lớn nhanh lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Trong nháy mắt, từng đóa hoa to như chén cơm xuất hiện, từng ảo ảnh linh thảo cũng tràn ngập khắp nơi. Hơn nữa những ảo ảnh linh hoa dị thảo này ngưng động như thực thể hơn hẳn trước kia. Thanh niên áo đen thấy thế không những không ngạc nhiên, ngược lại tay hắn lại bấm pháp quyết một hồi, linh hoa dị thảo xung quanh lại nhao nhao bay ra từng sợi khí xanh, ẩn chứa mùi thuốc nồng đường, chúng nhao nhao hướng đến phía thanh niên bay tới hắn hít sâu một hơi, lúc này từng luồng khí xanh đang bao bọc xung quanh, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Lúc này, ảo ảnh bình nhỏ phía trên mới phanh một tiếng, nổ toán loạn rồi biến mất. chương 2402, nhân tộc lại đoàn tụ. Nửa năm sau, ngay lúc Mạc Linh Thánh Thuyền xuất hiện ở trên bầu trời Thiên Uyên Thành, tất cả nhân yêu hai tộc trong thành đều sôi trào. Chẳng những tất cả các trưởng lão có liên quan của hai tộc đều cung kính ra khỏi chỗ ở đến trước thuyền bái kiến, mà còn đồng thời cũng báo tin cho Mạc Giản Ly Vốn đang tu luyện ở gần Thiên Nguyên Thành với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi Hàn Lập thoáng triệu kiến một ít tu sĩ hợp thể kỳ, để những tu sĩ nhân tộc đến từ Tiểu Linh Thiên ở trên thuyền tự lựa chọn ở lại hoặc rời đi, hắn bèn cùng với những tu sĩ tự nguyện ở lại chờ Mạc Giản Ly đến. Một ngày sau, khi Hàn Lập đang nói chuyện cùng Nam cung Uyển ở khoang thuyền thì một tiếng cười dài lanh lảnh từ đằng xa truyền đến, hắn lập tức đứng dậy cười nói: "Mạc huynh đến rồi, Uyển nhi" Nàng hãy ra ngoài cùng ta nghênh đón, đó chính là Mạc Giản Ly đạo hữu sao? Uyển Nhi vừa lúc muốn thấy phong thái người này như thế nào. Mấy ngày này, Nam Cung Uyển đương nhiên đã biết một chút chuyện của vị đại thừa nhân tộc này từ miệng Hàn Lập, vừa cười vừa nói. Hàn Lập cười ha ha, tay áo rung lên, một đoàn ánh sáng xanh bay ra, cuốn lấy mình cùng những người bên cạnh rồi hóa thành một đạo độn quang màu xanh phi ra. Một lát sau, độn quang lóe lên dừng lại trước bong thuyền, Hàn Lập sóng vai đứng cùng Nam Cung Uyển, nhìn ra phía xa. Chỉ nghe tiếng cười từ đằng xa vẫn truyền lại, một đạo cầu vòng trắng chợt chớp lên rồi hiện ra, bằng tốc độ khó tưởng tượng nổi lao tới, chỉ sau vài cái chớp động đã mơ hồ xuất hiện ở phía trên không thánh thuyền. Hàn lão đệ, đã nhiều ngày không gặp, dạo này vẫn tốt chứ? Trên không trung, đạo cầu vòng trắng xoay một vòng, độn quang thu lại, hiện ra hình ảnh một lão giả tinh thần quắc thước, ánh mắt sau khi quét qua Hàn lập liền cười tủm tỉm nói: "Đa tạ mạc huynh đã quan tâm." Tiểu đệ lần này xuất ngoại không lâu lắm nhưng cuối cùng cũng đã đạt được tâm nguyện bấy lâu nay, tìm được bạn lữ song tu của đệ ở nhân giới. Uyển Nhi, mau tới bái kiến Mạc Huynh, Hàn Lập vừa chắp tay về phía không trung, vừa mang theo thần sắc tươi cười giới thiệu. Sao, vị tiên tử này chính là đệ muội ư? Mạc Giản Ly nghe vậy có chút kinh ngạc, Nam Cung Uyển bái kiến Mạc Tiền Bối, thiếp thân tuy rằng bị nhốt ở tiểu linh thiên, nhưng sự tình có liên quan đến tiền bối đã được phu quân nói qua vài lần nhân tộc được một tay tiền bối gánh vác trèo trống, điều này thực sự khiến thiếp thân cực kỳ khâm phục. Nam Cung Uyển chỉnh tề quần áo tiến lên thi lễ, cung kính nói. Nam Cung tiên tử khách khí rồi, mau mau đứng lên đi, lão phu cùng hàn đạo Hữu cũng coi như bạn tri kỷ, không cần phải khách sáo kiểu này. Sau này, ta và ngươi chỉ cần xưng hô ngang hàng là được, nếu không chê cứ gọi ta một tiếng Mạc Huynh đi. Mạc Giản Ly dò xét từ trên xuống dưới Nam Cung Uyển một lần, vẻ mặt tươi cười nói. Nam Cung Uyển cười duyên, đã biết đối phương và phu quân của mình có giao tình không tệ, nên cũng không khách sao gọi một tiếng Mạc Huynh. Mạc Giản Ly nghe vậy vui vẻ ra mặt, sau khi suy nghĩ một thoáng liền lấy ra một hộp ngọc màu bạc từ trong người, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nếu đã gọi ta một tiếng, Mạc Huynh, lần đầu gặp nhau, Huynh trưởng tất nhiên không thể tay không được. Ta vừa khéo mới lấy được một bộ huyền nữ toái âm châm gồm 108 cây có chút huyền diệu, cũng có thể xem là bảo vật đỉnh giai hiếm có, nay tặng cho muội làm lễ vật vậy. Nam Cung Huyền cũng là người có kiến thức rộng rãi, vừa nghe lời nói của lão giả, trong lòng đã biết bộ huyền nữ toái âm châm này chắc chắn không thể xem thường. Sau khi cảm ơn một tiếng, mới tiến lên phía trước đưa hai tay tiếp nhận hộp bạc, đồng thời mở nắp hộp ra xem xét ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong hộp bầy hơn trăm cây châm nhỏ màu đen, dài vài tấc, mỗi một cây nhìn rất nhỏ nhưng mặt ngoài lại ánh sáng lấp lánh, đồng thời còn một chút khí lạnh thoát ra, sau khi thần niệm của nàng hơi tiếp xúc lập tức cảm thấy như bị đông cứng lại. Nam Cung Uyển kinh ngạc, biết rằng bộ bảo vật này thật sự còn chân quý hơn cả tưởng tượng sau khi mừng rỡ cảm ơn vài tiếng mới cẩn thận cất khí hộp bạc hàn lập ở bên cạnh chỉ tươi cười nhìn mọi việc không hề có ý định để nam cung uyển từ chối lễ vật của mạc giản ly mạc huynh ta và huynh vào bên trong nói chuyện một chút đi lần này đệ xuất ngoại đi tới huyến thiên đại lục biết thêm được rất nhiều đồ vật hơn nữa còn có hai tin tức một tốt một xấu muốn bàn bạc với huynh một tiếng Hàn Lập sau khi nói vài câu khách sáo với Mạc Giản Ly, sắc mặt nghiêm lại, nói. Một tin tốt và một tin xấu ư, Mạc Mỗ thật muốn nghe qua một lần. Mạc Giản Ly hơi dùng mình nhưng trên mặt không có biến đổi nhiều, gật đầu đáp ứng. Mạc Huynh, mời, Hàn Lập quay người, cùng với Nam Cung Uyển và Mạc Giản Ly trở về đại sảnh trong khoang thuyền. Ba người vừa mới ngồi xuống, Mạc Giản Ly đã ngay lập tức hỏi. Bây giờ Hàn Đệ có thể nói cho ta biết được rồi, một tin tức tốt, một tin xấu kia là gì vậy? tất nhiên là sẽ nói cho huynh nhưng không biết huynh muốn nghe tin nào trước hay là nghe tin xấu trước đi hàn lập mỉm cười hỏi lại một câu để cho tâm trạng phấn khởi tất nhiên là nghe tin tốt trước đi tin xấu cho dù có ảnh hưởng thì đã có tin tốt trước đó bù lại ít ra cũng được cao hứng trong chốc lát mạc giản ly cười khổ một tiếng trả lời nếu đã như vậy hàn mỗ sẽ nói thật ra lần này đệ ly khai khỏi tộc trừ việc muốn tìm huyền nhi bị nhốt ở tiểu linh thiên về còn có một chuyện khác, đó chính là muốn cứu trợ một đạo hữu nhân tộc bị nhốt ở huyết thiên đại lục đã nhiều năm. Tin tốt ở đây chính là đệ không những đã giúp vị đạo hữu kia thoát khốn, mà không lâu trước, vị đạo hữu này cũng nhờ một phen cơ duyên đã tiến giai đại thừa kỳ. Hàn Lập vừa cười vừa nói, thật sao, nhân tộc chúng ta lại xuất hiện thêm một tu sĩ đại thừa. Hàn Lão Đệ, người đừng có lừa gạt ta đấy. Mạc Giản Ly đang ngồi ổn định trên ghế bỗng đứng phát dậy, vừa mừng vừa sợ hỏi. Ha ha, vị đạo hữu kia là chính tay đệ tử cứu ra, làm sao có thể dối gạt huynh. Chẳng qua bị đạo hữu này vừa mới tiến dai, căn cơ còn chưa vững chắc, hơn nữa còn một chút duyên cớ đặc thù, nên phải ở lại huyết thiên thêm vài năm, sau đó mới có thể trở về trong tộc được. Ha ha, nhân tộc đã có nhiều thêm một tu sĩ đại thừa thì quay về muộn một chút cũng không sao. Mà ta có biết tôn tính đại danh của đạo hữu này không? Mạc giản ly cười thoải mái, sau đó chợt nhớ tới điều gì hỏi lại. Vị đạo hữu này, không, phải nói là vị tiên tử này, vào thời điểm ly khai tộc cũng đã là cảnh giới hợp thể, tên là băng phách, Mạc huynh chắc cũng đã nghe qua. Hàn lập sau khi suy nghĩ một lát, chậm rãi nói. Băng phách, băng phách tiên tử, người này ta có một chút ấn tượng, nàng cũng là một tu sĩ phi thăng, năm đó khi tiến dài đến cảnh giới hợp thể, ta đã từng nghe ngao khiếu đàm luận qua một lần. Không nghĩ tới sau nhiều năm không gặp, băng phách đạo hữu cũng đã tiến đến bước này. Mạc giản ly sau khi suy nghĩ một chút, thoáng giật mình nói đúng vậy băng phách đạo hữu cùng đệ trước đây cũng có một chút quan hệ khá sâu xa việc nàng tiến giai đến đại thừa kỳ cũng thật sự bất ngờ nhưng việc này đối với tộc ta mà nói lại là một chuyện hết sức đáng mừng hàn lập cười nói chính xác lịch sử nhân tộc chúng ta chưa bao giờ đồng thời xuất hiện hơn ba tu sĩ đại thừa hơn nữa hàn lão đệ vốn lại là đỉnh giai cường giả trong tầng lớp đại thừa thần thông to lớn có thể chống lại vài đại thừa khác phây công mà không có chút vấn đề nào với thực lực này nhân tộc chúng ta có thể bắt đầu quang minh chính đại khuếch trương thế lực, mở rộng lãnh thổ xưng bá một phương. Mạc Giản Ly tỏ vẻ mừng rỡ, hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Mở rộng lãnh địa ư, hiện tại không phải là thời cơ tốt cho việc này. Khóe mắt Hàn Lập nhảy lên, vẻ mặt nghiêm trọng hơn vài phần. Hả, có chuyện gì thế, với thực lực tộc ta bây giờ, dạ xoa tộc, một tộc cùng các dị tộc khác căn bản không chịu nổi một đòn, để còn băn khoăn chuyện gì. Mạc Giản Ly kinh ngạc, nhướng mày hỏi. Chuyện này kể ra thì có liên quan đến tin tức xấu còn lại. Hàn Lập chậm rãi nói, tin tức xấu, đúng rồi, vừa rồi huynh cao hứng quá, còn chưa nghe được tin xấu là gì. Đây thực sự là chuyện nghiêm trọng sao? Trong lòng Mạc Giản Ly hơi nhảy lên, đâu chỉ là nghiêm trọng, chỉ sợ nếu sơ sẩy một chút, có thể khiến nhân tộc chúng ta lâm vào cảnh diệt phong. Lần này đến lượt Hàn Lập cười khổ, cái gì, chuyện xấu đến như vậy sao? Hàn đệ, mau mau nói đi, sắc mặt Mạc Giản Ly đại biến chuyện này chính đệ cũng không thấy trực tiếp phần lớn là do hách liên thương minh thông báo nhưng có thể chắc chắn vào lúc đệ rời khỏi huyết thiên tin tức này khiến cho toàn bộ đại lục hoang mang cực độ mà chuyện này lại liên lụy đến thực hư chuyện một gã chân tiên hàng lâm bởi vì đây là vấn đề trọng đại hàn lập cũng không giấu giếm chút nào nói hết tin tức về chuyện huyết tế cùng sự việc liên quan đến hung ma chân tiên kia từ đầu tới cuối đệ đã tạm thời đáp ứng đề nghị liên thủ của minh tôn nếu thật sự có cơ hội chấn áp tên chân tiên kia sợ rằng đệ cũng phải ra tay một lần dù sao nếu đối phương thực sự tìm đến chỉ với thực lực của nhân tộc chúng ta thật sự rất khó để đối phó với một gã chân tiên mạc huynh hiểu rộng biết nhiều huynh có ý kiến nào khác không sau khi nói hết thời gian cạn một chén trà hàn lập mang vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lão giả bên cạnh chân tiên xuất hiện tại linh giới chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi vấn đề quá sức trọng đại rồi đệ để ta suy nghĩ thêm một chút sẽ trả lời mạc giản ly từ trước đã sớm trợn mắt há hốc mồm sau khi cân nhắc một lúc mới hít sâu một hơi nói việc này là đương nhiên mạc huynh cứ suy tính thêm một chút uyển nhi kêu người mang thêm một ít linh trà đến đây hàn lập quay đầu nói với nam cung uyển phu quân uyển nhi sẽ tự mình đi pha linh trà chỉ có ở tiểu linh thiên để mạc huynh nếm thử vừa rồi nam cung uyển chỉ lặng lặng ở bên mỉm cười không nói gì vừa nghe hàn lập nói liền đứng dậy dịu dàng nói cũng được hàn lập ung dung gật đầu vì thế sau khi Nam Cung Uyển hơi thi lễ với Mạc Giản Ly liền thướt tha rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, một hũ linh trà giống như hổ phách được một vòng tròn trắng noãn như ngọc dâng lên, đưa tới đại sảnh. Nam Cung Uyển tự mình rót trà cho Hàn Lập và Mạc Giản Ly, mỗi người một ly, sau đó cười duyên trở lại chỗ ngồi. Lúc này, Mạc Giản Ly dường như nghĩ đến chuyện gì, cuối cùng vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Hàn Đệ, vừa rồi ta nghĩ lại, cảm thấy còn có một chuyện không rõ, không biết để cũng đã biết, hay là Hách Liên Thương Minh đã đề cập qua với đệ hay không? Chuyện gì vậy? Mạc huynh cứ nói. Hàn Lập thần sắc khẽ động, trả lời: "Chương 2403, lập kế hoạch, nếu như đã có thể khẳng định đối phương là tiên nhân hạ thế thì tại sao hắn lại đến linh giới? Phải biết rằng giới diện của chúng ta đã mất đi liên hệ với tiên giới từ lâu, đối phương dùng thân thể tiên nhân mạnh mẽ hàng lâm, không những phải chịu áp chế bởi lực pháp tắc của giới diện, mà cũng không biết hắn phải trả một cái giá lớn như thế nào mới làm được chuyện này." còn nếu nói đối phương vì vô tình mà rơi xuống dưới này ta thật có vài phần khó tin lão già hít sâu một hơi nói điều này thật không quá rõ ràng để cũng không nhận được tin tức kiểu như vậy từ phía hách liên thương minh ngoại trừ những đạo hữu đã vẫn lạc và các sinh linh dị tộc bị huyết tế dưới tay hắn dường như đến giờ vẫn chưa có người nào tiếp xúc được với đối phương càng không nói đến chuyện dò xét mục đích hạ giới của hắn hàn lập lắc nhẹ đầu nói nếu ta là chủ sự thương minh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tra rõ chuyện này. Mạc Giản Ly sờ sờ tròm dâu, cười hắc hắc, lời này của Mạc Huynh rất có lý. Tốt, đệ sẽ ngay lập tức chuyển lời cho Minh Tôn Đạo Hiếu, để xem lão có cách nào thực hiện việc này không. Chẳng qua, đệ nghĩ cơ hội cũng không quá lớn. Hàn Lập gật đầu đưa ra ý kiến, dù cơ hội có ít đi nữa thì cũng phải tranh thủ một chút. Chúng ta chỉ cần làm rõ mục đích đối phương hạ giới, ắt có nhiều khả năng nắm giữ được nhược điểm của đối phương, không cần biết là cùng đối phương tranh đấu hay đàm phán, đều có thể lợi dụng được. Mạc Giản Ly thận trọng nói, trừ chuyện này ra, Mạc Huynh còn nghĩ đến đề nghị nào khác không? Hàn Lập hỏi ngược lại lão giả một câu, lão phu vừa rồi nghe Hàn lão đệ nói, người có quen biết hai vị đạo hiếu có thù hận với vị chân tiên này, bọn họ cũng đã bị đối phương liên tục truy sát đến tận lôi minh đại lục, sau đó không rõ tung tích. Chuyện này có phải là thật hay không? Mạc Giản Ly suy nghĩ một chút, lại hỏi đây là việc chính miệng minh tôn đạo hữu thông báo nhiều khả năng là không sai mà hai người để quen biết này đều không phải nhân tộc một người là hảo hữu trí giao người còn lại là địch hay bạn còn chưa rõ hàn lập khẽ cười một tiếng trả lời nếu như vậy tốt nhất hàn lão đệ hãy nghĩ biện pháp liên lạc với hai người này tuy rằng không biết tại sao họ lại kết thù hận với vị chân tiên kia nhưng nếu có thể nắm giữ hành tung của họ tộc ta cũng có thể nắm được chút chủ động mạc giản ly chậm rãi nói ý của mạc huynh là vào thời điểm tất yếu sẽ để bọn họ làm mồi nhử sao hàn lập nhướng mày nếu tên chân tiên kia thật sự đuổi theo bọn họ đến phong nguyên đại lục hai người kia còn có thể tránh đi đâu nữa cho dù là để bảo vệ tính mạng hay là dẫn dụ đối phương tới nơi nào khác hai người họ sợ rằng không thể không làm mồi dụ minh tôn đạo hữu bên hách liên thương minh chắc hẳn cũng có cách nghĩ như thế cho nên mới báo rõ cho đệ chuyện này mạc giản ly cười lạnh một tiếng nói mồi nhử đúng rồi hình như hai người đó tại huyết thiên đã từng làm qua một lần, không rõ có thể làm lại lần nữa không, chuyện này đến lúc đó cần phải thương lượng kỹ một chút. Chẳng qua nếu bọn họ thật sự cầu đến sự che chở của nhân yêu hai tộc thì vô luận về tình hay về lý, hai người đó cũng sẽ tự nguyện phối hợp hành động với chúng ta. Nhưng bây giờ muốn liên lạc với bọn họ lại không phải là chuyện dễ dàng, chờ sau khi đệ trở về sẽ lập tức phân phó môn hạ đi làm chuyện này. Hàn lập sau khi trầm ngâm một lúc lâu, mới gật gật đầu nói nếu hai vị đạo hữu này nguyện ý phối hợp hành động đương nhiên sẽ là chuyện rất tốt còn chuyện tên chân tiên kia có mắc bẫy hay không hàn lão đệ cũng không cần lo lắng đối phương dám làm ra sự việc lớn mật huyết tế hàng triệu sinh linh với hành động không kiêng nể chuyện gì của hắn ta có thể thấy hắn căn bản không để tu tiên giả hạ giới vào mắt cho dù biết là bẫy đối phương cũng sẽ không thèm để ý mà đi vào hy vọng chuyến đi này của vị chân tiên kia sẽ không cần tới phong nguyên đại lục cho dù chúng ta liên thủ đánh thắng hắn thì nhiều khả năng cũng khiến cho cả đại lục bị một phen gió tay mưa máu, các tộc không biết phải trả giá lớn đến mức nào. Đối phương dù sao cũng là một gã chân tiên hàng thật giá thật. Mạc giản ly cười khổ một tiếng nói, với thần thông sâu không lường được của tên chân tiên đó, mưu kế này thật sự không có nhiều chỗ dùng, hy vọng sẽ không đi đến kết cục kia. Hàn lập trầm mặc một lát rồi cũng than thở một tiếng đồng ý nói. Ừ, nói chung việc liên thủ của Hàn lão đệ là không có gì sai bằng không với thực lực của các tộc đều vô phương ứng phó nổi tên chân tiên này đáng tiếc thực lực lão phu chỉ đứng trong hàng đại thừa thông thường không thể giúp đỡ gì nhiều nhưng mà đệ yên tâm lần này trở về cứ an tâm tu luyện nâng cao thực lực trong thời gian này tất cả sự tình trong tộc đều giao cho lão phu làm đi ta sẽ tranh thủ thời gian tập trung nhân khẩu ở các thành lớn tạm thời sơ tán hơn nửa tộc nhân đến một số nơi hẻo lánh trốn đi như vậy cho dù sự tình có thực sự ảnh hưởng đến nhân tộc chúng ta thì cũng có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Ngoài ra, ta sẽ bố trí thêm một ít cấm chế lợi hại bổ sung vào đại trận của thành này để phòng ngừa mọi sự bất ngờ. Mạc Giản Ly trước là lộ ra vài phần hổ thẹt, sau lại nghiêm mặt nói: "Lời nói của Mạc huynh rất đúng đắn, vậy cứ sắp xếp mọi chuyện theo như lời huynh đi. Để cũng không ở lại đây lâu, ngày mai sẽ trở về Thanh Nguyên Cung." Hàn Lập trầm ngâm một thoáng rồi vui vẻ đồng ý, vì thế sau đó hai người ở đại sảnh nói chuyện hơn nửa canh giờ, Mạc Giản Ly cuối cùng mới đứng dậy cáo từ. Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển đích thân tiến vị đại thừa nhân tộc này đến bong thuyền, rồi lại thấy lão giả hóa thành một đạo cầu vồng trắng phá không bay về phía xa. Phu quân, sau khi trở về chàng lại muốn bế quan lần nữa sao? Nam Cung Uyển đợi đến lúc đạo cầu vồng trắng biến mất vô tung vô ảnh phía chân trời, cuối cùng không nhịn được quay về phía Hàn Lập hỏi. Ta thật sự là có ý đó. Lần này xuất ngoại ta nhận được vài loại bí thuật huyền diệu, tuy rằng trong thời gian ngắn không thể hiểu hết toàn bộ, nhưng vẫn có thể lĩnh ngộ thêm phần nào, đến lúc đó không chừng lại có tác dụng lớn. Hàn lập một tay sờ cằm, trầm ngâm nói, phu quân nghĩ thế là đúng rồi, chỉ là thiếp không nghĩ tới, vừa mới trở về trong tộc thì toàn bộ nhân tộc lại gặp phải đại kiếp nạn này, hạng người tu luyện như chúng ta muốn đi tiếp một bước cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nam Cung Uyển lông mày ánh mắt khẽ chấp, khuôn mặt có vài phần phiền muộn. Uyển nhi, nàng nghĩ quá nhiều rồi. Tu tiên giả chúng ta tu luyện đã là một việc nghịch thiên rồi, cho dù gặp trắc trở cũng là việc bình thường, chỉ cần phá rào cản đi ra là được. Hắc hắc, đấu với người thì có gì thú vị chứ, đấu với trời mới có ý nghĩa. Hàn lập nghe được lời này lại cười ha hả, tay áo rung lên rồi xoay người đi về phía khoang thuyền. Nam Cung Uyển thấy bộ dáng hàn lập như vậy, đầu tiên là ngơ ngác, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, cước bộ cũng nhẹ nhàng đi qua. Ngày thứ hai, Mạc Linh Thánh thuyền đang yên lặng trôi nổi trên bầu trời Thiên Uyên Thành, bỗng phát ra một tiếng ầm vang, phá không bay đi. Hai tháng sau, trước Thanh Nguyên Cung, Vô Nhai Hải, Nguyên Hợp Đảo, Mạc Linh Thánh thuyền từ từ hạ xuống. Trên quảng trường cực lớn phía dưới vang lên tiếng hô rung trời. Hơn vạn tu sĩ nhân yêu hai tộc, tất cả đều đang bái lạy trên mặt đá xanh, cung nghinh vị tổ sư Hàn Lập trở về. Thuyền lớn vụt qua đám người phía dưới, Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển sóng vai đi xuống, Đi phía sau là đám người Hoa Thạch lão tổ và Chu Quả Nhi. Cung Ninh lão tổ trở về, thanh âm của hơn vạn người ân cần thăm hỏi vang lên, vùng trời trên quảng trời nổ vang không ngừng, mỗi người đều mang vẻ mặt cung kính. Hàn Lập gật gật đầu, không nói gì thêm đi nhanh tới cửa chính Thanh Nguyên Cung, thần sắc Nam Cung huyền bên cạnh không xuất hiện dị sắc gì, nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên. Lúc trước tuy nghe Hàn Lập nói rằng mình ở nhân tộc đã thành lập một mảnh cơ nghiệp, nhưng không hề nghĩ đến quy mô khổng lồ cùng một lượng lớn môn nhân đệ tử như thế này. Dù sao, nàng thấy phu quân mình mới tiến giai đại thừa không lâu, cho dù được tộc nhân ủng hộ, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước Thanh Nguyên Cung, đệ tử thân truyền Hải Đại thiếu đang cung kính khoang tay đứng, thấy Hàn Lập đến gần, lập tức tiến lên một bước, khom người ân cần thăm hỏi. "Đồ nhi bái kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ trở về cung." "Ừ, đây là sư nương Nam cung Uyển của ngươi, tới ra mắt một chút đi." Vẻ mặt Hàn Lập không hề biểu cảm gật đầu một cái rồi dùng ngón tay chỉ sang thiếu nữ áo trắng bên cạnh nói. Nguyệt Thiên bái kiến sư nương, cuối cùng sư phụ cũng đón được sư nương trở về. Hải đại thiếu đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức mừng rõ hướng về phía nam cung uyển hành đại lễ gặp mặt. Đứng lên đi, ngươi chính là cổ Nguyệt Thiên, ta đã nghe sư phụ của người nói qua. Quả nhiên là có phần tuấn tú lịch sự, nam cung uyển dò xét cổ Nguyệt Thiên từ cao xuống thấp vài lần, cười khẽ nói. Đa tạ sư nương tán thưởng, hải đại thiếu nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Hư, hắn chỉ là một cái túi da có phần đẹp mắt thôi, nếu có được 3% chỉ tu luyện của khí linh tử thì tu vi cũng không thấp đến mức này. Hàn lập lại sầm nét mặt nói, bình thường đệ tử đã tu luyện hết sức, nhưng làm sao có thể so cùng với đại sư huynh vốn điên cuồng luyện công chứ. Hải đại thiếu vừa nghe thế, bộ dáng tươi cười nhanh chóng thu lại, nhưng vẫn thầm nói bằng một thanh âm không thể nghe thấy. Nam Cung Uyển thấy cảnh này không nén nổi cười duyên một cái, hàn lập tuy rằng cũng nghe thấy nhưng lại không để ý chỉ chừng mắt nhìn một cái liền mang những người khác đi vào trong lúc này trên quảng trường môn nhân đệ tử mới lần lượt đứng dậy chỉnh tề lạ thường rời khỏi quảng trường nhưng với sự việc thanh nguyên cung có thêm một nữ chủ nhân bọn họ đương nhiên bàn luận rất rôm rả lúc này hàn lập ở trong đại điện thanh nguyên cung ngồi trên vị trí chủ sự sau khi an bài những tu sĩ ở tiểu linh thiên mới nhàn nhạt hỏi hải đại thiếu một câu ngân nguyệt sư cô của ngươi tại sao lại không xuất hiện bẩm sư tôn ngân nguyệt sư cô từ khi sư tôn rời đi không lâu thì bắt đầu bế quan tu luyện hiện tại đã tới thời điểm mấu chốt nên mới không thể lập tức xuất quan tới gặp sư phụ hải đại thiếu ngó trộm nam cung uyển đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hàn lập một cái vẻ mặt có chút khác thường trả lời a à, ngân nguyệt muội muội đang còn bế quan sao thật là quá đáng tiếc ta vốn muốn gặp gỡ nàng ấy một phen cùng bàn về một chút sự tình năm đó ở nhân giới chẳng qua nếu muội muội vẫn ở trong cung thì chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt không cần nóng vội. Nguyệt Thiên, chờ Ngân Nguyệt Sư cô ngươi xuất quan, ngươi lập tức thông báo cho ta một tiếng. Nam Cung Uyển mỉm cười, phân phó nói. Vâng, Sư Nương, đệ tử nhớ rồi, hải đại thiếu vụng trộm lè lưỡi, trên mặt lại nghiêm trang trả lời nhưng đôi mắt không ngừng xoay tròn, đã trực tiếp lộ tâm tư của hắn ra vài phần. Hàn Lập gặp tình cảnh này, vừa bực mình vừa buồn cười, trợn mắt nhìn rồi khoát tay để hắn lui ra. Chương 2404, phòng ngừa chu đáo, Thời gian sau đó, Hàn Lập mang theo Nam Cung Uyển đi khắp tất cả điện phủ lầu các tại Thanh Nguyên Cung, để nàng tùy ý chọn một gian thiên điện làm chỗ ở và nơi tu luyện. Tuy nhiên, sau khi Nam Cung Uyển nhìn qua tàng kinh các và vạn bảo khố ở Thanh Nguyên Cung, nàng vẫn bị vô số các loại bí thuật điển tịch cùng pháp khí, tài liệu, đan dược được cất giấu bên trong làm cho kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Bằng vào kỳ ngộ của Hàn Lập mấy năm qua, cộng thêm việc chém giết những địch thủ đại thừa mà thu hoạch được, thân gia của hắn rất phong phú chỉ sợ cả linh giới cũng không có mấy người có thể so sánh. Nhiều bảo vật như vậy, tự nhiên vượt quá xa tiểu Linh Thiên mà Nam Cung Uyển có thể tưởng tượng. Hàn Lập mỉm cười, để Nam Cung Uyển tỉ mỉ chọn lựa mấy thứ phòng thân bí bảo, sau khi lấy ra vài loại đan dược rồi đem lệnh bài cấm chế hai nơi giao lại cho nàng, để nàng có thể tự động ra vào hai nơi trọng địa này bất cứ khi nào cần. Nam Cung Uyển thấy vậy, đương nhiên là cao hứng dị thường, không khách khí mà nhận lấy toàn bộ. Thời gian còn lại hàn lập triệu kiến một số chấp sự thanh nguyên cung xử lý vài việc quan trọng nhất trong cung sau khi phái ra một số nhân thủ đi tìm băng phượng hàn lập liền cùng nam cung uyển đi thăm thú khắp nguyên hợp đảo và hơn phân nửa vô nhai hải hai người ở bên nhau trong khoảng một tháng giống như cặp vợ chồng son bên nhau như hình với bóng vô cùng thân thiết quả thực hưởng thụ cá nước thân mật một phen nhưng khi hai người lần nữa trở lại thanh nguyên cung cả hai đều một trước một sau bắt đầu bế quan tất cả mọi chuyện trên đảo vẫn giao cho hải đại thiếu xử lý lúc này hàn lập đang ngồi xếp bằng trong một gian mật thất bị tầng tầng cấm chế bảo hộ trước người có ba khối đồ vật khác nhau trôi nổi lơ lửng trên không tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt, nhạt một trang sách ánh vàng rực rỡ cùng hai khối ngọc giản màu đỏ và bạc những vật này đúng là thu hoạch bất ngờ của hắn trong lần xuất ngoại này trên đó phân biệt ghi ra hai loại bí thuật tiên giới ngũ tạng đoàn nguyên công nguyên cương cháo và một môn bí thuật tinh luyện lôi lực hàn lập liếc mắt nhìn qua ba vật này đầu tiên nhướng mày nhìn trang sách màu vàng một chút nhất thời vật đó khẽ run lên rồi biến thành một đoàn sáng màu vàng bay vào trong tay áo. Trong trang kim khuyết ngọc thư này tuy ghi lại bí thuật ngũ tạng đoàn nguyên công vô cùng huyền diệu, nếu luyện thành có thể giúp thực lực tăng vọt, nhưng việc tu luyện rất chậm chạp, khiến cho người ta chố mắt líu lưỡi, lúc này không thể chậm rãi tìm hiểu, chỉ có thể để lại xem xét sau. Về phần nguyên cương cháo và bí thuật tinh luyện lôi lực còn lại, Hàn Lập lại hơi suy nghĩ một chút, tay áo run lên, một luồng ánh sáng mờ chợt lóe, khối ngọc giản màu bạc nhạt kia cũng biến mất. Nguyên cương cháo này là bí thuật tiên giới, chỉ dùng kim triện văn viết thành, nội dung tối nghĩa khó hiểu dị thường, để tìm hiểu thấu triệt cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, hiện tại không phải là lựa chọn thích hợp để tu luyện. Nói như thế, cuối cùng chỉ còn lại bí thuật tinh luyện lôi lực mà thôi. Hàn lập ngẩng đầu nhìn lên ngọc giản màu đỏ máu trước mặt, trong lòng cân nhắc. Bí thuật này trên đường đi hắn cũng đã tìm hiểu 89 phần 10, 10, phần còn lại hẳn là chỉ cần thời gian khoảng một tháng cũng đủ để lĩnh ngộ hoàn toàn với tình hình hắn đã có tịch tà thần lôi, quá trình tinh luyện cũng không mất quá nhiều thời gian. Mà ngược lại, môn bí thuật này kết hợp với tế lôi thuật hắn đã nắm giữ khiến cho uy lực to lớn vượt xa tưởng tượng, chắc chắn sẽ đủ làm cho đối thủ một bất ngờ lớn. Hàn lập hơi suy nghĩ một chút, sau đó không trần trừ gì nữa, ngón tay điểm tới ngọc giản một cái. Lập tức vật ấy hơi mở đi, sau đó yên lặng rơi vào trong tay, hắn liền dán lên chán. Một lát sau, Hàn lập nhắm hai mắt lại, thân hình không nhúc nhích, Giống như một pho tượng gỗ. Hai tháng sau đó, Ngọc Giản trên trán Hàn Lập đã sớm không còn thấy bóng dáng, ngược lại, bên ngoài thân hình hắn tiếng nổ vang rung trời, từng tia sét vàng rực rỡ lượn lờ bay ra, tụ lại trước người thành một quả cầu lôi điện màu vàng, nó không ngừng to lên, trong khoảng khắc đã biến lớn như cái chậu rửa mặt. Phốc, Hàn Lập đột nhiên tay niệm pháp quyết, há mồm phun ra một đoàn linh diễm màu bạc. Linh diễm này bay quanh quả cầu lôi điện một vòng rồi biến thành biển lửa rào rạt vây lại. Quả cầu lôi điện trong biển lửa phát ra từng tiếng nổ vang trầm thấp, bay lượn không ngừng, ký hiệu màu vàng trên bề mặt bắt đầu lấp lóe không ngừng, mơ hồ xuất hiện một tia màu tím vàng, tựa hồ bắt đầu biến đổi thần bí dị thường nào đó. Cùng lúc này, trong lòng núi thuộc một ngọn núi nhỏ khác ở Lôi Minh đại lục, hai mắt chân linh Dương Lộc vẫn nhắm nghiền, ngồi xếp bằng bên cạnh bình nhỏ màu xanh cao vài tấc, dường như mấy tháng qua chưa hề động đậy chút nào. Bỗng nhiên bình nhỏ màu xanh khẽ run lên, bên ngoài phát ra những tia sáng màu xanh nhàn nhạt. nhạt đồng thời tản ra một tia không gian dao động. Thân sắc dương lộc khẽ động, hai mắt mở ra nhìn về phía bình nhỏ, thân hình lập tức đứng thẳng lên, khẽ khom người cực kỳ cung kính nói. Chúc mừng chủ nhân xuất quan, vừa dứt lời, ánh vàng chỗ miệng bình chợt lóe, một bóng người mơ hồ từ từ hiện ra trước mặt hắn, biến thành một gã thanh niên gầy yếu mặc áo bảo đen. Được, làm không tệ, thương thế của ta hiện tại đã hoàn toàn khỏi hẳn, bây giờ có thể rời đi được rồi mã lương liếc mắt một cái đánh giá tên linh bộc dương lộc mới thu này thản nhiên nói một câu vâng chủ nhân dương lộc đương nhiên không dám cãi lời lập tức cúi đầu đáp ứng mã lương gật gật đầu tay áo vung lên thu lại bình nhỏ màu xanh hắn đứng thẳng lên rồi phun ra một trận bàn cổ quái có hai màu đen trắng trận bàn này có hình bát giác bên ngoài có hai loại phù văn cổ quái trắng đen trải rộng khắp nơi thanh niên áo đen im lặng ném trận bàn ra phía trước người trận bàn lập tức hóa thành một luồng khí đen trắng biến hóa không ngừng giữa không trung, hóa thành một cổ kính, rồi trong chốc lát lại hóa thành một hỏa quyển, qua một hồi lại biến thành những đồ vật khác, giống như đang biến hóa không ngừng. Cánh tay thanh niên áo đen vừa động, một ngón tay từ từ điểm vật trước mắt một cái. Phốc, chỗ ngón tay tiếp xúc, lập tức khí màu trắng đen ngưng tụ lại, biến thành một viên tinh cầu lớn bằng nắm tay, nằm cố định bất động. Trong miệng thanh niên khẽ lẩm bẩm, ngón tay liên tục chuyển động, từng đạo pháp quyết đỏ như máu chợt lóe lên bắn ra, tất cả đều biến mất vào trong tinh cầu không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, mặt ngoài tinh cầu hiện lên một vầng sáng màu đỏ máu, một cái mặt quỷ đỏ sậm hiện ra, sau khi hướng về phía thanh niên cười giữ tợn một tiếng, liền quay đầu về một hướng khác gầm nhẹ. Nhưng một lát sau, mặt quỷ trượt phanh một tiếng, lóe lên rồi bỗng dưng nổ tung, hóa thành mấy mảnh nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Hừ, hai tên tiểu bối này chạy nhanh thật, xem ra đã chạy ra khỏi đại lục này rồi, nếu không thần ma ký phụ của ta đã không chỉ phản ứng như thế hướng kia là phong nguyên đại lục ư thanh niên áo đen đầu tiên hừ lạnh một tiếng sau khi liếc mắt nhìn phương hướng mặt quỷ gầm nhẹ lúc trước bèn quay sang dương lộc hỏi một câu khởi bẩm chủ nhân phong nguyên đại lục đúng là ở hướng đó dương lộc khi nhìn thấy mặt quỷ trong lòng dùng mình một cái lúc này miệng không lưỡng lự trả lời phong nguyên đại lục cũng tốt việc huyết tế đã xong cũng nên nhanh làm việc chính rồi lúc trước ở huyết thiên Lôi Minh thi triển qua bí thuật tìm kiếm cũng không phát hiện được chút phản ứng nào từ thần hồn tên phản đồ kia, xem ra phải đi đến đại lục cuối cùng ở giới này để dò xét một chút rồi. Thanh niên áo đen sờ sờ cầm, ánh mắt hơi chớp lên rồi hạ quyết tâm. Vị chân tiên này không trần trừ thêm nữa, há mồm khẽ hút tinh cầu đang hóa thành một luồng khí trắng đen vào trong bụng, sau đó phân phó. Mang ta đến truyền tống trận vượt đại lục gần nhất, ta muốn đến phong nguyên đại lục. Vâng, chủ nhân mời đi theo ta, dương lộc đương nhiên không dám chần trừ không người đáp ứng một tiếng tiếp theo hai người cùng nhau hóa thành hai đạo độn quang cầu vồng màu vàng nhạt từ trong lòng núi sông ra sau khi lượn một vòng trên không xác định phương hướng liền lao nhanh đi phong nguyên đại lục trên khoảng không một u cốc hẻo lánh lục rực sắc mặt khó coi dị thường đang nhìn bốn gã đại thừa trước mắt khí thức phát ra tựa hồ không thấp hơn mình băng phượng một thân áo trắng đứng bên cạnh trên mặt cũng có chút kinh ngạc sau khi lục rực bí mật mang theo nàng quay lại phong nguyên đại lục Hai người đã nhanh chóng tìm một chỗ không tầm thường, chuẩn bị bế quan nhằm khôi phục lại một chút chân nguyên, kết quả chỉ vừa mới qua hơn nửa năm đã bị những đại thừa xa lạ này tìm đến. Tuy rằng lục dược phản ứng cực nhanh nhưng vẫn bị ngăn lại tại đây. Bởi vì chỉ cần hơi dùng thần niệm quét ra phía xa có thể phát hiện ra, trước mắt tuy chỉ có bốn gã đại thừa này, nhưng xa xa bốn phương tám hướng lộ ra chấn động chằng chịt của các loại cấm chế. Rõ ràng giờ phút này hắn đã bị người ta dùng thủ đoạn bày ra đại hình cấm chế, cho dù độn thuật lục dực có kỳ diệu cũng đừng mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ đại trận chạy thoát. Các vị là ai? Sao lại dùng đến thủ bút lớn như vậy? Là cố ý tìm đến tại hạ sao? Trên mặt lục dực chợt lộ vẻ hung hăng, lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, đạo hữu không cần kinh hoàng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mời các hạ cùng vị tiên tử bên cạnh theo chúng ta một chuyến, có một số việc cần thương lượng mà thôi. Một lão giả có gương mặt tròn tròn, mỉm cười trả lời. Ta không muốn đi, khóe mắt lục rực giật giật, trên mặt lộ rõ nét dữ tợn. Chuyện này chỉ sợ không phải do đạo hữu quyết rồi, lão giả mặt tròn bình tĩnh nói. Ha ha, chỉ dựa vào bốn người các ngươi cùng một tòa pháp trận thì có thể bắt được ta sao? Chờ ta giết các ngươi, sau đó phá trận này là việc dễ như trở bàn tay. Sắc mặt lục rực cực kỳ lạnh lẽo, bỗng nhiên cười như điên. À, nếu có thêm tại hạ, lục rực đạo hữu có còn tự tin như vậy nữa không? một âm thanh già nua từ trên không truyền tới. Kẻ nào, lục rực cả kinh, nhất thời giơ tay lên, ánh mắt đảo qua phía trên. Chỉ thấy ở không trung hơn trăm trượng phía trên, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một lão giả tóc đỏ, trên người không phát ra một chút khí thức nào, đang dùng một ánh mắt cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Các hạ là, thần niệm lục rực vừa mới quét qua người đối phương, đồng tử không khỏi co rụt lại. Tại hạ là Minh Tôn, xin mời nhị vị đạo hữu đến bổn minh làm khách một phen. Minh Tôn đánh giá lục dục vài lần, sau đó khuôn mặt tươi cười nói. Trường 2405, đại kiếp nạn buông xuống. Minh Tôn, chính là vị Minh Tôn kia của hách liên thương minh, lục Dực trong lòng cả kinh, mở miệng thất thanh nói. Lấy uy danh của hách liên thương minh, tất nhiên là không có khả năng hắn chưa từng nghe thấy qua. Ha ha, không ngờ được rằng chút tên tuổi của lão phu vậy mà cũng truyền được đến tai đạo hiếu. Lục dược đạo hữu không cần lo lắng gì nhiều, sở dĩ lúc này bản minh phải dùng nhiều người đến mời như vậy cũng chỉ vì tên hung ma huyết tế long trời lở đất ở đại lục khác kia thôi còn về phần bản thân đạo hữu thì chúng ta tuyệt không có chút ác ý minh tôn mỉm cười nói hung ma kia đã đi tới phong nguyên đại lục lục rực nghe vậy sắc mặt đại biến cái này bản minh còn chưa phát hiện được ra nhưng mà lão phu cho rằng chuyện hắn xuất hiện ở phong nguyên cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi chắc đạo hữu cũng đã cảm nhận được một chút gì rồi nếu không thần sắc sẽ không thất thố như vậy Minh tôn thủng thỉnh nói, hư, Minh đạo hiếu tự thân xuất mã, xem ra ta không đáp ứng là không thể được rồi. Được, vậy ta sẽ đi cùng các người một chuyến. Chẳng qua đây vẫn đang là thời điểm mấu chốt để ta phục hồi chân nguyên. sắc mặt lục dược âm tình bất định, sau khi đảo mắt nhìn một lượt năm gã đại thừa, cuối cùng vẫn phải quyết định chịu nhường một chút, nhưng vẫn tranh thủ đưa ra được điều kiện của mình. Ha ha, cái này thì dễ bàn, bản minh cái khác thì không có, song một ít đan dược vẫn có thể cung ứng được chỉ cần lục dược đạo hữu theo chúng ta trở về, toàn bộ đan dược khôi phục chân nguyên của bản minh trên người ta đều sẽ cung cấp đủ. Vị tiên tử này chắc hẳn là băng phượng đạo hữu. Minh Tôn cười to vài tiếng, sau một lời đáp ứng, lại đột nhiên quay đầu hỏi băng phượng bên cạnh một câu. Không dám, vãn bối đúng là băng phượng, không hiểu sao mà tiền bối lại biết được vãn bối. Băng phượng nghe vậy ngơ ngác không dám chậm trễ ven áo thi lễ với lão giả. Băng phượng đạo hữu không cần quá khách khí, không lâu trước tại hà có gặp qua hàn đạo hiếu của nhân tộc chính miệng hắn đề cập đến tiên tử với ta cũng nhờ ta nếu thấy tiên tử thì có thể chiếu cố hơn một chút minh tôn hòa khí dị thường trả lời hàn huynh thiếp thân hiểu được vậy thì vãn bối đi cùng tiền bối làm khách của quý minh một lần vậy trên mặt băng phượng thoáng hiện lên vẻ vui mừng sau khi suy nghĩ một chút liền cung kính nói lục rực bên cạnh sau khi nghe đến tên hàn lập sắc mặt bỗng có vài phần khó coi vậy đa tả hai vị đạo hiếu trên đường đi minh mỗ cũng có chuyện muốn nói với hai vị. Minh Tôn thấy vậy liền mỉm cười, sau khi một tay bấm pháp quyết, lập tức làm cho không trung chấn động kịch liệt, một con thuyền lầu đồng đen dài hơn trăm trượng bỗng chốc xé rách hư không hiện ra. Đã đến lúc này, đương nhiên Lục rực cùng Băng Phượng không còn muốn đổi ý nữa, lập tức tất cả mọi người cùng bay lên trên tầng không đầy sương mù. Một tiếng nổ vang lên, thuyền lầu hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh phá không bay đi. Một tháng sau, hàn lập đang ở trong mật thất tại thanh nguyên cung tinh luyện tịch tà thần lôi đột nhiên thần sắc khẽ động một cái pháp quyết trong tay dừng lại ánh sáng trên thân chớp nhẹ một cái một cái phủ lục màu xanh từ trong tay áo bay ra sau khi quay một vòng trên không trung bỗng nhiên hóa thành một đoàn thanh văn trôi nổi giữa hư không sau khi hai mắt hàn lập đảo qua không khỏi khẽ nheo lại không ngờ nhanh như vậy mà đã tìm ra băng phượng cùng lục rực hành động của hách liên thương minh quả là nhanh chóng xem ra lần liên thủ này bọn họ cũng có vài phần nắm chắc lúc này ta không rảnh để phân thân, nhưng vẫn có chút chuyện phải phái người trực tiếp hỏi thăm một chút. Hàn lập khẽ lầm bẩm than thở một tiếng, sau đó tựa như lại nghĩ tới điều gì đó, bàn tay bấm pháp quyết, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Cùng lúc đó, trong một mật thất khác ở thiên điện trong thanh nguyên cung, hoa thạch lão tổ đang nhắm mắt tu luyện bỗng nghe thấy tiếng truyền âm của Hàn lập. Hắn cả kinh, ngưng thần lắng nghe rồi sau đó lập tức ly khai khỏi thiên điện. Nửa ngày sau, hoa thạch lão tổ cũng vội vàng rời khỏi nguyên hợp đảo. Ba tháng sau, trên phong nguyên đại lục, bên trong cấm địa của giáp đồn tộc, một bộ tộc có thể đứng vào hàng 10 tộc lớn nhất, hơn trăm tên tai to mặt lớn, cái đầu trông rất giống đầu heo, thân hình cường tráng là vệ sĩ giáp đồn tộc, đang lẳng lặng canh giữ một tòa cung điện khổng lồ bên cạnh. Đột nhiên trong đại điện truyền ra trận trận âm thanh ông ông, cũng có một ít chấn động không gian từ đó truyền ra. Vài vệ sĩ tu vi mạnh nhất cầm đầu bên ngoài, lập tức biến sắc, sau khi nhìn nhau một cái lập tức đi vào bên trong. Kết quả sau khi đi xuyên qua một hành lang 78 chỗ dễ ngoặt, một căn phòng lớn bị ánh sáng mờ ảo bao phủ xuất hiện. Ở bên trong màn sáng, bất ngờ có một tòa pháp trận khổng lồ lớn gần một mẫu đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, bộ dáng đang trong tình trạng được kích phát. Chuyện gì vậy? Tại sao lúc này lại có người từ đại lục khác truyền tống sang? Phi thống lĩnh, người có nhận được mệnh lệnh gì trước hay không? Một gã giáp đồn tộc vệ sĩ vóc người hơi thấp bé, sau khi nheo mắt nhìn kỹ, lập tức quay sang hỏi một gã vệ sĩ vác một thanh cự kiếm ở sau lưng. "Không có, truyền tống điện của chúng ta không không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào là có người truyền tống qua." "Có lẽ là vị đại nhân nào đó trong tộc bên kia có chuyện gấp nên cũng không kịp thông báo chào hỏi gì cả, vội vã vận dụng truyền tống trận đi qua." Vệ sĩ thân đeo cửa kiếm lắc lắc đầu, ngập ngừng nói. "Đích xác là có khả năng này, mặc kệ như thế nào, lát nữa chúng ta sẽ biết được là ai đến phong nguyên đại lục này mà." Tên vệ sĩ thấp bé nhướng mày nói nhưng lại là một động tác cảnh cáo cẩn thận cho những người khác. Những người khác lập tức ngầm hiểu tản ra xung quanh bao vây chặn kín cửa động. Cơ hồ đồng thời lúc mấy vệ sĩ tại đây làm xong động tác chuẩn bị, pháp trận khổng lồ vang dội một tiếng, sau khi quang hà ở trung tâm cuốn một cái, bỗng nhiên hiện ra hai bóng người nhàn nhạt phân ra một cao một thấp. Sau khi vài tên vệ sĩ giáp đồn tộc đưa mắt nhìn qua, lập tức tên vệ sĩ thấp bé kia mặt biến sắc quát hỏi. Không đúng, các ngươi không phải là người trong bổn tộc, chủ sự bên kia làm sao có thể để cho các người vận dụng truyền tống pháp trận xuyên đại lục được. Hắc hắc, người ở bên kia, tất cả bọn họ bị giết hết không phải là có thể tùy ý sử dụng pháp trận sao. Một âm thanh nhàn nhạt truyền từ trong pháp trận ra, sau khi hào quang thu lại, hiện ra diện mục chân thật của hai bóng người. Bóng người hơi thấp hơn khoác áo đen, sắc mặt có chút tái nhợt, trên đầu người cao lớn lại là một cái đầu hưu rất lớn, khuôn mặt lộ vẻ hung dữ nhìn đám vệ sĩ giáp đồn tộc đang ở bên ngoài màn sáng đúng là chân tiên mã lương và đầu chân linh dương lộc kia là địch nhân lập tức phát báo động vệ sĩ sau lưng đeo cửa kiếm vừa nghe nói vậy lập tức cả kinh kêu lên đồng thời cánh tay động một cái cự kiếm sau lưng đã xuất hiện trên tay những người khác cũng lập tức hành động một người không lưỡng lựa dơ cao cánh tay lập tức một đạo phù lục màu đỏ từ trong tay áo bắn ra sau khi chớp động một cái lập tức như hóa thành vật vô hình bay xuyên thẳng qua đỉnh đại điện sau một khắc bên ngoài đại điện hiện ra một khối cầu lửa đỏ sẫm sau đó nổ tung vang lên một tiếng cực lớn. Hơn trăm tên thủ vệ khác ở gần đó trông thấy cảnh này, lập tức rối loạn một trận, hơn một nửa số người lao nhanh vào trong điện, sau đó nửa số người còn lại cũng nhao nhao lấy ra từng kiện khí cụ bầy trận ném thẳng lên không trung. Trong phút chốc, từ những kiện khí cụ bầy trận này tuôn ra từng đoàn ánh sáng năm màu, sau khi ngưng tụ lại trên không lập tức hóa thành 36 cái đồng trụ khổng lồ, thẳng tắp rơi xuống, vây trọn xung quanh tòa đại điện. Mỗi cái đồng trụ này đều dài hơn trăm trượng, mặt ngoài đỏ thẫm như lửa bên trên khắc chi chít linh văn màu vàng nhạt lúc này thần sắc đám vệ sĩ giáp đồn tộc mới yên tâm hơn một chút nhìn vào bên trong đại điện một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên thoáng cái cả tòa đại điện nổ tung từ bên trong trông như một tòa núi lửa vô số mảnh nhỏ gỗ đá vụn bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng nhưng thời điểm chạm gần đến những đồng trụ kia một bức tường lửa bỗng xuyên qua hư không hiện ra tất cả đồ vật vừa tiếp xúc với nó lập tức đều chất lên một ánh sáng đỏ rồi hóa thành cho tàn những vệ sĩ đi vào trong điện lúc trước hiện giờ hoàn toàn không còn thấy bóng dáng đám vệ sĩ giáp đồn tộc bên ngoài trông thấy cảnh này lập tức vừa sợ vừa giận mà đúng lúc này hai bóng hình mã lương cùng dương lộc từ từ bay ra khỏi tòa đại điện đổ nát trong đó một tay dương lộc đang cầm một khối tròn tròn đưa lên miệng trong miệng vẫn còn đang nhai nuốt thứ gì đó phí thống lĩnh một gã vệ sĩ tinh mắt nhìn thấy được vật tròn trong miệng dương lộc lập tức kinh sợ quát to một tiếng cấm chế công kích chứng kiến cảnh này không còn ai không hiểu là tất cả những vệ sĩ đi vào lúc trước đều đã gặp bất chắc, lập tức không biết là ai kêu to một tiếng. Tức thì tất cả vệ sĩ bắt đầu nhao nhao thúc giục khí cụ bày trận trên không trung. Sau khi ánh sáng năm màu chấp lên một lần nữa, mặt ngoài của 36 cái đồng trụ lần nữa chấp sáng lên, một đạo ánh sáng màu đỏ chót phun thẳng đến Dương Lộc. Hắc hắc, một chút cấm chế ấy mà đòi ảnh hưởng đến ta sao? Dương Lộc cười to một tiếng, đột nhiên hít sâu một cái, thân hình lập tức hóa thành khổng lồ, bên ngoài thân cũng hiện ra một kiện chiến giáp màu vàng đất. Âm thanh phốc phốc vang lên, cột sáng màu đỏ chót bắn thẳng lên trên chiến giáp màu vàng đất, nhưng cũng chỉ lóe lên một cái rồi tan biến, dương lộc bên trong chiến giáp hoàn toàn không mất một sợi lông. Có đi mà không có lại thì thật là thất lễ, các người cũng tiếp lại một chiêu của ta. Dương Lộc thấy như vậy cũng chỉ nhe răng cười một cái, bàn tay khẽ vậy lập tức hiện ra một cái cự phủ màu đen, sau khi hai tay bắt lấy tức thì xoay tròn một vòng trên không trung, một tiếng chói tai bộc phát ra, một đạo quang nhận màu đen từ trên thân dương lộc hiện ra, chấp lên một cái rồi cuốn ra bốn phương tám hướng. Âm thanh phốc phốc nổi lên, sau khi quang nhận màu đen kia chấp lên một cái, tất cả 36 cây trụ đồng hầu như cùng lúc bị chém làm hai đoạn, bức tường ánh sáng màu đỏ cũng lập tức biến mất. Dương lộc cười hắc hắc, thời điểm đang muốn ra tay giết sạch tất cả đám vệ sĩ xung quanh, mã lương bên cạnh lại có vẻ không kiên nhẫn nói một câu, đi thôi. Những gia hỏa yếu kém này giết thì có gì hay? chính sự là trọng yếu. Vâng thưa chủ nhân, Dương Lộc trong lòng cả kinh, vội vàng cung kính vâng dạ một tiếng, bàn tay vung lên, cửa phủ lập tức hóa thành hư ảo, trong giây lát thân hình khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Vì thế hai người mặc kệ không quan tâm đến đám vệ sĩ nữa, độn quang hiện lên, bắn thẳng về một hướng khác. Lấy độn tốc của hai cường giả, chẳng qua chỉ nửa canh giờ đã bay ra cách đó hơn chục dặm, hai người bay qua một mảnh thảo nguyên, thời điểm trước mặt xuất hiện một dãy núi to lớn, đột nhiên thần sắc của thanh niên áo đen khẽ động, Lập tức dừng lại. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Lộc theo sát phía sau tự nhiên cũng dừng lại, có một chút khó hiểu hỏi. Chương 2406, giáp đồn cường giả. Không sao, chỉ là có một gia hỏa không biết điều đang đuổi tới. Mã Lương nhàn nhạt nói, còn có kẻ liều lĩnh ngu xuẩn như thế ư? Xin chủ nhân giao cho thuộc hạ xử lý tên này. Dương Lộc cung kính nói, người tới có tu vi không kém, chưa chắc người đã có thể dễ dàng thủ thắng. Mã Lương lại lắc đầu trả lời. Người này lại có thực lực như vậy, chẳng lẽ lại là tên giáp đồn tộc kia, thế thì thật đúng dịp vô cùng. Dương Lộc nghe thế, đầu tiên là ngơ ngác, nhưng lập tức như nghĩ tới điều gì, trên mặt lại xuất hiện nét quái dị. a à, người biết kẻ đuổi theo phía sau là ai ư? Mã Lương nhìn Dương Lộc một cái, có vẻ khá hứng thú. Nếu thuộc hạ đoán không sai thì người kia chính là đệ nhất thái thượng trưởng lão giáp đồn tộc tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói thực lực so với chân linh như thuộc hạ cũng không thua kém chút nào, danh khí to lớn có thể đứng vào hàng ngũ năm cường giả hàng đầu của linh giới dương lộc có vẻ hơi ngưng trọng nói năm người mạnh nhất không trách hắn dám đơn thương độc mã truy đuổi nếu đã như vậy thì chuẩn bị đón tiếp chu đáo một chút dùng tinh hồn của hắn luyện hóa thành chủ hồn của vạn linh huyết tỷ đi mã lương cười lạnh một tiếng tay áo hắn tùy ý rung lên một tiểu ấn màu đỏ máu to gần một tấc từ trong đó bắn ra chợt lóe lên rồi tắt ngay sau đó biến thành một đoàn sáng màu đỏ máu chui vào trong không trung không thấy bóng dáng Dương Lộc bên cạnh khi trông thấy tiểu ấn màu đỏ máu này, sắc mặt không nén nổi hơi đổi. Pháp bảo lợi hại này, trước đó hắn liên thủ cùng hai gã chân linh đại chiến với Mã Lương đã chính thức lĩnh giáo qua. Nếu không phải cả ba liên thủ cũng không chống lại nổi uy năng khủng bố của tiểu ấn, chúng đâu có bị buộc phải vận dụng pháp tắc chi liệp, vốn là thứ hại mình hại người chứ. Ngay khi trong lòng Dương Lộc đang còn sợ hãi thì bầu trời phía trên vang lên tiếng sấm, bỗng nhiên một cỗ xe bằng xương màu trắng dài vài chục trượng được bao bọc bởi vô số vòng cung bạc lượn lờ xung quanh hiện ra sau một hồi chớp lóe liền vang lên một tiếng ầm vang rồi xuất hiện trên khoảng không cách chỗ bọn chúng hơn trăm trượng cỗ xe két một tiếng dừng lại giữa trời ngay phía trước cỗ xe bất ngờ xuất hiện một lão giả của giáp đồn tộc người khô gầy mảnh khảnh lão giả này đầu đầy tóc dài xám trắng hai mắt màu bích lục u ám hai tay khoanh chéo lại trước người trên mỗi cánh tay có 10 cái cốt hoàn lớn nhỏ không đều hai bên đầu vai có nửa đoạn cờ cao tầm vài thước đang đón gió lay động, phía trên cờ hiệu xám xịt, nhưng mơ hồ lại có vô số quỷ ảnh như ẩn như hiện, đồng thời truyền ra từng tiếng quỷ khóc sói gào. Chân Linh, lão giả giáp đồn tộc đứng trên cỗ xe xương trắng lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người phía đối diện, đồng tử lập tức co rụt lại dừng lại trên người Dương Lộc, sau đó kinh ngạc kêu lên một tiếng. A, à, ánh mắt các hạ thật sắc bén, chỉ chốc lát đã nhận ra lai lịch của bản thỏa. Dương Lộc thấy vậy cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng lại trả lời với vẻ mặt không chút biểu cảm. Đạo hữu thân là chân linh, vì sao lại đại khai sát giới ở cấm địa của bản tộc, thậm chí còn hủy cả truyền tống trận vượt đại lục của chúng ta? Sắc mặt lão giả giáp đồn tộc âm tình bất định trong chốc lát, sau đó thần sắc mới hòa hoãn lại hỏi: "Không có gì, chỉ là tộc nhân các ngươi không có mắt, dám đắc tội với chủ nhân của tại hạ, cũng chỉ có thể để bọn họ lấy cái chết ra để tạ tội." Dương Lộc hời hợt trả lời: "Chủ nhân, lần này lão giả giáp đồn tộc thật sự thất kinh." Ánh mắt hơi động sau đó quay sang nhìn về phía Mã Lương. Ánh mắt vị cường giả giáp đồn tộc này quét qua đối phương, đối diện là một thanh niên thân mặt áo đen có khuôn mặt trắng bệch, trong đầu chợt lóe lên một cái, lão giả lập tức nghĩ tới tin tức vừa thu được trước đó, trong lòng chợt trùng xuống nhưng trên mặt không lộ ra chút dị sắc nào, lại lộ ra vẻ tươi cười trả lời. Hóa ra là tộc nhân chúng ta đã có đắc tội với hai vị, nếu vậy tại hạ thay mặt bản tộc có lời xin lỗi tới hai vị. Chuyện này chúng ta coi như xong. Tại hạ còn có một số việc không thể ở đây lâu, ta xin cáo từ. Vừa dứt lời, chân vị lão giả giáp đồn tộc nhẹ nhàng rậm một cái. Từ cỗ xe bên dưới vang lên tiếng sét đánh, vô số tia sét hiện lên rồi bay lùi lại phía sau. Hắc hắc, nếu đã đến thì không cần đi nữa. Dương Lộc lại nhe răng cười một tiếng, không chút do dự bước tới, đồng thời thời một tay nắm vào hư không, một cái búa lớn màu đen bỗng hiện ra giữa năm ngón tay, nó rung lên rồi nhắm tới phía trước hung hăng chém tới. Phu phu một tiếng một đạo tia sáng đen kịt hình lưỡi dao từ trên bú hiện ra rồi hóa thành một làn sóng màu đen bay cuốn về hướng cỗ xe. Lão giả giáp đồn tộc trên cỗ xe gặp tình hình này, sắc mặt trầm xuống, một cánh tay hơi rung lên, lập tức một miếng cốt hoàn bắn ra vang lên từng tiếng u u, thoáng cái hóa lớn thành gần một mẫu, phía bên ngoài có vô số phù văn màu xám trắng nổi lên, đón đầu lưỡi dao màu đen đang lao tới. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, cốt hoàn bắn ngược lại, thu nhỏ lại như lúc đầu, mà lưỡi dao màu đen cũng bị tiêu tan sau một kích này. thế nhưng tốc độ phi hành của cỗ xe không hề bị ảnh hưởng chút nào, chỉ lóe lên một cái thì đã xuất hiện ngoài nhìn trường. lúc này lão giả giáp đồn tộc thở nhẹ một hơi, lão đang định thúc giục cỗ xe dưới chân toàn lực trốn chạy, bỗng nhiên phía trên vang lên tiếng vang ầm ầm thật lớn, một ảo ảnh tỷ ấn màu đỏ máu to như ngọn núi từ hư không hiện ra rồi chậm rãi hạ xuống. thế hạ xuống của ấn nhìn rất chậm chạp nhưng chỉ chớp lóe một chút đã xuất hiện một cách im lặng phía trên cỗ xe bằng xương trắng đồng thời một cỗ pháp tác chấn động đã cuốn xuống trước. Trong lòng lão giả giáp đồn tộc khẽ dùng mình, hai đầu vai vội vàng lay động một cái, hai cái cờ trắng lập tức bắn ra, chúng đón gió rồi hóa lớn lên dài hàng chục trượng, bên trong vang lên từng tiếng quỷ khóc thật lớn, rồi từ đó bỗng nhiên lao ra hàng trăm ác quỷ, mỗi một con đều có mặt mũi hung tợn, sát khí kinh người, mà con nào cũng đều có thực lực khủng bố hợp thể kỳ. Đồng thời vài miếng cốt hoàn cũng từ hai cánh tay lão giả bắn ra, chúng vang lên từng tiếng u u hoặc biến hóa bất định, uy lực từng cái khác nhau nhưng đều nhắm thẳng đến ảo ảnh tỷ ấn đập tới từ không trung truyền đến một trận nổ lớn liên miên không dứt vài chục miếng cốt hoàn tuy đi sau mà đến trước nhưng vừa đập vào ảo ảnh tỷ ấn thì tất cả lập tức vỡ vụn thành từng mảnh hơn trăm con ác quỷ cũng bị pháp tác chấn động của tỷ ấn cuốn tới cũng chấp lên một cái rồi nhao nhao vỡ vụn